Anh Bin kỳ cục với anh Bin. Được không? Kiểm tra tải được không? Hello mấy chị, hôm nay em like túi sách nha. Túi sách về cái lô đợt này về nhiều mẫu mới đẹp lắm. Về nhiều mẫu mới đẹp lắm, với lại có túi công sở nữa đó mấy chị. Với lại túi cái kiểu là túi mấy chị đi làm xui, mấy chị đi tiệc á, nó về nhiều mẫu lắm. Chị nào lên xem like rồi mấy chị comment lên cho em với. Cái hộp chân yến còn á chị ơi, cái hộp chân yến còn, tại vì em đặt về số lượng nhiều mà. Cái hộp chân yến còn á chị. Em chào chị Anh Thư Võ nha. Em chào chị Thảo Nguyễn. Rồi, ok. Em chào chị Tuyết Nguyễn, lấy chị một cái đúng không? Dạ rồi, ok chị. Ok, chị lấy chị một cái chân yến nha. Còn cái kẹo ngậm ho ở trong cái thùng chỗ kia, cái thùng ở dưới á, con đem con dở cái thùng ở trên lên. Rồi cái bịch kẹo màu xanh xanh ở phía dưới á, con đem con lấy con ngậm vô đi. Ngọc nó gọi chị chưa chắc không kịp á, có mình nó làm mà nên nó chốt không kịp á chị, nó chốt không kịp á. Nếu như mà nó chưa gọi chị hoặc là nó chưa có nhắn tin cho chị á, là chưa chốt kịp. Em chào chị Hồng Huỳnh, em chào chị Tuyết Nguyễn nha, em chào chị Minh Võ. Nếu như nó chưa gọi chị là chắc chốt không kịp á, tại vì mấy chị thông cảm nha, có một mình nó à, mà trên này tối nào em cũng like hết nên là ở dưới có một mình nó chốt không có kịp. Chị dặn túi đeo chéo nam mà Ngọc chưa trả lời, túi đeo chéo nào chị ha? Cái túi đeo chéo mà 180 phải không? Túi đeo chéo 180 đen, hình như là em nhớ em có để cho chị mà ta. Hôm bữa trước hình như màu đen hay màu gì có để cho chị không phải cái này. Hôm bữa trước em nhớ em có để cho chị cái màu đen, bữa trước chị lấy màu đen đúng không? Cái dạng đeo chéo này đúng không? Em nhớ là em có để cho chị mà. Rồi em lên luôn nha. Mấy chị hôm nay mấy chị xem live mấy chị cứ xem từ từ nha, tại vì nó về nhiều mẫu lắm luôn á. Nó về nhiều mẫu lắm. Nên là cứ xem từ từ cho em nha. Chị nào mà cần cái hàng gì là cũng sẽ có. Em chào chị Thiên Bảo ha. Rồi, ok bây giờ em lên luôn nha. Em lên luôn. Lên cái món nào trước để mở hàng cho đắt hàng đây. Món nào đây? Món nào đây? Mấy chị muốn em lên cái gì trước nè? Để kiếm nào món nào mà giá nó mềm mềm một tí lên trước ha. À chị lấy rồi, bây giờ lấy cái nâu đúng không? Tại vì hàng túi xách Ngọc nó không có biết đâu. Ngọc không có biết ở trên này á, tại vì cứ mỗi lần like xong rồi nó nhiều á, em cứ nhét vô bao, cứ quăng vô bao, thành thử là cứ mỗi lần like xong rồi á là em mới thấy mẫu nào mấy chị dặn nó mới lấy ra được, chứ còn mà lục ra là lâu lắm. Rồi chị lấy cái này ha, chị Nguyễn Hồng lấy cái này nha. Rồi ok chị ha, 180.
cái túi đeo chéo của Nam nè, bằng da dễ thương đẹp lắm. Giờ con phụ tá cho mẹ ha, mai kiếm tiền đi đi, đi lên trường hàng phải không? Cái này là khó dán vô trong này lắm. Để mẹ kiếm cái gì đã. Con có cái sợi dây thun đó không? Đưa 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 đi, đưa đi, mẹ dán cái này trước cho rồi lát nữa con dán cái khác. Tại vì cái này nó dễ bị rớt ra lắm, đưa cho mẹ người nha. Không không không. Rồi đợi em xíu nha mấy chị, đợi em xíu. Dạo này anh cu anh lớn rồi, anh không có chịu, anh không có chịu nằm yên cứ bắt bế. Nên mỗi lần like trên này có một mình em à. Rồi ok, ổn rồi đó. Rồi đây con. Rồi em tiếp nha. Em lên ha. Mấy chị chia sẻ like cho em ở chế độ công khai nha mấy chị, like túi là có nhiều mẫu đẹp lắm á. Rồi cái mẫu đây nha. À túi em nói luôn, mấy chị chốt cho em nha. À, em nói cái này luôn, tại vì lô mấy chị, cái lô này là lô khác nữa. À, mọi khi là cái lô kia là coi như là nó ở cái đầu Lạng Sơn, còn cái lô này nó ở Móng Cái, thành thử là hai lô hoàn toàn khác biệt nhau. Mà mẫu có một hai mẫu, hình như em thấy hồi nãy em đổ hàng ra thì em thấy là có một hai mẫu gì giống nhau thôi, chứ còn đa phần là khác. Nên là nếu như mà cái lô này mà giá nó rẻ hơn hay là nó mắc hơn như thế nào đó thì coi như là mấy chị cũng thông cảm nha, tại vì hai lô nó tách biệt hoàn toàn nhau. À, mấy chị hiểu là cái hàng ôm lô á, là không phải là ví dụ như mình muốn cái mẫu này là mình đi lấy cái mẫu này, mình muốn mẫu khác mình lấy mẫu khác, không phải như vậy. Hàng á, là nó đóng về nguyên một bao, cho mẹ mượn cái bao đi con. Cái bao đó. Hàng là nó đóng về nguyên một bao tải như vậy đó. Đó. Đây nè. Ví dụ như hàng mà nó đóng về là nó đóng nguyên một bao tải như vậy nè, nó làm cho mấy bao như vậy đó. Thì một lô á, là thầm thường thường là khoảng cỡ chừng 150 đến 170 cái, có lô 200 cái là cứ ôm đại mẫu vô cho mình, không có biết cái mẫu nào là mẫu nào, nó chỉ đưa cho mình hình ảnh là một vài mẫu thôi. Thì mình lấy thấy cái mẫu mình dặn nó là cái mẫu nào mà mẫu trung niên á, hoặc là mẫu tiệc, hoặc là mẫu ví bóp đầm chẳng hạn, mình chỉ yêu cầu nó là vậy thôi thì nó phân lô ra cho mình, không có được lựa kiểu. Do đó là coi như giá thành nó sẽ có thể là nó sẽ chênh lệch khoảng cỡ chừng 10.000 20.000 tùy theo lô trước lô sau nha. Nên là mấy chị lưu ý giùm em cái đó. Rồi khi mà mấy chị đặt hàng á, mấy chị chịu khó, ví dụ như mẫu nào có màu thì mấy chị chốt mã và màu cho em ha, chốt mã kèm theo màu cho em. Mẫu nào mà ví dụ như nó còn khách, cái kiểu là khách cứ xả ra xả vô hoài cái mẫu đó đó, thì có thể em sale. Thì khi sale thì mấy chị chịu khó nhắn cho em cái giá vô nha, chứ để là tới chừng giá sale không biết là Ngọc nó tính cho mấy chị là giá nghiêm á ha. Rồi ok, bây giờ em lên nha. Cái này á, mấy chị nhớ là ghi mã. Nếu như mẫu nào có màu thì kèm cái mẫu theo màu cho em nha. Cái mẫu này thì mã của nó là 2213 hả mấy chị? 2213 nha. Cái màu của nó là màu ruốc, nó pha hơi nâu. Cái ruốc, màu ruốc xong rồi nó kiểu nó pha hơi màu nâu nâu một xíu nữa. Đó, cái này là cái bóp. À, cái này là nó bóp là phải đi tìm cái thước dây để đo size cho mấy chị. Size này là size 24 nha mấy chị ơi. Cái này là size 24 nha. Cái này nó sẽ có hai dây cho mình, một cái dây cầm tay và một cái dây mang dạ, cái đầm này lâu lắm rồi. Cái đầm này ngày xưa em có bán á, ngày xưa em có bán cho mấy chị á. Cái đầm này hồi xưa bán có 100 mấy chục ngàn, chứ mấy 180, 190 gì đó. Chị Trinh Trinh, Ngọc nó gọi điện nó chốt hàng cho chị chưa? Em chào chị Cúc Hoa nha. Ngọc nó chốt hàng cho chị chưa? Cái mẫu này là mã của nó là 2213 nha mấy chị, 2213, size của nó là size 24. Cái chất của nó là da mịn ha mấy chị, da nha, chất da mà da mềm á, da mềm nha. À, ở bên trong nó sẽ có cái dây đeo chéo cho mình luôn. Đối với những chị nào mà đây, nó có cái dây đeo chéo cho mình luôn. Mình muốn mang vai thì mấy chị thu cái dây ngắn lại thì mình mang vai. Còn muốn đeo chéo thì mình kéo cái dây dài ra mình đeo chéo ha. Đối với những chị nào á mà cái kiểu là mình tiết kiệm một xíu á thì mấy chị nên mua những cái mẫu như vậy. Nên mua những cái mẫu như vậy. Thứ nhất, nó có cái dây mang vai, mình đi tiệc cưới hoặc là mình đi bất kỳ một cái tiệc gì sang trọng cũng được hết. Cái thứ hai, nếu như mấy chị kết đi du lịch á, mình có thể mình lấy cái này mình đi du lịch, đi siêu thị cũng được, đi cà phê, cà pháo với bạn bè cũng được. Còn những cái mẫu mà ví dụ như lát nữa em sẽ lên những cái mẫu đính đá. Những cái mẫu đính đá là mình đi tiệc
cưới hoặc là những cái tiệc nào gọi là đi, đi gọi là đi 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 họ rồi này nọ đó, thì những cái bóp đá như vậy nó chỉ phù hợp ở những cái tiệc cưới, tiệc sang trọng thôi. Còn ví dụ như mình đi du lịch rồi này nọ thì nó hơi cầu kỳ đó. Còn nếu như chị nào mà muốn tiết kiệm là cứ cái mẫu này mang đi bất kỳ một cái sự kiện nào cũng được hết trơn ha. Giá là 190.000 nha, 190.000, size 24, mã là 2213. My ơi, con đứng xuống con nói cô Ngọc là mẹ đang like á. Nói cô Ngọc lên trên like đi rồi trả lời tin của mấy cô đi. Mấy chị ơi chốt hàng để em nói Ngọc cho, chứ bây giờ là coi như ở trên này là em không có biết nha mấy chị ơi, em không có biết. Có gì nếu như mà cái thắc mắc gì á mà mấy chị chưa có chốt hàng, mấy chị chủ động mấy chị inbox vô hoặc là mấy chị gọi điện cho em đi. Mấy chị gọi điện số là 0911 080271. 0911 080271. Ví dụ như mấy chị mà thấy hàng hóa chưa chốt hay cái gì đó, mấy chị là nhắn trực tiếp inbox vô hoặc là mấy chị gọi điện đi ha. Rồi, em qua mẫu nha. Mẫu này là 2213 ha mấy chị. 2213, giá là 190 ngàn nha. Giá 190 ngàn. Màu của nó là cái màu ruốc mà nó pha pha nâu nâu một xíu. Có, lát nữa cái gì cũng có hết trơn. Hàng đợt này là về đẹp á. Nó có cái lô lô công sở đẹp. Lô công sở đẹp nhưng mà lô cao cấp nha. Lô cao cấp giá nó hơi cao một xíu nhưng mà rất là đẹp. Chị cứ coi đi chị ơi, bây giờ chị hỏi là em thua luôn ở đây nè. Để em quay hàng cho mấy chị, hàng mà về mà coi như không ấy, nó về bao tải mà cứ đổ đóng đóng như vậy nè. Đó, thì bây giờ chị hỏi em vậy là em cũng bó tay, em không biết là có hay không luôn á, nên mấy chị cứ coi từ từ đi nha. Mấy chị cứ coi từ từ đi chứ bây giờ mà hỏi em là em bó tay. Ví dụ những cái nào mà công sở hay là du lịch đó thì em biết là có như vậy rồi lát nữa em like. Chứ bây giờ mấy chị mà hỏi xen ngang như vậy là em bó tay luôn á. Tại vì hàng về là nguyên một bao vậy, hàng ôm lô mà mấy chị. Nó đóng cho mình 150, 170, 200 cái thì coi như là không thể nào mà coi như nó lộn xộn. Em cứ lên cái nào thì em like cái đó ha. Rồi, cái mẫu này. Mẫu này là size 20, size 22 nha mấy chị. Cái mẫu màu đỏ này là size 22 ha. Cái này quá đẹp luôn. Cái này giá là 170 ngàn. Giá là 170 ngàn nha. Chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em là đỏ ha. Ngày mai nếu như chị nào xem lại live mà muốn thích cái bóp nào đó, mấy chị chịu khó chụp màn hình lại cho em. Chụp màn hình lại cho em ha. Chụp màn hình lại em sẽ tìm cái mẫu nó nhanh hơn. Cái mẫu này mấy chị chốt cho em là đỏ nha. Size 22, mẫu này giá là 170 ngàn. Rồi có 170 à. Có 170 cái chất của nó nè. Cái chất nó nè. Đó, 170 ngàn ha. Nó cũng có hai dây đeo luôn. Một cái dây mang vai về cho mình và một cái dây đeo chéo nữa. Nó cũng có hai dây. Đó, ở phía sau này là coi như là nó có dây kéo luôn nha mấy chị. Em mở bên trong cho mấy chị coi. Nó có cái dây đeo dài cho mình luôn nè. Bên trong đa phần những cái túi vậy bên trong nó đều có hai ngăn lớn, một cái ngăn dây kéo ở giữa, một ngăn dây kéo bên này và một cái ngăn giống như là cái ngăn đựng thẻ ở bên này nha. Đó, lúc nào cái túi đa phần nó cũng vậy hết trơn. Hàng toàn bộ là hàng Quảng Châu và hàng mới 100% nha mấy chị, không có hàng si hàng gì hết trơn, hàng mới 100% luôn. Dạ em chào chị Hồng Trần ha. Chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em đỏ. Cái đỏ này là đỏ đỏ sậm nha mấy chị, cái kiểu đỏ ớt á, nhưng mà ớt mà nó chín, nó chín lâu á. Là coi như nó đỏ sậm xuống luôn ha. Giá là 170.000 size 22. Em chào chị Nhớ, em chào chị Gấm Quỳnh. Mấy chị chia sẻ like cho em với mấy chị ơi, chia sẻ like cho em với ha. Dạ rồi, ok chị Hòa Lâm nha. Chị nào mà chưa có số điện thoại á, khách mới á, thì mấy chị chịu khó nhớ cho em xin số điện thoại nha mấy chị. Có số điện thoại bên em mới chốt đơn được cho mấy chị ha. Rồi ok chị Hòa Lâm nha. Giá 170 đúng rồi, mấy chị comment như chị Hòa Lâm là em thích á. Có nghĩa là comment cái mẫu túi xong comment theo cái giá, có cái giá tiền nữa. Là comment vậy là ok luôn á. Dạ em chào chị Thi Lan Tạ. Đó, cái khách này cái này là hôm bữa có khách xã nè. Mẫu này là khách sạn này, thường thường khách sạn là có cái tờ giấy xong rồi xé ra. Mấy chị lên đông đông chia sẻ like với em với. Em chào chị Sơn Trần, hello mấy chị nha. Hôm qua mấy chị có nhận bông, nhận quà đồ gì nhiều không? Mẫu này mã là 2727 nha mấy chị ơi. Em chào chị Nguyễn Cúc, em chào chị Thiên Bảo. Đó, mẫu này mã là 2727 nha. Cái size của nó là size
Size của nó là size 20 ha mấy chị. Rồi, mẫu này là size 20 nha mấy chị ơi. Da cũng là da mềm luôn ha. Cái kiểu này là đang là model bây giờ nè. À, con chào cô Minh Nguyệt. Khỏe không cô? Lâu lắm rồi mới lấy thấy cô lên á. Cô khỏe không? Hay là cô xem like con mà không có không có lên tiếng. Đây, nó có cái dây trong này là dây xích cho mình nha. Nó có cái dây xích cho mình. Cái này là mã 2727. Cái mẫu này hiện tại là đang là model bây giờ nè. Đang là model bây giờ. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ là bởi vì cái da nó mềm mấy chị. Thành thử mình thấy vậy chứ mình đựng đồ được nhiều lắm. Đây. Ở bên trong của nó sẽ có một ngăn lớn ha mấy chị. Đựng điện thoại, đựng cái sạc dự phòng, đựng hộp son, đựng hộp phấn, cây son rồi về vô tư. Bên này là nó có ngăn dây kéo. Cái này nó dễ thương là mình mang tay cũng được. Đây nè. Mặc một cái đầm mà coi như mình mang cái bóp này nó dễ thương lắm. Tại vì nó gọn á mấy chị. Nó gọn á, mấy chị đừng điện thoại đồ gì cũng ok ha. Mẫu này giá là 220, mã là 2727. Mà cái màu nó cũng đẹp nữa. Cái màu nó cũng đẹp nữa, 2727 nha. Đó, mấy chị mang chéo dễ thương chưa? Nó nhỏ nhỏ thì mình mang chéo nó dễ thương. Mà đặc biệt cái dây của nó có dây xích nè. Nó phối cái sợi dây xích nên nó đẹp. Dạ, cô khỏe hả cô? Cái này nha, nếu như mấy chị, nó hay một cái nữa. Nếu như mấy chị mà muốn mang mà nó ngắn hơn mình mang vai á, mình chéo, bắt chéo hai cái sợi dây qua. Bắt chéo hai cái sợi dây qua là nó thu lại là mình mang vai được nè. Nó thu lại là mình mang vai được nè. Đó, do nó có cái sợi dây xích chỗ này nên là mình làm được đủ kiểu hết. Mà giá 220 ngàn ha. Dạ rồi, ok chị Nga Lê nè. Mã 2727 ok chị nha. Coi thử có mấy cái dây xích nè. Rồi em qua mẫu. À để em lên cái hàng công sở cho. Từ từ chờ em xíu nha. Em xen kẽ nhiều hàng vô nha mấy chị ơi. Em xen kẽ nhiều vô để cho mấy chị coi. Mấy chị không có bị chán. Có nghĩa là túi nhỏ có, túi lớn có. Cái này cái kia có, rẻ có, cao cấp có. Wow. Rột rột thì anh này anh ngủ, ngủ cũng yên tấn dài. Anh dài cái bụng ảnh lại, anh tuột xuống kìa ba. Lấy hai cái gối tấn hai cái tay em. Chị có túi Gucci không ạ? À? À, Gucci kiểu nào chị? Cái 2727 em hết rồi mấy chị ơi. 2727 em hết rồi, 2727 em có một cái à. À ừ, cho mẹ ghi giá vô đi con. Cho mẹ ghi giá vô, cho mẹ cái bút lông đấy. Nhanh lên. Dạ có đơn của chị á. Có đơn của chị á. Chị chốt thêm cái gì nữa đi rồi em gửi hàng cho. Hóa đơn đi tỉnh là đủ 200 ngàn, bên em sẽ gửi hàng ha. Cái mẫu này 260 là túi công sở, em còn mấy cái nè. Cái mẫu này mấy chị chốt cho em là túi khăn ha. Túi khăn. Vào cái màu xanh đen. Cái màu xanh đen. Đây 260 ngàn, chị nào nhận cái mẫu túi này rồi mấy chị comment lên cho em với. Hiện tại bên này nó hơi tối. Mấy chị nhìn thấy được cái màu của túi không? Mấy chị trên live mấy chị nhìn thấy được cái màu của túi không? Đầm em đang mặc không có bán mấy chị ơi. Hồi nãy ông chồng em không mặc à, em mặc cái đầm này ra sao biết. Mấy chị biết ông nói sao không? Thế nào lát nữa cũng sẽ có mấy chị hỏi là coi như là cái đầm em mặc là bán bao nhiêu. Y chang như vậy luôn, bây giờ chị Nguyễn Phương hỏi. Cái đầm này em bán lâu rồi, shop mình em bán lâu rồi, bán cách đây chắc cũng phải 5 rưỡi 2 năm gì đó. Đây, cái túi này là mấy chị chốt cho em là túi khăn ha. Túi khăn giá là 260 ngàn, túi công sở nha mấy chị, để em đo cái size cho mấy chị nha. Màu này là màu xanh đen. Nó đang bị tối cái sản phẩm, không biết là mấy chị nhìn. Đây nè. Cái này là nó thêu, cái đường chỉ nó thêu, nó may trực tiếp vô trong túi luôn ha mấy chị. Nó may trực tiếp vô trong túi luôn nha. Đó, cái túi công sở nè. Cái này mấy chị đi dạy rồi là ok luôn á. Hoặc là mấy chị mà đựng hồ sơ, giấy tờ rồi này nọ mà hơi nhiều nhiều á. Không, vẫn tối hơn để bên này á. Size của nó là size 30 nha mấy chị ơi. Size 30 nha. Size 30, chiều cao của nó là 24. Cái tờ A4 là nhiêu?
Đó, cái này là size là 30 nha mấy chị, 30, cái này đựng được A4. Chiều cao của nó là 24. Chiều cao của nó 24, giá là 260.000. Chị nào nhận cái túi này rồi mấy chị comment lên cho em với. Cái túi này nó rất là đẹp. Mà giá nó rẻ nữa, giá chỉ có 260.000, cực kỳ rẻ luôn á. Mấy chị thích đó thì để cái khăn này, còn không thích thì mình tháo cái khăn ra thôi, dễ mà. Bên trong nó có một cái dây đeo chéo cho mình nữa ha. Có hai ngăn lớn nè, một ngăn dây kéo ở giữa nè. Bên này thì nó cũng có một ngăn dây kéo, bên này thì có một cái ngăn để thẻ cạc, đa phần cái túi nào nó cũng như vậy hết. Màu này là màu xanh đen. Chị nào lấy thì chốt cho em túi xanh đen ha. Túi khăn xanh đen. Đó, túi khăn xanh đen, từ từ em lên nó có màu gì nữa đó. Hôm nay em không có lay đầm nha. Có viên giặt quần áo không em? Viên giặt quần áo em chỉ có hàng của Mỹ thôi. Hiện tại bây giờ trên thị trường nó đang bán cái viên giặt quần áo của Trung Quốc, có mấy chị nó cứ bỏ trong cái hộp, mà nó không có tem mạc đồ gì hết á, thì cái hàng đó ở đây em không cái. Nhưng mà nếu như chị nào mà da quá mẫn cảm thì em nói với chị đừng có nên mua cái hàng đó nha. Nếu như da chị nào mà bị mẫn cảm á thì đừng có mua cái hàng đó, tại vì cái đó là hóa chất đó mấy chị. Cái đó là nó dùng hóa chất á, thành thử là mấy chị mua mấy chị giặt cái đó là nó dễ bị viêm da nếu như da chị nào bị mẫn cảm á. Tại vì bà chị của em á, là da của bà là da nhạy cảm á, coi như là trời mà chuyển mùa là bắt đầu bà nổi hồ hột lên trên da đầy hết á, thì coi như không biết đem mua cái viên giặt đó về mấy chị biết là coi như trời nó bỏng luôn cái da á. Nên là cái hộp mà hiện tại cái hàng đó là hàng của Trung Quốc á, cái hộp mà nó người ta bán mà trong cái hũ mà nó cứ viên màu xanh màu đỏ màu lum la hết trơn, nó kêu là viên giặt á, nó không có hiệu được gì hết á, là mấy chị mua cái loại đó mấy chị để ý nha. Cái da ai mà bị mẫn cảm á, còn da bình thường thì chưa có ai xài nữa em không biết, chứ còn do chị em là bả là da nhạy cảm bả xài cái đó nên bả bị. Rồi từ từ để em coi thử còn màu gì nè, nó đâu mất tiêu ta. Đây, sách đặc xả này. Màu đen. Màu đen ha, hồi nãy là em đưa màu xanh đen. Khăn khủng long em còn á chị Yên Trần ơi, khăn khủng long em còn nha. Em chốt cho chị cái nha, khăn khủng long còn. Tại vì khăn khủng long nó đang còn trong chương trình á. Đây, cái này màu đen nha, toàn bộ cái này là nó thêu trực tiếp vô sách hết nha mấy chị. Màu đen. Chị nào lấy cái sách này á, thì nghĩa chốt cho em là công sở ha, màu đen hoặc là xanh đen nha, giá là 260 ngàn. À chị Gia Long Bùi ơi, chị cho em xin lại số điện thoại đi, hình như chị cho sai số điện thoại, gọi điện không được. Ngọc nó nhắn kìa, Ngọc nó nhắn kìa, chị cho em xin lại số điện thoại cái nha, chắc là chị cho sai số điện thoại. Rồi hiện tại cái mẫu công sở này em còn 3 cái. Màu một cái xanh đen, một cái đây. Hiện tại cái công sở em còn 3 cái ha, là một cái xanh đen, một cái đỏ, đỏ này đỏ ớt nha mấy chị. Một cái đỏ ớt, cái khăn mấy chị thích dùng thì dùng, còn không thích dùng thì mấy chị tháo ra. Đó, một cái xanh đen, một cái đỏ ớt. Xanh đen nè. Đỏ ớt ha và một cái đen. Là cái mẫu sách kha túi công sở mà túi khăn này em còn 3 cái nha. Ba màu, giá là 260 ngàn. Rồi ok chị Nguyễn Kim Phụng nha, ok chị Nguyễn Kim Phụng, chị Gia Long Bùi. Để em kiểm tra lại cái số điện thoại chị ha. Rồi ok. Ok chị Nguyễn Kim Phụng nha. Cái túi công sở khăn là chiều ngang của nó là 30, chiều cao là 24. Là đựng được giá A4 hết mấy chị. Rồi em qua mẫu nha, em qua mẫu. Mấy chị đừng đi đâu hết nha, túi xách ví dụ như bây giờ hiện tại mấy chị chưa có cái mẫu của mấy chị cứ chịu khó ngồi xem, tại vì còn nhiều mẫu đẹp ở phía sau lắm. Rồi cái này anh còn một cái nữa ha mấy chị, giá là 150 ngàn nha. Giá là 150 ngàn, chị nào lấy thì chốt cho em là túi dù đỏ. Chốt cho em là túi dù đỏ nha, em chào chị Cúc Hoa. Đó, chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em là túi dù đỏ. Cái túi dù mấy chị mang sướng lắm, ở trong này cái ngăn nó rất là bự ha. Nó có một cái ngăn lớn cho mình nè, hai cái ngăn lớn nè, đó có cái dây 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 bố cho mấy chị đi theo để mình đeo chéo luôn ha. Có hai ngăn lớn nè, hai ngăn lớn, một cái ngăn nhỏ bên này,
Đó là tổng cộng nó chỉ có 3 ngăn, nó có một cái ngăn dây kéo bên trong nữa này. Những cái túi dù này á, mà mấy chị mang á, mấy chị không có sợ hư, mấy chị đi mưa rồi gì cũng được hết trơn á. Nó là về nó dơ, mấy chị giặt cái là nó sạch liền. Cái túi dù mang rất là bền nha. Đó, có cái quai cầm tay nhỏ nhỏ xinh xinh nữa ha. Giá là 150 ngàn, chị nào lấy thì chốt cho em túi dù đỏ, giá 150 nha. Mấy chị ơi, khách nào, chị khách nào của em mà nhận túi xách đồ bên em mà ok, mấy chị comment lên cho em với. Sao hồi nãy giờ lên mà thấy không khí buồn vậy ta? Rồi chị nào lấy túi dù đỏ thì chốt cho em túi dù đỏ ha. Em qua mẫu tiếp theo nữa nha. Cột kim nó lại thành cục luôn cho nó gọn đi. Túi dù đỏ cho chị Cúc Hoa. Dạ rồi ok chị Cúc Hoa, túi dù đỏ nha. À, em ơi chị có đặt mấy cá heo hồi chiều, em điện thoại mà chị không nghe máy, chị nhắn tin lại mà không nghe trả lời. À chắc Ngọc nó bận á chị ơi, thì có gì để em nhắn nó ý cho em. Ngọc ơi có gì em liên hệ lại với chị Lê Đậm nha. Túi dù đỏ cho chị Cúc Hoa nè, ok chị. Dạ em cảm ơn chị Anh Thư Võ nè. Túi công sở mẫu xanh đen, chị Nguyên Vũ lấy màu xanh đen hả chị? Chị lấy túi công sở màu xanh đen hả? Lấy thì ok cho em, kèm theo số điện thoại giúp em với nha. Chị lấy cái màu xanh đen thì ok cho em, kèm theo số điện thoại với. Cái này màu đen nè, là màu xanh đen, đúng không, xanh đen. Dạ em cảm ơn chị Anh Thư Võ nha, em chào chị Phong Lê. Dạ em cảm ơn chị Yên Trần nè. Túi dù ok lắm mọi người ơi, em cảm ơn mấy chị. Hôm trước có một túi đựng mỹ phẩm, em dồn chung đơn luôn, ok chị. Nếu như hàng chưa đi là bên em đều dồn đơn lại cho mấy chị hết, mấy chị yên tâm. Trời, nói thiệt bán hàng cho mấy chị nha, mà về á, mà hàng mà nó không đẹp á là em sẽ lọc qua cái hàng đó qua một bên. Rồi em để đó, khi nào coi như có một cái like á, em sẽ giống như là em sẽ sale mấy cái mẫu mà không ok đó. Chứ không phải mà hàng lúc nào hàng... Dạ rồi em cảm ơn chị. Không phải lúc nào hàng về cũng hàng ôm lô là không phải mẫu nào nó cũng đẹp hết đâu. Ví dụ như là 200 cái đi, thì chắc chắn trong đó nó sẽ có 50 cái là hàng không vừa ý với mình. Là em sẽ để riêng cái hàng đó, rồi khi nào em sẽ dồn lại một lần là em sẽ like cái hàng mà đó để em sale giá cho mấy chị. Chứ bây giờ đang là hàng đẹp mà pha vô cái hàng xấu thì coi như nó lại lộn xộn quá, nó khó. Đây. Cho xem lại túi công sở đúng không? Ok chị nha, chờ em xíu. Túi công sở là giá 260 nha mấy chị. Cái khăn khủng long đẹp lắm, mua thêm một cái nữa. Cái đó là chị thấy đẹp chị mua thêm nha. Chứ còn mà gặp mà coi như mấy chị khác á, mà coi như mua cho cháu á, mà mua mới con đứa hai đứa xong mấy đứa khác nó phân bì á, là coi như phải quay lại mua một lần, coi như một đám cháu là coi như mua tới mấy cái luôn đó. Đây cái mẫu công sở màu đen này chị. Cái mẫu màu đen nè. Chiều ngang này là 30 ha, chiều cao là 24. Ngang 30, cao 24. Ở phía sau nó có một ngăn, ở bên trong thì nó sẽ có là hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa. Hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa, bên đây có ngăn dây kéo, bên đây ngăn đựng thẻ cạc ha. Đa phần những cái túi nó đều như vậy hết. Có dây đeo chéo luôn cho mình. Giá là 260 ngàn. Chị mà chốt cái mẫu này thì chốt cho em là túi khăn. Túi túi khăn ha, túi khăn màu đen. Đó. Giá là 260 ngàn. Ủa vậy là chị bị cháu nó phân bì hả? Hay bị đứa nào nó phân bì hay sao? Rồi cái mẫu này mấy chị, giá là 160 ngàn nha. Cái này là cũng là dạng túi dù, nhưng mà cái size nó nhỏ. Cái size nó nhỏ, size này chắc size 18 đó. Đúng rồi, chính xác size 18. Cái này size 18, túi đựng điện thoại nè mấy chị. Giá là 160 ngàn ha. Nó mắc là bởi vì cái phụ kiện, cái phụ kiện của nó. Đó, giá là 160 ngàn ha mấy chị. Ở trong này nó có một cái lớp mút nữa. Nó có một cái lớp mút nữa, nó dày lắm. Cái này là phải 3-4 lớp lận. Cái túi này nè,
là tôi dùng mà 3-4 lớp lận. Có dây đeo dài cho mình luôn nha, có dây đeo dài cho mình luôn. Chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em là túi dù con bướm ha, túi dù con bướm. Hello dì hai hả? Đây, túi dù con bướm nha. Xanh đen hết, á xanh đen. Xem lại xanh đen nữa hả? Mấy chị coi like, mấy chị thông cảm, mấy chị để ý giùm em cái nha. Chứ để cứ đưa đi đưa tới đưa lui á, coi như là nó chậm, nó chậm mất, em không có lên kịp hàng á. Nên là mấy chị để ý kỹ giùm em cái nha. Nè, tại vì là mỗi lần like xong mấy chị là phải đóng bao cho mấy chị, là bỏ vô trong bao lại vậy nè, kích băng keo đồ đàng hoàng lại hết, mà mấy chị coi lại là phải bung ra lại nữa đó. Đây cái màu xanh đen nè, cái màu xanh đen của chị nó đẹp lắm. Đây đó, cái màu xanh đen của chị nè, ngăn bên trong thì cũng y chang như vậy ha, màu xanh đen nè đó. Cái màu xanh đen của chị nó đẹp. Ủa không có đi học mà sao bị sốt rồi. Rồi đây, này nó có hai ngăn lớn nha mấy chị, một cái ngăn nhỏ ở đây và một cái ngăn ở phía sau nữa. Túi dù con bướm cho chị Xuân Nguyễn ha, ok chị nha. Đó cái túi này, cái túi này đợt trước nó về nhiều, mà đợt này nó về có một cái duy nhất mà cái này nó đẹp. Cái này nó đẹp. Cái mẫu này mà mấy chị mang nó có hai dây, một cái dây cầm tay cho mấy chị, một cái dây đeo chéo nữa. Có một cái à, có một cái à cô Nguyệt ơi, có một cái à. Đợt này nó về có một cái à, giá là 160.000. Có chị Tố lên trên ơi, chờ xíu chị cứ coi like đi rồi lát nữa nó sẽ có đó. Từ từ em trúng cái nào em like cái đó ha. Nó có đó. À đợt này đây, cái lô này nó có cái hàng này nữa nè. Mà cái hàng này hình như là đợt này nó về nó mắc hơn 10.000 so với đợt trước thì phải. Cái mẫu này mấy chị chốt cho em là 8815 nha, mã là 8815. 8815 giá là 330.000 mấy chị. 8815 giá là 330.000. Hình như đợt trước 320 không? Mấy chị mua đợt trước là phải giá đó không? Tại vì em về em cũng không có nhớ hàng, coi như lô nào là ra lô đó nên em không có để ý cái giá. Em nhớ hình như đợt trước 301, 302 gì phải, không biết phải không biết. Đây, cái mẫu này giá là 330.000 nha mấy chị ơi, cái size của nó nè. Cái size của nó là size 25. Size 25 nha mấy chị ơi. Túi này là size 25 nha. Cái túi này là cái túi đi tiệc, hoặc là chị nào mà coi như là doanh nhân á, mà mình đi dự những cái buổi tiệc mà đại hội khách hàng đồ này nọ đó. Cái túi 160 có một cái thôi. Có một cái thôi là em chốt cho chị Xuân Nguyễn rồi. Giá là 330.000, mã là 8815 nha mấy chị. 8815, 330.000. Em có mấy màu để từ từ em đưa lên cho mấy chị coi. Em mở cái bên trong cho mấy chị coi cái đã ha. Size 25 nha. Cái hàng này là bao sang mà bao giá cho mấy chị luôn. Cái này mà đi vô trong shop là phải 500 mấy trở lên. Tại vì ngày trước em có bán cái mẫu này rồi. Em mua hàng nghiêm á, có bán cái mẫu này rồi là coi như lúc trước là bán 550 á. Nó có dây đeo chéo cho mấy chị luôn. Ở bên trong nó sẽ có hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa ha, rồi có dây kéo bên này luôn. Bên này cũng có ngăn đựng thẻ cạc luôn nè. Giá là 330.000. Hàng này hàng cao cấp ha mấy chị, hàng cao cấp, hàng Quảng Châu nha. Cái này mà mấy chị đi tiệc rồi là sang. Đây, cầm tay đi tiệc rất là sang ha. Đó. Đi làm xui đi ấy đồ ok luôn. Cái này cái mạc nó thôi mấy chị, về bỏ cái mạc đi. Rồi em đưa màu lên nha, 8815 màu đen. Không chị ơi, áo em mặc là em bán lâu hết rồi. Túi này đẹp mà sang nữa nè. Đợt trước cũng 330 hả chị? Em không có nhớ giá lắm, em nhớ đâu mày mày hình như 320. À cũng 330 luôn hả? À chị Nguyên Vũ ơi, chị còn ở đó không? Hồi nãy chị có lấy cái túi màu xanh đen không? Lấy thì ok cho em nha. Hồi nãy chị có lấy cái túi màu xanh đen không? Có thì ok em, là em để hàng lại như cũ cho chị luôn. Khó rồi hả? Em đưa màu nha. Nó đợt này nó về màu á, đợt trước hình như có đâu à. Màu xám với màu đen thì phải. Đợt này hình như nó về mấy màu nè. Ôi cũng ít chứ không có nhiều. Mã là 8815 nha mấy chị ơi, 8815. Ôi dễ thương quá, cái màu đỏ đẹp quá mấy chị ơi, cái màu đỏ này ai lấy màu đỏ hốt liền cho em. 8815 nha. Ôi đợt này về màu lạ không à.
màu nào cũng sang hết trơn luôn á. Cái mẫu này rất là đẹp nha, 330.000 8815. Cái màu này là màu trắng sữa, màu trắng sữa ha, màu trắng sữa chứ nó không phải màu trắng tinh với chị, màu trắng sữa, màu trắng sữa nha. Đây, màu trắng sữa, giá là 330.000 nha. Đó, có cái dây đeo chéo cho mình ở bên trong luôn, cái dây là dây da bình thường thôi. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Màu trắng sữa này nha, màu đỏ nè, trắng sữa đỏ. Màu này màu màu bò cho em đi ha, màu bò ha, màu bò nè, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Màu đen, màu đen, đen, màu bò, giá là 330.000 hả mấy chị. Màu bò nè, mẫu này đẹp lắm, màu đỏ nè, màu đỏ và màu kem, màu trắng sữa đó mấy chị, màu trắng sữa ha. 330.000 8815. Dạ rồi, ok chị Nguyên Vũ nha, chị yên tâm đi, hàng đẹp mà. Đã nói hàng túi xách bên em chưa có chị nào mà mua mà chê hết trơn á, khen từ cái chất liệu cho tới về giá thành luôn, chưa có một chị nào mà chê hết trơn. Thành thử mấy chị đặt hàng mấy chị cứ yên tâm đó, hiện tại bây giờ đang có 100+ chị xem á, là em đâu có nói dối mấy chị đâu, mấy chị mua tới túi nhiều lắm luôn rồi đó. À, hồi nãy em mới đo nhiêu, size 24 hay sao á, size 25 nha chị, size 25. Chị Phạm Hòa ơi, em làm từ thiện em không bao giờ mà coi như khoe khoang hay là cái gì đâu. Em làm, em cũng làm nhiều lắm chứ không có, nhưng mà không bao giờ mà khoe khoang như những người khác đâu. Cái đó là tự tâm em biết, thành thử không cần chị nhắc. Size 25 nha. Em không thích mà làm cái gì mà coi như khoe lên là tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Thậm chí em bán hàng á, coi như mấy chị khách, mấy chị khen hàng bên em rất là nhiều, mà không bao giờ mà em chụp màn hình lên mấy chị khen cái này, mấy chị khen cái kia, để cho là những người khác vô là coi như thấy như thế này thế kia rồi ấy. Em nói chung là em bán, mấy chị mua hàng bên em, mấy chị khách quen á, mấy chị mua hàng bên em là mấy chị sẽ thấy. Hoặc là em bán hàng, em không bao giờ mà chụp coi như đơn của tôi nhiều thế này, đơn của tôi nhiều thế kia, không bao giờ làm như vậy. Còn cái việc từ thiện đó thì đó là cái việc của em làm, ví dụ như em có đóng góp người này người kia, nhưng mà em cũng không có bao giờ mà chụp hình lên rồi coi như là kêu gọi rồi nói là coi như tôi đi làm từ thiện thế này, tôi đi làm từ thiện thế kia. Cái đó là tự tâm mình làm thôi, chứ không có cần mà phải mà ai mà nhắc. Khi mà mình làm từ thiện mà mình khoe khoang như vậy thì nó cũng không có tốt mấy chị. Rồi, chị Thoa Nguyễn nha, cái trắng sữa 8815 này ok chị ha. Cái 8815 giá là 330.000 nha. Coi cái giá bên ngoài thử có ghi. Rồi. Dạ em cảm ơn chị Thiên Bảo. Đầm em mặc không có mấy chị ơi, đầm em mặc không có nha. Chị Kim Dung Nguyễn lấy cái màu đỏ ok chị ha. Cái màu trắng em hết rồi nha chị Hoa Nguyễn ơi. Cái màu đỏ cho chị Kim Dung Nguyễn, cái màu đỏ đẹp ghê luôn. Tại vì em thích mấy cái màu nó nổi nổi. Màu trắng sữa hết rồi. Cho xem Dior đi chị. Dior là mẫu nào chị? Màu đỏ này. Cái gì ta? Giống như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồ đó mấy chị, coi như toàn anh hùng bàn phím không đó. Đi lên tự nhiên người ta mở cái chuẩn bị, người ta mấy ngày nữa người ta khai trương á, người ta chuẩn bị khai trương cái cửa hàng mà vua biển của người ta. Xong rồi anh hùng bàn phím đi lên cũng nói sao tự nhiên bây giờ coi như không ủng hộ miền Trung lũ lụt đi, mà coi như là trong khi đồng bào miền Trung đang lũ lụt thì tự nhiên đi khai trương cửa hàng. Trời ơi, em nói sao mà nói cái câu chuyện nói vô duyên thiệt đó chứ. Người ta khai trương cửa hàng thì kệ người ta chứ liên quan gì đâu. Tự nhiên liên quan gì mà miền Trung cũng cơm áo gạo tiền, cũng đi làm mới có tiền chứ, đúng không? Nói chung là em làm gì em không có khoe khoang cái gì hết trơn. Mấy chị là coi like em từ xưa giờ, mấy chị biết không bao giờ mà hàng mà gói hàng mà coi như 50-70 đơn, 100 đơn rồi mà chụp hình gửi cho mấy chị không bao giờ. Rồi ok nha, em còn hai cái là cái màu đen và cái màu bò ha. Cái màu này nó cũng sang lắm nè. Cái này thì dành cho mấy chị nào mà nó hơi chuẩn tuổi một xíu, hơi chuẩn tuổi một xíu, ví dụ tầm khoảng cỡ chừng 60 tuổi là mang cái màu này rất là sang. Cái màu này nè, cái màu đỏ, cái màu kem thì nó, cái màu đen á, ba cái màu này thì coi như là tuổi nào mang cũng được hết. Còn cái màu này thì hơi đứng tuổi một xíu nha, nó hơi chuẩn tuổi một xíu thì mình mang nó sẽ hợp hơn và rất là đẹp. Giá là 330.000 nha.
hết rồi, trắng em hết rồi, trắng em có một cái hồi nãy chị gì đó chị chốt đầu tiên á, chị gì chị Thoa Nguyễn chị chốt đầu tiên rồi. Bây giờ em chỉ còn có hai cái thôi, một cái màu bò và một cái màu đen thôi, cái màu bò và một cái màu đen thôi nha. Quê em cũng miền Trung mà mấy chị, quê em cũng miền Trung mà, thì Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thì em là Bình Định, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, là coi như nó cách em đâu có bao xa đâu. Quê em cũng miền Trung mà, năm 2009 là coi như là khu em nó cũng ngập y chang như bây giờ, em khác chút nào hết trơn. Rồi em lên tiếp nha. Thành thử nói chứ coi như là lũ lụt đồ này nọ là em là cái người mà từ nhỏ tới lớn sống ở đó là coi như biết cái khổ cái cực gì cũng biết hết trơn á, mình không nói ra thôi. Từ từ em phân loại cái mẫu này, cái mẫu này rẻ nè, mấy cái bóp đựng tiền nè mấy chị, để từ từ nha, nó em coi thử nó màu gì, màu gì. À, đúng rồi đó, đúng chị Yên Trần rồi đó. Tự nhiên người ta chụp hình, người ta trao cái món quà và người ta cười xong rồi cũng 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 nói. Rồi ok chị Anh Thư bỏ nha, lấy cái đen ok chị. Ủa hồi nãy em mở ra rồi mà, ở bên trong nó cũng có hai ngăn lớn, hai ngăn em mở đại một cái khác ra nha. Em mở đại một cái khác nha thì cái mấy cái kia nó cũng y chang như vậy thôi. Hồi nãy em có mở ra rồi mà chắc chị vô sâu chị không để ý. Em mở đại một cái ra thôi thì mấy cái màu khác nó cũng y vậy thôi. Đây, hiện tại là em còn cái màu này nha. Đây nè, cái túi này bên hông nè. Bên hông nè. Đó, bên hông nè ha. Rồi, bên trong nó có cái dây đeo chéo cho mấy chị nha. Chỗ này nó có cái móc gài nè. Đó, mấy chị móc vô chỗ này nè. Bên trong nó sẽ có hai ngăn lớn ha. Nó có một ngăn dây kéo bên đây và một cái ngăn đựng thẻ cạc bên đây. Hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa. Y chang như vậy thôi. Túi du lịch có chị Quy Đơn ơi, lát nữa có. Em hết màu đen rồi, bây giờ em chỉ còn màu này thôi. À, đây đây còn cái màu đen nè. Ý còn sót cái màu đen nè. Còn sót cái màu đen nè, chị nào lấy màu đen đâu ta? Chị Nguyễn Hồng. Chị Anh Thư Võ nãy có rồi đúng không? Rồi ok chị Nguyễn Hồng nha. Có sót cái màu đen nè chị Nguyễn Hồng. Sót cái màu đen nè. Nó y chang như cái giày thôi, ngăn đồ bên trong cũng giống như vậy luôn thôi ha. Chị ok không? Chị Kim Dung Nguyễn ơi, chị ok không? Chị Nguyễn Hồng lấy cái màu đen nè. Có túi du lịch mà túi du lịch to có không? Có nha chị, về nhiều lắm, đợt này về nhiều. Bây giờ em lên mấy cái bóp đựng tiền này cho mấy chị ha, mấy cái lớp bóp đựng tiền này nè, em sẽ lên cho. Dạ rồi ok chị ha. Mấy cái này giá nó cũng mềm nữa. Cái mẫu này chị nào lấy thì chốt cho em là em đọc mã đi nha, ví ví xong rồi mấy chị ghi là mã máy đi ha, tại vì nó tùm lum họa tiết hết á. Em coi thử cái đây, có chị đầy đủ hết mấy chị yên tâm, mấy chị cứ xem từ từ đi, chỗ nó về một nùi bên đây đây em là đầy hết bên này nè, mấy chị cứ từ từ đi, em lên từng mẫu, không thể nào mà lên cùng lúc mà nhiều mẫu được, nó giống nhau rồi. Ok cái này mấy chị chốt cho em là ví mã 1 ha. Ví mã 1. Ví mã 1 nha, giá là 80.000 ha mấy chị. Ví cầm tay nè, giá 80.000 nha. Nói chung cái da của nó là da simili cũng đẹp lắm mấy chị. So với cái giá 80.000 thì em thấy rất là rẻ đó. Em mở ngăn bên trong cho mấy chị xem. Cái dây kéo của nó là dây kéo kim loại ha. Bên trong nè. Đó, bên trong nè. Hai ngăn lớn, ngăn dây kéo nè, nó có cái ngăn đây nữa nè, ngăn quá trời luôn. Bên đây là đựng thẻ cạc nè mấy chị thấy không? Rồi bên này đó, cũng là hai ngăn lớn như vậy luôn. Giá là 80. Mấy chị lấy ví thì chốt cho em là ví mã 1 nha. Ví mã 1. Chị túi vừa qua là em chỉ còn một cái màu 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 bò thôi. Giá là
330.000. Giá là 330.000, em còn một cái màu bò thôi. Có túi du lịch gọn bỏ vali khi nào mua đồ thì lôi ra đựng. Có túi du lịch gọn bỏ vali. Bỏ vali khi nào mua đồ. Em không hiểu chị nói cái túi gì luôn. Cái này là ví ví mã 1 nha mấy chị ơi, giá là 80.000 ha. Giá là 80.000. Đó, cái này là mấy chị cầm đi, mấy chị đựng tiền, mấy chị cầm như vậy không cũng ok nè. Đó, mình cài cầm như vậy không là bữa trưa ở trên công ty đồ này nọ mình đựng tiền rồi đem coi thử bỏ cái điện thoại được không nha. Nó có cái dây cầm tay cho mình nha mấy chị, nó có cái dây cầm tay cho mình. Điện thoại bỏ vô tư nha mấy chị ơi, đây nè. Cái điện thoại nè, bỏ dư cả khúc luôn nè. Điện thoại bỏ vô tư nha. Túi xếp gọn được đó em. Dạ không chị ơi. Không không, cái túi xếp gọn đó em không có. Tại vì hàng này hàng ôm lô á, mấy cái nó không có. Rồi, chị nào lấy thì chốt cho em là ví cầm tay mã 1 nha. Ví cầm tay mã 1 của cái bì này đâu ta. Giá là 80.000 ha, giá là 80.000 nha. Đó, giá là 80.000. Rồi. Mã 1. Ghi cái M1 thôi. Mã 1. Ngày mai mấy chị xem lại like á, thôi khỏi không được học. Đây. Giá 80. Ngày mai mấy chị xem lại like á, mấy chị chịu khó là lấy cái mẫu nào mấy chị chụp màn hình lại giùm em nha, chụp màn hình lại giùm em. Rồi, cái này là ví cầm tay mã 2 nè. Cái hồi nãy là cái màu kem, còn cái này là cái màu nó hơi hơi nâu nâu một xíu. Hơi nâu nâu một xíu ha. Ví cầm tay mã 2 nha. Giá là 80.000 ha mấy chị. Giá 80, ví cầm tay mã 2. Mã 2. Lát mình bỏ vô trong này thành một cục này. Chị lấy cái màu nào chị Kim Thúy ơi. Chị lấy màu nào chị Kim Thúy, nó có cái mã 1 và mã 2 á. Nó cho em mượn lại đi. Nó có cái mã 1 và mã 2 á. Hai cái màu nó na ná giống nhau. Cái này là mã 2 nè. Ủa cái này là mã 1 nè, còn cái cái này là mã 2 còn cái này mã 1 nè. Cái mã 1 thì cái màu nó sáng hơn, cái mã 2 thì cái màu nó sậm hơn. Cái ở trên là mã 1 ha, cái dưới là mã 2. Chị lấy cái mã nào? Ở trên thì cái màu nó dạng là màu kem. Màu kem. Còn ở dưới là màu hơi nâu. Đó, mã 1, mã 2. Dễ thương lắm mà có 80.000 à. Đựng điện thoại được nha. Nó có một cái dây ví ở ví cầm tay ở trong cho mình, cái dây cầm tay á. Rồi. Cái này mấy chị chốt cho em là ví LV, chữ LV á. Ví LV ha. Ví LV. Ngăn cũng là dây kéo kim loại luôn ha mấy chị, ở bên trong thì y như nhau. Bên trong thì y như nhau, ngăn nhiều lắm. Ngăn rất là nhiều ngăn luôn, có cái dây ví cho mình luôn. Đó, thì chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em LV ha. Giá 80. Rồi, LV nè, 80. Cái này là mẫu vuông. Chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em vuông ha. Ví vuông giá là 80.000 nha. Ví LV 80.000 cho chị Cúc Hoa. Dạ rồi, ok chị Cúc Hoa. Ok chị Cúc Hoa, cái này là vuông ha mấy chị. Cái này là vuông nha. Đó, chị nào lấy vuông thì chốt cho em vuông. Ví LV cho chị Cúc Hoa nè. Đó, cái LV nè. Giá 80 mấy chị. Chị nào lấy vuông thì chốt cho em vuông ha. 80.000 nha. Giữ môi Vaseline ha Ngọc. Vaseline còn. Vuông cho chị Vân Trần nha. Ok chị. Giữ môi Vaseline ở trên Vaseline Mỹ ở trên này còn nha Ngọc ơi. Dạ rồi, ok chị Hobby Phạm lấy cái LV. Ok chị Hobby Phạm. Chị Hobby Phạm lấy cái LV nè.
khoan khoan từ chị hot bi phạm lấy cái LV, chị Tố Trinh lấy cái vuông, chị Tố Trinh lấy cái vuông. Chị Tố Trinh lấy cái vuông. Rồi chị Nguyễn Ly Ly lấy cái LV ha. Chị Nguyễn Ly Ly lấy cái LV. Là em hết LV, em hết vuông nha. Em hết LV, em hết vuông. Em hết LV, em hết vuông rồi. Còn cái sọc thôi, LV với vuông hết rồi mấy chị ơi. Còn nho không diễm, hình như nho hết rồi, nho đợi đợt tới đi chị. Nho đợi khoảng cỡ chừng thứ 2, thứ 3 đi. Cái đầm em mặc không có bán mấy chị ơi. Bán đợt trước mà bây giờ hết rồi. Rồi cái này là cái mẫu Gucci. Chị nào lấy cái này thì chốt cho em Gucci ha. Gucci, Gucci em có hai cái. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Xem lại cũng không có. Hết rồi, LV hết rồi. LV với vuông hết rồi, bây giờ còn Gucci nè. Bây giờ còn Gucci nè. Đó, chị nào lấy Gucci thì chốt cho em Gucci. À, cái này là Gucci ha. Gucci giá là đây đây có đây. Gucci giá là 80.000 luôn nha mấy chị. Khóa là kim loại luôn ha. Em mở bên trong lại cho mấy chị coi. Tất cả các mẫu bên trong đều giống nhau hết. Nó có cái dây cầm tay cho mấy chị nha. Đựng điện thoại vừa luôn ha mấy chị. Điện thoại vừa là vô tư luôn á, rộng rãi luôn là đằng khác. Đó. Bên đây là ngăn đựng thẻ cạc nha mấy chị. Giá 80 ha. Hàng Quảng Châu. Đây. Còn bên này là có hai ngăn như vậy ha. Gucci cho chị, Gucci cho chị Hạnh Nguyễn nè. Dạ rồi, ok chị Hạnh Nguyễn Gucci ha. Giá là 80 nha. Ok chị Hạnh Nguyễn Gucci nè. Gucci cho chị Mai Mận Nguyễn ha. Là em hết Gucci nha, em hết Gucci. Hiện tại em còn cái Burberry. Cái Burberry là cái mã 1, mã 2 đầu tiên em like á. Đây nè, hiện tại em chỉ còn cái Burberry thôi. Cái Burberry đẹp mà mấy chị. Cái Burberry đẹp mà. Cái này Burberry nè. Burberry đẹp mà, giá là 80. Có túi đeo xéo không chị? Có, lát nữa mấy chị coi nha. Lát mấy chị coi like đi, lát nữa nó có đó. Gucci em hết rồi. Gửi kèm chị 10 vớ nam nếu còn. Còn á chị Hot Bi Phạm ơi, ok chị nha. Ok chị Hot Bi Phạm. À, cái chị Hot Bi Phạm á, dán cái này lên cái bóp của chị luôn. Hồi nãy chị có cái ví cầm tay nè. Đây nè, cái này nè mấy chị, cái Burberry này thì mấy chị chốt cho em là ví nâu đậm, ví nâu đi, ví kem đi, chốt vậy cho dễ cũng được, ví nâu, ví kem. Chờ xíu chị ơi, túi du lịch từ từ em lên nha. Cái này là ví nâu ví kem đi nha mấy chị. Ví nâu ví kem đi. Ở dưới là kem, ở trên là nâu nè. Cái này là cái Burberry nó đẹp mà. Nó đẹp mà. Đó. Rồi, ví nâu ví kem đi. Giá là 80.000 luôn. Burberry 80, chị muốn lấy màu nào chị Hoa Mai? Chị muốn lấy màu nào? Nó có hai màu đó. Một cái là màu nâu, là một cái là màu kem á. Nó có hai màu, là chị muốn lấy màu nào? Giá là 80. Chị Vũ Hồng chăm sinh số với chị Vũ Hồng ơi. Chăm sinh số với. Rồi, ở đây nó có cái Chanel nè mấy chị. Chanel em có 3 cái màu đen ha. Chanel. Chị Vũ Hồng ví nâu. Dạ rồi, ok chị nha. Chị Hoa Mai nâu. Chị Hoa Mai chăm sinh số với. Chị Vũ Hồng cái nâu nè. Ok chị Vũ Hồng cái nâu này nha. Cầm cầm con. Ok chị Vũ Hồng cái nâu. Chị Hoa Mai cái nâu. Khoan khoan khoan, từ Vũ Hồng lấy cái này nè. Lấy cái này, lấy cái này. Số điện thoại coi ha. Chị Hoa Mai, để em coi thử số điện thoại chị Hoa Mai đâu ta. Chị Hoa Mai ơi. À rồi ok, chị Burberry 80 này, ok chị Hoa Mai, em thấy số chị rồi nha, ok chị. Cái nâu nè, vậy là cái nâu em hết nha. Cái nâu em, ủa được coi thử cái này cái nâu hay cái kem, khoan 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 từ nha. Khoan từ coi bên trong thử cho nó chắc. Rồi cái nâu đúng rồi đó.
chị Hoa Mai nè. Em còn cái kem thôi, cái nâu hết nha. Cái Burberry em còn kem thôi, nâu hết. Ví nâu hết nha mấy chị ơi. Ví nâu em chốt cho hai chị là chị Vũ Hồng với là chị Hoa Mai nha. Ví nâu hết còn kem thôi. Cái Chanel là cho chị Lê Trương nè. Chị nào chưa có số điện thoại cho em xin số điện thoại nha. Giá là 80 ha mấy chị. Chị Lê Trương nè. Chị Lê Trương em có số rồi. Chị Lê Trương là cái Chanel đen nha. Chị Anh Thư Võ là cái Chanel nè. Chị Mai Mận Nguyễn là cái Chanel nữa là em hết nha. Chanel em có 3 cái. Chanel em có 3 cái. Rồi đây. Rồi Chanel em hết rồi nha. Hết rồi, Chanel đen em hết rồi. Hiện tại bây giờ em chỉ còn hai cái này thôi. Em chỉ còn hai cái này thôi. Có túi để giấy A4 không? Túi để giấy A4 hồi nãy em lên một cái rồi đó. À, ví kem là chị Trần Trúc, Trần Thanh Trúc. Hồi nãy em thấy cái điện thoại đâu ta? Trần Thanh Trúc là cái này ha. Bây giờ em chỉ còn hai cái này thôi. Vậy chị Trần Thanh Trúc và chị cho em xin số thôi. Em không có thấy cái điện thoại của chị. Chị Trần Thanh Trúc cho em số với. Em còn hai cái này nữa là hết nè, giá 80.000 ha. Còn hai cái kem nữa là hết nha, cái Burberry á. Còn hai cái kem nữa là hết. Rồi ok, chị nào lấy kem nữa thì chốt cho em kem. Chị Trần Thanh Trúc lấy một cái kem là em còn một cái kem. Chị Trần Thanh Trúc cho em xin số với nha. Rồi. Rồi ok, chị Hồng Trần lấy cái kem nữa là em hết nha. Chị Hồng Trần lấy một cái kem nữa là em hết, giá 80. Cái ví đựng cái A4 rồi, ok, để em lên cái ví đựng cái A4 cho. Hết kem rồi chị Vũ Hồng ơi, hết kem rồi. Chị Hồng Trần nè. Đây 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 mi. Ủa chị gì đâu ta, chị Thanh Trúc ơi, Trần Thanh Trúc ơi, cho em xin số với, em thấy chị đâu hết trơn. Rồi, em cho chị nào coi lại cái ví A4 nha, cái màu đen A4 nha. Khoan từ cột lại cũng được mà, để vậy cũng được. Ủa chị Thanh Trúc ơi, chị còn đó không? Nếu như chị không có cho số điện thoại là em chốt cho chị khác nha. Chứ tại vì không có số điện thoại là em không có chốt đơn được. Đây, cái ví là chị nào mà hỏi cái A4 nè. Cái A4 nè. Đó, giá là 260.000 nha. Cái ví này em bán nhiều lắm luôn rồi, đẹp lắm. 260. Cái dòng hàng đây nó về là coi như nó rẻ hơn. Rồi ok chị Thanh Trúc, em thấy chị rồi, em thấy số điện thoại chị rồi ha, ok chị. Rồi ok chị Thanh Trúc nha. Giá là 80. Rồi cái này là 260.000. Khổ này là 30, chiều cao là 24 nha mấy chị. Chiều cao là 24, chiều ngang là 30 ha. Đó. Có dây đeo chéo ở bên trong, em mở bên trong cho mấy chị coi luôn ha. Rồi, nó có hai cái ngăn lớn nha, một cái ngăn dây kéo ở giữa, bên đây có ngăn dây kéo, bên đây cũng có cái ngăn đựng thẻ cạc hay chăng. Cái dây này là dây đeo chéo. Giá là 260.000. Bự lắm và lớp lót bên trong nè. Hàng cao cấp đồ đàng hoàng chứ, hàng rất là đẹp luôn á. Rồi. Em qua mẫu nha. Em mới mở bên trong đó. Rồi ok chị Nguyễn Đan nha, lấy cái túi xách túi khăn A4 260 nha, ok chị Nguyễn Đan nè. Cái túi đó em còn màu đen nữa đó, em mới vừa mở bên trong coi đó chị Ngọc Anh. Rồi, em qua mẫu khác nha, em qua mẫu khác. Đây mấy chị. Đây là một cái dạng túi mà túi hàng cao cấp để cho mấy chị đi làm xuôi rồi nè. Mấy chị đi làm xuôi rồi nè. Đó, toàn bộ là cái này là nó đính hộp hết nha mấy chị. Đính hộp rất là chắc, mấy chị không có sợ rớt. Hộp nó bám rất là chắc, không có sợ rớt gì hết trơn nha. Đó. Phía bên sau nè. Phía bên sau nó là dạng như nó bóng ha mấy chị. Nó bóng nè. Bên hông. Bên hông, em sẽ mở bên trong cho mấy chị coi. Cái mẫu này giá là 550 ha mấy chị. Giá là 550.000 nha. Giá là 550.000. Bên trong nó bự khổng lồ luôn. Cái này mà mấy chị đi làm xui mà mấy chị coi như là cái hộp nữ trang hay là coi như vàng vòng lắc đồ gì mà để tặng cho nhà gái hay là coi như
rồi là ok luôn ha. Đó, tiền sính lễ đồ gì là để vô trong này là vô tư. Nó trống như vậy và bên này nó có một cái ngăn dây kéo ha. Hai ngăn dây kéo luôn á, có hai ngăn dây kéo. Bên này là coi như ngăn mình đựng thẻ cạc rồi này nọ. Có dây đeo chéo cho mình nhưng mà những mấy mẫu này đa phần không ai đeo chéo hết trơn, người ta mang tay là nhiều. Giá cái này là 550. Hàng này hàng cao cấp, hàng này mà mấy chị trông vô mấy cái store là nó bán cho mấy chị là coi như khoảng cỡ chừng 1 triệu á. 1 triệu, 1 triệu mấy lận. Cái hàng này nè. Hàng này hàng cao cấp ha. Đó, giá là 550 ngàn nha. Cái size của nó là size lớn đó chị, để em coi thử cái size bao nhiêu. Size là size 30, 31 nha mấy chị ơi, size 32 á. Size là size 32 nha. Size 32. Đó. Mặc áo dài rồi coi như mình đi làm xui mình cầm người vậy là ok luôn ha. Chị nào chuẩn bị làm xui mấy cái này là bao đẹp luôn. Giá là 550 ngàn. Phía trên. Ví cầm tay lát nữa lại. Cái ví hồi nãy là dạng như cái ví mình đựng tiền bình thường, còn ví cầm tay mà cao cấp để đi tiệc là lát nữa còn đó chị. Rồi ok chị anh thư võ nha, lấy cái túi 550 ngàn. Cái này em có một cái à, cái này em có một cái à, lát là như nó còn một cái cái kiểu khác hay sao để em coi thử nha. Em nhét giấy vô để khi vận chuyển á, mặc dù nó nặng ký nhưng mà nó không có bị hư cái form túi. Dạ rồi ok chị nha, ok chị cứ nhắn tin inbox vô đi, Ngọc nó sẽ chuyển cái số tài khoản qua cho chị. Chị chuẩn bị đi làm xui hả? Chị chuẩn bị đi làm xui hả? Mẫu này là bao đẹp luôn. Cái này mấy chị vô store, mấy chị hay đi siêu thị là mấy chị biết, hay đi vô trong mấy cái trung tâm thương mại á là mấy chị sẽ biết là cái mẫu này là coi như nó bán rất là mắc. Mấy cái store mà càng cao cấp thì nó càng cao. Như hồi nãy em loi ra em thấy còn cái nó nè náo giống vậy thì phải, đem coi vô coi. À đây 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 đúng rồi, đây có một cái nè náo giống vậy nè. Hôm mới cưới dâu hả? Chị sâu á, chị Nguyễn Ly Ly ơi, đây nè chị sâu nè. Chị sâu nè ngang, chị để ý cái avatar nha. Chị anh thư võ là cái avatar màu đỏ nè, anh thư võ nè, anh thư võ ở dưới nè, avatar màu đỏ nè là túi 550 ha. Rồi tiếp theo cái comment của chị thua bùi nè là coi như là còn ví cầm tay không em nè, là cái avatar tiếp theo nè. Rồi mới tới cái avatar của chị nè, là chị lấy cái mẫu đang cầm nè đó. À chị nghiện túi hả? Giống chị, giống chị Giáo Linh á, giống chị Giáo Linh ở trên live mà mấy chị thấy là trời chị nghiện túi là chị mua quá trời quá đất. Chị Thiên Bảo á, chị Thiên Bảo hồi nãy giờ comment á là chị cũng nghiện túi á. Rồi cái này nó giống cái hồi nãy nhưng mà cái màu này màu nó khác mấy chị, cái màu nó khác ha. Và cái quai á, cái quai cầm tay nó cũng khác. Hồi nãy cái quai cầm tay là dạng như quai kim loại, còn cái quai này á, thì cái quai nó cao hơn quai da. Cũng là 550 ngàn luôn, 550 ngàn luôn, đẹp xuất sắc luôn ha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt cho em là xanh ha. Đó, đá xanh 550 ngàn luôn. Chất liệu y chang như cái kia không khác gì hết. Mà cái hoa thì hồi nãy là cái hoa màu hồng, đây là hoa màu xanh. Cái hoa hồi nãy hoa kim loại, cái hoa này là hoa cao. Đó, cũng 550 ngàn luôn ha. Đó, chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em hoa xanh. Quá trời đẹp luôn. Rồi, bên trong này. Cái bên trong, bên trong nó cũng y chang cái ngăn như bên kia thôi, em khỏi mở ra ha. Ngăn bên trong cũng y chang vậy thôi. Một cái bự nè, rồi hai cái ngăn dây kéo ha. Nó cũng y chang như vậy. Quá trời đẹp luôn á. Chị Nguyễn Lily có lấy mẫu này không? Đó. Sang chảnh dễ sợ ha. Mặc áo dài đồ cũng đẹp nữa. Cái nào nó cũng đẹp hết trơn á, cái nào nó cũng đẹp hết. Cái nào nó cũng đẹp hết đây nè. Cái nào nó cũng đẹp hết trơn á. Đó. Rồi. Cái này nó có nguyên một cái hàng đá phía trước luôn này, cái kia nó đâu có hàng đá này. Cái này nó có nguyên một cái hàng đá phía trước này luôn nè.
Rồi em qua mẫu nha. Em qua mẫu. Em lên sơ sơ vài cái du lịch cho mấy chị đỡ buồn đi ha. Vài cái du lịch cho mấy chị đỡ buồn đi. Rồi xong bắt đầu em lên túi nhỏ tiếp. Nói chung em like xen kẽ nha. Vậy để cho chị Ly đi, chị lấy cái xanh đá cũng đẹp mà. Dạ rồi, ok chị nha. Cảm ơn chị Thư Võ nhiều. Em cảm ơn chị Thư Võ nhiều nha. Ai cũng như chị Thư, coi như em bán hàng khỏe quá rồi. Rồi ok chị. Đổi ngược lại. Đổi ngược lại. Cái nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó hết trơn á. Mà tại vì chắc chị thích màu, chắc chị thích cái gì màu hồng. Chứ còn cái quai cao nó cũng đẹp. Rồi cái nó có nguyên một cái hàng đá ở chạy viền ở xung quanh á. Mấy cái này thì nó không có cái, nó không có đồ bên trong á, thành thử cái túi nó, cái form nó không có đứng. Để em sóc sóc ra cái form nó đứng cho mấy chị nhìn thấy cái form túi. Cái mẫu này giá là 270.000 nha. Nó không có mã, 270.000. Chị nào xem lại like, mấy chị thấy trên like mà chưa có ai chốt á, mấy chị chụp cái màn hình lại cho em rồi xong rồi mấy chị gửi thì em sẽ tìm mẫu cho mấy chị dễ hơn nha. Rồi cảm ơn hai chị. Đây cái mẫu này nè, cái da của nó mấy chị để ý nha. Cái da này là cái vải dù gió mấy chị. Vải dù gió nha, cái kiểu là vải dù nhưng mà nó hơi bóng bóng của cái vải gió nữa. Cái mẫu này nó rất là lạ nha. Dạ, nó rất là lạ ha. Đó. Túi em coi lại, túi đá xanh hết rồi chị ơi. Túi xanh đá hết rồi, túi xanh đá hết rồi. Mẫu này giá là 270.000 ha mấy chị, để từ từ em đo size nha. Mấy chị coi mẫu trước. Cái túi nó căng ra là vậy nè. Nó căng ra là vậy nè. Tại vì nó không có, không biết mấy chị nhìn trên like có thấy đẹp không ta. Bên ngoài nó đẹp lắm, bên ngoài nó đẹp lắm mà cái túi mình không có đựng đồ vô, nó không có căng cái túi lên á. Ở phía sau này cái dây này là để sọt cái cần vali vô ha, sọt cái cần vali vô. Giá là 270.000 nha. Hàng mà túi dù mà cái dạng túi du lịch này em bao giá cho mấy chị toàn quốc luôn. Bao giá cho mấy chị toàn quốc luôn. Cái hàng này ôm lô, em ôm lô cái túi du lịch nó rất là rẻ luôn á. Mà hàng phải chất lượng dày dặn như em nha. Chứ nó có hàng nhái á. Lát nữa em sẽ đưa cái hàng loại 1 và hàng loại 2 cho mấy chị coi. Y chang như nhau không khác gì hết. Mà hàng loại 1 thì giá nó tới 200 mấy. Còn hàng loại 2 giá của nó chỉ có 150 thôi. Lát nữa em sẽ đưa cho mấy chị coi. Nó cố tình đặt hai cái loại hàng để về cho mấy chị phân biệt á. Có cái dây đeo chéo cho mình luôn ha. Giá là 270 nha. Em đo cái size cho. Chất đẹp lắm, dày dặn cực kỳ luôn. Dày dặn cực kỳ, size này chắc khoảng size 30 mấy 40. Size 45 nha mấy chị ơi. Size 45. Dạ rồi. Túi đen cho chị Hồng Nê Ly nha. Ok chị Hồng Nê Ly, cái túi đen cho chị Hồng Nê Ly nè. Mấy chị khách của em ơi, mấy chị nào mà mua túi du lịch nhà em rồi comment lên cho em với. Comment lên cho em với. Túi du lịch bên em là mấy chị mua là mấy chị ghiền luôn á. Phần nó cỡ hoặc là nó bự hơn một xíu thôi chứ nó không có bự hơn nhiều. Nó không có bự hơn nhiều. Để em coi thử nha. Nó cỡ đó thôi đó chị, chứ nó không có bự hơn nhiều đâu. Cái gì vậy con? Ủa sao đợt này nó về túi lính không, mấy cái túi đen là ít vậy ta. Hồi nãy em loi ra em tưởng nó có túi đen hồi này nọ chứ túi đen. Cái túi
túi đen cỡ đó chị Quyên ơi, không có bự không? Hồi nãy em tưởng nó nhiều loại lắm chứ mà không có. Không có nhiều. Cái túi lính đợt này về nhiều nè, cái túi lính đợt này về như được 4 cái hay sao, 4 5 cái gì không biết nữa. Cái túi lính là mấy chị thích. Túi lính là đẹp mê hồn luôn. Đẹp mê ly. Túi lính giá 290 nha mấy chị ơi, giá 290. Toàn bộ đều có dây đeo chéo cho mấy chị hết nha. Toàn bộ đều có dây đeo chéo cho mấy chị hết cái túi lính nè. Đó, cái túi lính nè. Cái này chị đựng được khoảng cỡ chừng 15 bộ đồ chị Quy Đinh. Còn nếu như mà chị mang nhiều hơn em nghĩ chắc phải chuyển qua vali thôi, chứ còn cái túi ba cái túi dù này là cỡ này là hết đát rồi. À, rồi rồi từ từ em lên viết cầm tay cho, viết cầm tay thì nó cũng chỉ những cái mẫu đợt trước thôi. Đó. Cái này là giá là 200 290 nha, túi lính dày dặn cực kỳ luôn. Thì cái túi lính mấy chị để ý cái chữ này nha, để ý cái chữ này, nó giống nhau hết nhưng mà nó khác cái chữ này thôi. Hình như nó có hai ba chữ gì để em coi thử nha. Khác cái họa tiết chỗ này nè. Cái chữ này là chữ step B mi ha, step B mi. Đó. Cái size của nó như size 45 luôn á, size 45 luôn, đựng được nhiều đồ lắm, đựng được khoảng cỡ chừng 15 20 bộ đồ á. 20 bộ nếu như đồ mấy chị gọn gọn ha. Đó, rồi, túi lính nha, chữ Super Mi. Super Mi em có hai cái giá là 290 ngàn. Chị nào mà coi như có mấy đứa ở sau là nó đều có cái này để cho mình sọt vô trong cái cần kéo của cái vali á, để khi mình kéo đi nó không có bị ngã tới ngã lui ha. Chỗ này nó có một cái ngăn nữa nè, phía trước này nó có một cái ngăn nhỏ chỗ này nữa nè, giá là 290. Hàng túi lính nhà em là bán là mấy chị ghiền luôn á, đến độ mà hôm chị nào mà chị nói đó, chị mua về cho chồng chỉ mà thằng con trai nó đem nó về nó thấy thích quá xong nó lấy luôn, cuối cùng phải đặt em thêm một cái nữa đó. Mấy cái này con trai con gái mà đang cái độ tuổi mà học đại học mà nó đi học như vụ quân sự anh thích lắm, nó thích ghê lắm luôn á. Rồi là nó có hai cái chữ Super Mi nha, em coi thử có chữ gì nữa. Rồi nó có hai chữ thôi, hai chữ hình như có bốn cái à, cái Super Mi hai cái rồi cái Nike đi có chữ á, chị chọn đi chị Bích Hoa ơi, nói chung là được quyền chọn thì mấy chị cứ chọn thoải mái, tại vì nhiều người thích chữ này nhiều người thích chữ kia đó. Đây, chữ Nai ha. Đó. Nó có hai cái họa tiết, một là chữ Mi, hai là chữ Nai này, mấy chị chọn cái nào thì mấy chị lấy ha. Chữ này là chữ Nai nè. Còn cái chữ kia là chữ Super Mi ha. Size của nó là size 45, cái túi này nó dày cực kỳ nha mấy chị. Rất là dày luôn. Chắc cũng phải là 3 4 lớp gì đó. 3 4 lớp gì đó mà dày cực kỳ, đẹp lắm. Hàng này 290 là bao ghiền cho mấy chị luôn á. Em chỉ có bốn cái thôi, có bốn cái thôi, hai cái Super Mi với lại là hai cái Nai. Chị nào lấy túi lính thì chốt cho em túi lính ha, hoặc là sinh nhật mấy đứa con trai nó đang học đại học như chị tặng cho nó. Tặng cho nó còn quý hơn là mẹ cho nó, bỏ bỏ thì thư nó 500 á. Tặng cái túi này nó còn quý hơn nữa đó. Rồi chị Bích Hoa ơi, chị chọn cái mẫu nào thì chị chọn luôn nha. Con để im đó cho mẹ đi. Em nó uống sữa hay là nó cái gì mà. Rồi túi lính Nai, khoan khoan để chị Bích Hoa chị chọn trước cái đã. Túi em cầm là chữ Super Mi ha. Rồi ok chị. Super Mi hay là Nai, chị chọn hồi nãy em lên hai cái đang cầm. Chị Bích Hoa ơi, chữ Sup là CU, chữ Su đi, chọn chữ Su hoặc là chữ Ni đi. Chị ghi Su hay Ni? Su hay Ni để em biết em chốt nè, chị Vi Vi Nguyễn là lấy cái Super Mi nha. Chị ghi cái luôn đi. Ghi cho em luôn đi. Chứ để cái nào hồi nãy giờ em cũng cầm hai cái, biết cái đang cầm là cái nào nữa. Rồi. Có hai cái Nai thì bây giờ tạm thời chốt trước cho chị Hương Lê một cái Nai nè. Rồi em coi thử. Rồi cái Nai đúng không? Ok chị nha. Ok chị, một cái Nai nè, Nike nè. Rồi ok chị, Bích Hoa là một cái Nai nha.
cái nào cũng đẹp, thực chất cho mấy chị chọn vậy chứ cái chữ nào cũng được. Rồi vậy là em chốt cho, ủa vậy là hết nay rồi chị Quy Đinh ơi, hết nay rồi còn cái super thôi, hết nay rồi chị Quy Đinh ơi, còn có cái super mi này nè, cái nào nó cũng đẹp hết, chị Quy Đinh có lấy không, hết nay rồi còn cái super mi đó, còn cái super mi đó chị Quy Đinh lấy không. Rồi em qua mẫu nha, em qua mẫu sẵn cái túi du lịch đó, em lên cái em lên luôn. Đây nè, em cho mấy chị coi cái hàng nhái dữ. Rồi ok chị Quy Linh nha. Không, để trong đó nó nhầu quá chứ không phải chưa ủi thôi con. Rồi đây nè, em cho mấy chị coi hàng nhái với hàng loại 1 với hàng loại 2. Để em cho mấy chị coi. Nó nhái nó nà ná như vậy ha. Đây. Cái kiểu này nha, là hàng loại 1 giá là 250. Nó chỉ khác là ở chỗ đây nó có cái dây ở phía trước này nè. Đó. Thì mấy chị nhìn giùm em nha, rồi lát để em đo cái size cho những cái size này size 40 thì phải. Chỗ này nó cũng có cái ngăn đựng giày nè. Nó cũng có cái ngăn đựng giày. Nó cái ngăn đựng giày ha. Giá của mẫu này là 250 nha. Chị nào lấy thì chốt cho em cái hồng. 250. Bây giờ em đưa cho mấy chị cái hàng loại 1. Đây cái hàng loại 1 nè, em đưa cho mấy chị coi cái hàng loại 2 nha. Phía sau nè. Đó, nó là cái màu hồng nha mấy chị, nó màu hồng ha. Em đưa cho mấy chị coi cái hàng loại 2 nha. Cái hàng loại 2 nó chỉ có 150 thôi. Đây cái hàng loại 2 nè. Nó dởm hơn rất là nhiều. Nhưng mà so với cái giá tiền của nó thì ok. Nhưng mà để so sánh với cái hàng loại 1 thì dĩ nhiên nó không bằng. Nói chung là tiền nào của đó. Nó có cái dây nè. Nên là nhiều khi mấy chị lên trên live á, mấy chị coi, mấy chị không có rờ được cái chất á, nên nhiều khi mấy chị không có biết. Mấy chị cứ nghĩ là chỗ này bán mắc, chỗ này bán rẻ, nhưng mà không phải. Thực chất là nó có hàng loại 1 và hàng loại 2. Cái này là hàng loại 2, giá chỉ có 150 thôi. Hàng 150 thôi. Đó, còn cái này là loại 1, giá là 250 ha. Cái này là loại 2 nè, là 150. Thì chị nào muốn lấy cái nào thì mấy chị chốt là hồng 250 hoặc là hồng 150 cho em. Cái hồng 150 nếu như chị nào ít đi đồ này nọ thì mình có thể mình lấy cái này. Cái này nói chung nó cũng ok. Chất nó cũng đẹp, so với cái giá tiền thì nó ok mấy chị. Còn so với cái hàng loại 1 thì nó không bằng thôi. Cái này nó có hai ngăn, nó có một cái ngăn để mình đựng đồ ướt nữa nè. Để mình đựng đồ ướt nữa nè. Nó có ngăn nhựa này để mình đi bơi đồ này nọ đựng đồ ướt á. Không, đầm em đang mặc không có bán mấy chị ơi. Cái đầm em đang mặc là em bán lâu lắm rồi, hết rồi. Đó, ngăn bự bên trong ha. Có cái ngăn chỗ này là cái ngăn đựng giày luôn nè. Có cái ngăn đựng giày nè. Giá 150 thôi. Cái 150 này em có cả màu đen lẫn màu hồng nữa ha. Chất nói chung là cũng ok, vải dù luôn. Chất cũng ok nha. Nhưng mà so với cái hàng loại 1 thì nó không đẹp bằng thôi. Đó, chị nào lấy mẫu nào thì chốt cho em. Lấy cái một là hồng 150 thì chốt cho em hồng 150. Lấy cái hồng 250 thì chốt cho em hồng 250. Nó có hai loại đó. Rồi em lên tiếp theo nha. Hồng 150 cho chị Nhật Nguyệt nha. Ok chị Nhật Nguyệt nè, hồng 150 cho chị Nhật Nguyệt nha. Ok chị Nhật Nguyệt, hồng 150 nha.
Ok chị. Đen đen 150 cho chị anh thưa vỏ nha. Đây nè, cái đen 150 nè. Đây nè, cái màu đen 150 nè. Cái màu đen nè. Chung tiền nào của đó hết mấy chị, nhiều khi trên live mấy chị nhìn nó mấy chị không phân biệt hàng, giống như cái kéo Nhật á, nó y chang như vậy luôn, mà coi như một loại là nó bị bỏng, nó bị trống ruột, nó bị rỗng ruột, còn một loại nữa là nó đặc ruột, mà cái rỗng ruột nó chỉ có ba mươi mấy bốn mươi mấy ngàn thôi, còn cái đặc ruột là em bán 70 á, mà nhiều chị không biết á, xong mấy chị lên mua con Ngọc á, em không có biết loại đó là nó cái hàng loại 2 đâu. Mà tại vì con Ngọc nó mua nó thấy rẻ xong rồi nó mua trên Shopee á, xong rồi về coi như mới phát hiện ra. À đi tập thể dục, đi tập thể dục ok luôn á, đi bơi cũng được nữa. Nó có ba cái ngăn đựng đồ ướt á, cái ngăn đựng đồ dơ á, mình tập mà mồ hôi rồi nó ra, mình để trong cái ngăn đựng đồ dơ đó là nó không có bị hôi qua bên kia. 250 250. Biết có màu đen không ta? Ủa hồi nãy ba trúc hàng, ba trúc cái hai ba cái bao hàng ra hết rồi hả? Hàng vậy là không có màu đen rồi. Em nhớ hôm bữa nó có màu đen mà chắc bán rồi hay sao, còn hàng hồi chiều về là không có màu đen. Đen 150 hết rồi chị Hoa Mai ơi, em có một cái à, đen 150 hết rồi, để hỏi Ngọc thử ở phía dưới còn không ta. Từ từ nha, để em hỏi Ngọc thử. Ngọc em có đang xem live dưới không? Em có đang xem live ở phía dưới không? À, cái túi mà 150 nó có màu hồng với màu đen á, ở dưới đó nó còn cái nào không? Còn cái đen nào không? Cái dù á. Ờ. Cái dù nó có cái hồng, có cái đỏ. Ủa hả? Mở lên không rồi. Là ở dưới bây giờ không còn cái nào hết đúng không? Rồi rồi rồi, vậy hết rồi đúng không? Ok. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Cái to nhất là chiều ngang cũng chỉ có 45 thôi. Còn chị nhiều lắm, chị Hoa Mai từ từ xem với em. Trời, em lên tối nay chắc là 11 giờ 12 giờ chưa chắc gì đã xong. Cái 150 hết cái đen rồi nha. 250 là màu đen em cũng không thấy. Em không thấy. Nè, bây giờ nó có cái màu xanh đen đây. Cái màu xanh đen đây thì chị nào mua cho mấy anh nam cũng được. Đa phần là size 45 hoặc là cùng lắm là 50. Như cái này là size 48 nè mấy chị, 48 49 nè. Như cái này là size 48 49 nè, cái xanh đen nè. 48 49, cái này là giá 250 luôn mấy chị. Có cái dây đeo chéo bên trong nha, dây rồi chắc chắn lắm mấy chị ơi, dây rất là chắc luôn. Nó cái này cũng là 250 này, xanh đen ha. Xanh đen, ở phía sau nó có nguyên một cái này để mình sọt cái cần kéo của cái vali vô, quá ok luôn. Xanh đen giá là 250. Đó, xanh đen ha. Size là 48 49 luôn á. 48 49. 48 49 giá 250. Nó có một cái ngăn lớn ở bên trong. Hàng chất rất là dày nha. Nó có cái ngăn lớn ở bên trong này. Xong nó có ngăn dây kéo chỗ này nữa nè mấy chị. Ngăn dây kéo chỗ này, rồi chỗ này nó có một cái ngăn nhỏ ở đây. Bên này có cái ngăn mình đựng ví bóp đồ gì đó mình đựng nè. Giá là 250, chị nào lấy thì chốt cho em xanh đen nha. Ngang là 48 49 á. Giá là 250. Cái bao của nó đâu ta?
Rồi chị nào lấy thì chốt cho em xanh đen nha. Chị lấy cái gì chị Thu Thanh ơi? Chị lấy cái gì em đọc không có ra cái từ ở phía sau. Chị lấy cái xanh đó phải không? Phải chị nhắn vậy không? Cái mẫu này nó đẹp nè, mà sao em thấy ít mấy chị ít chốt nè, tại vì cái mẫu này nó sang. Cái mẫu này mình đi du lịch đồ mà mình mang khoảng cỡ chừng 10 bộ đồ là coi như cái mẫu này rất là đẹp luôn. Cái này đúng là kiểu con gái mang luôn á mấy chị. Cái này là hàng LV nè. Nó có hai màu, cái này là màu sáng ha, nó có cái màu tối nữa. Giá là 290.000. Phải chị Thu Thanh là lấy cái xanh xanh đó đúng không chị ơi? Nếu như đúng thì chị ok cho em chốt với chị nha. Cái này giá là 290. Cái em đang cầm giá là 290 nha. Cái này cái chất của nó là simili ấy mấy chị, simili. Giá là 290 nha. Cái hàng này nó đẹp mấy chị, cái hàng này là coi như đúng cái gu nữ của mình, nữ mình mang là cực kỳ sang luôn á. Mấy chị đi du lịch đồ gì cũng mang đẹp nữa. Cái chất nó đẹp nha. Cái chất nó đẹp mà cái kiểu nó cũng đẹp nữa. Mấy chị mang đi phối với bất kỳ cái vali nào nó cũng hợp nữa ha. Màu này là màu nâu đậm nha, giá 290. Màu này là màu nâu nhạt nè, nâu đậm và nâu nhạt mấy chị. Nhìn trên like nhiều khi mấy chị thấy cái kiểu sơ sơ vậy thôi, mấy chị không có nhìn thấy được cái chất của nó, chứ mấy chị về mấy chị cầm á, mấy chị thấy cái chất nó mới đẹp. Chỗ này nó cũng đều có cái cần kéo của cái vali hết nè, sọt cái cần kéo lên vậy để mình kéo cái vali đi nó không bị rớt. Dây kéo ở phía sau ha, có ngăn ở phía sau, ngăn ở phía sau, rồi cái ngăn ở bên trong nè. Bự ơi là bự luôn nè. Cái này cũng đựng được khoảng cỡ tầm 10-15 bộ đồ đó. Dây mang vai luôn nha. Rồi ở chỗ này nó có cái ngăn dây kéo bên này luôn. Đó. Xách đi cũng dễ thương ha. Cái kiểu nó cũng dễ thương luôn. Chất nó nè. Cái chất nó nè. Giá cái này là 290. Có hai màu, nâu đậm và nâu nhạt nha. Chị nào lấy nâu đậm thì chốt nâu đậm. Chị nào lấy nâu nhạt thì chốt nâu nhạt. Chị lấy túi xanh đó em. Dạ rồi ok chị nha. Ok chị Thu Thanh. Có rồi, 5 bộ đồ có. Bây giờ em lên luôn. Em lên luôn. Cái xanh là em chốt cho chị Thu Thanh nha mấy chị. Mấy chị sâu là không có nha. Chị Như Yến là không có nha. Chị Hiền Đức hồng 250 đúng không? Ok chị. Cái hồng 250 còn mà. Cái hồng 250 còn á. Dạ rồi ok chị Thu Thanh nha. Cái hồng 250. Hồng 250 nè. Cái hồng 250 chị lấy cái mẫu này đúng không chị Hiền Đức ơi? Chị Hiền Đức cái mẫu 250 cái hồng là chị lấy cái mẫu này đúng không? Đúng thì ok lại một lần nữa cho em xác nhận đơn nha. Đó, cái hồng này là hồng loại 1 nè, là 250, còn nó có cái hồng loại 2 là giá có 150 thôi. Hàng nói chung tiền nào của nó hết mấy chị ơi. Em bán hàng em thiệt tình lắm, mấy chị mua hàng với em hồi xưa giờ là mấy chị biết loại 1 là loại 1, loại 2 là loại 2. Tất cả những cái hàng gia dụng em đều, những cái hàng nào mà em nghi em đều mua về thử xong rồi bắt đầu, nếu như không ok thì coi như là em không bao giờ bán cho mấy chị. Chẳng hạn như cái bộ hộp mà tới mười mấy cái, 20 cái gì mà cái màu xanh xanh, cái nắp nó màu xanh xanh đó mấy chị, nhỏ lớn bé rồi tùm lum á, cái hộp đó rất là dởm luôn đó. Em mua về cho mấy chị xong rồi coi như em mua về em dùng mà em thấy nó dởm quá, coi như là em cho ông chồng em để ốc vít đồ này nọ chứ đâu có bán. Rồi đây nè, cái bộ này nè. Người ta bán rần rần ở trên mạng luôn á, bán quá trời mắc luôn chứ đâu phải rẻ đâu. Cái bộ này là em mua là lúc em mua lẻ là giá 100, tính tiền ship về đây nữa là tầm khoảng cỡ chừng 195.000 á. Đây nè, cái bộ lông mi nè, mua thử hai bộ về nè mấy chị, mà có dán được đâu. Nên là có bán cho mấy chị đâu mà thấy coi như trên mạng nó cũng bán rần rần, nó nói gì đúng rồi, về không bao giờ mà dán được cái bộ mi 500 nè. Đó, nên những cái nào mà em cảm thấy mà nghi ngờ là em đều mua thử về để coi thử là có ok không rồi mới bán cho mấy chị, chứ không bao giờ mà bán đại trà. Nên bây giờ mấy chị thấy những cái chỗ khác người ta like gia dụng, người ta like ấm mới là sùm, người ta like bất chấp like cái gì cũng được. Nhưng mà em không bao giờ mà bán vậy, bán vậy là mất khách hết. Nên mấy chị mua hàng em là mấy chị yên tâm, đã qua cái sự kiểm duyệt của em hết rồi.
Dạ rồi, ok chị Hiền Đức nha, ok chị Hiền Đức. À, chị Hồng Thu lấy chị nâu đậm đúng không? Ok chị nha. Giá cái túi xanh là 250 chị, cái túi xanh là 250. Cái túi xanh chị lấy đó là 250. Cái nâu đậm là cho chị Hồng Thanh nè. Cái túi này nó đẹp nha, nữ mang rất là sang. Cái nâu đậm là cho chị Hồng Thanh, Hồng Hồng Thu. Dạ rồi, ok cho chị Hồng Thu nha, 290. Cái túi xanh là 250 nha chị Thu Thanh ơi. Rồi có chị nào lấy cái túi này nữa thì báo em nha. Giá là 290 ngàn. Cái dạng LV nè, nó có nâu đậm và nâu nâu nhạt. Rồi. Cái đây em lên cái mẫu mà đựng được vài bộ đồ. Ây da. Chị nhiều lắm, từ từ em lên cái mẫu đựng vài cái này nữa, xong rồi bắt đầu em lên tiếp nha, xong rồi em lên tiếp. Mấy chị cứ bình tĩnh, cứ theo dõi like em từ từ đi, tại vì cùng một lúc em không thể nào mà lên nhiều món được, em không thể nào mà lên nhiều món được, nên mấy chị cứ từ từ, mấy chị cứ coi xem like bình thường ha, từ từ em sẽ lên đủ thứ cho mấy chị. Rồi cái mẫu tiếp theo nha, cái mẫu tiếp theo là cái mẫu mà chị nào mà hỏi đựng được vài bộ đồ nè. Cậu nó dày dã man luôn. Wow, nó đã lắm luôn á mấy chị, cái chất nó dày dặn đẹp cực kỳ luôn, nó dày lắm. Mẫu hồi nãy nha, cái hồi nãy là túi trống, còn cái túi này là dạng túi mang vai bình thường của mình, dạng túi mang vai của mình. Trời, nó dày dày dặn đẹp lắm luôn á, rất là dày dặn nha mấy chị ơi. Mẫu này giá là 260 ngàn, 260 ngàn. Chị nào lấy cái này thì chốt cho em mã là 3023 nha, 3023. Giá là 260. Ồ dày lắm mấy chị ơi, nó dày cui luôn. Một lớp, hai lớp. Cái lớp lớp ở ngoài nó rất là dày. Cái này có thể là tránh mưa được, mưa mà nhỏ nhỏ mấy chị đi là có thể là không thấm mưa, không thấm nước á. Nó tới 4 lớp lận á, 3 4 lớp lận á, dày lắm. Giá là 260 nha. Đây, phía sau nè. Cũng có để vô trong cái cần kéo cái vali luôn nè. Có cái ngăn dây kéo ở phía sau ha. Bên trong cái mẫu này thì mấy chị đựng được 5 7 bộ đồ là ok. Ở dưới ấy mình đi lên Sài Gòn đồ này nọ, mình khám bệnh đồ đó mấy chị, thì coi như mấy chị mang cái này á, mình đi mình chỉ việc bỏ đồ rồi mình bỏ giấy tờ hồ sơ đồ này nọ vô, mình mang giày là đi là ok rồi ha. Mình mang giày là coi như là ở trong này nó có cái dây, nó có cái dây này nha. Ví dụ như mấy chị đi lên xe á, mà mấy chị nằm ngủ á, mà mình sợ mà coi như này nọ trộm đồ cướp nó lấy, mấy chị cứ đây đó, cái này thì choàng vô vai, cái này choàng vô vai, cái dây này đeo lên cổ nằm ôm dậy ngủ, đố thằng nào mà tới mà lấy cái gì được. Cái dây này nó dày lắm, cái dây dù này rất là dày, nó có màu á. Từ từ em đưa màu cho chị Hoa Hồng Nhung, lấy cái đen đúng không, 3023, giá 260 nha, giá 260. Dày lắm luôn á, mấy chị cầm về là mấy chị ghiền á, nó dày cui à. Ba không hai ba cho chị Hoa Hồng Nhung cái đen này nha, 260 túi đen hết rồi. Màu đen có hai cái à, màu đen có hai cái à, em coi chứ phải không, đúng rồi màu đen có hai cái à. Cho chị Hoa Hồng Nhung một cái 3023 nha, chị Hào Nguyễn nè một cái túi đen nè 260 nè. Rồi ok chị Hào Nguyễn nha, chị Hào Nguyễn nè. Ok chị Hào Nguyễn nha, 260. Chị Hào Nguyễn nè, là em chỉ có hai cái đen, chốt cho chị Hoa Hồng Nhung một cái với chị Hào Nguyễn là túi đen hết. Bây giờ nó còn hai cái màu nữa, nó có mấy cái thôi, nó không có nhiều.
Đây. Nó còn hai cái cũng là 3023 luôn. Cái màu này là dạng như cái màu màu đỏ tím á mấy chị. Ở trên line nó sẽ hơi sáng màu, ở ngoài nó sẽ sậm. Cái màu này mấy chị chốt cho em màu màu tím đi ha, màu tím đi. Xong rồi cái này là màu xám, cái màu xám cũng đẹp nè. Màu tím, màu xám gì cũng đẹp hết. Đó, cái màu xám nữa nè. Cái màu xám ở trên line nó hơi chói mà nó hơi sáng màu, ở ngoài nó sẽ sậm màu hơn một chút nha. Em còn hai cái này nữa thì 3023. Chị nào lấy màu xám thì chốt cho em màu xám ha. Lấy màu tím thì chốt cho em màu tím nha. Nó đều có cái dây mang dài, mang chéo ở bên trong cho mình hết. 3023. Đó. 3023 ha. Màu tím với lại là màu xám. Giá là 260 nha. Rất là đẹp luôn. Bên trong nó bự nè. Cái ngăn bự bên trong nha. Rồi chỗ này nó có một cái miếng ngăn giữa. Rồi tiếp theo là tới cái ngăn, cái ngăn dây kéo bên này ha. Có ngăn dây kéo bên này luôn. Rồi ok, chị Vi Vi Nguyễn lấy cái xám nè. Chị Vi Vi Nguyễn lấy cái xám nha. Xong rồi chị Anh Thư Võ lấy cái tím. Đúng rồi, chị Anh Thư Võ đi sưu tập túi thiệt luôn. Rồi chị Vi Vi Nguyễn lấy cái xám nè, 260. Trời, mấy cái này á, mấy chị mà không lấy là uổng lắm luôn á. Em cầm hàng về mà coi cái giá hết hồn luôn mà. Ủa, nó dày dễ sợ luôn. Nó dày mà cái chất nó đẹp lắm. Trời, biết dày coi như hồi em nói nó ấy chốt cái lô du lịch nhiều nhiều một xíu. Tại vì mình không có biết chất á, mình không có biết chất làm sao mà cái bên, cái bên đầu móng cái thì biết lấy hàng. Em lấy hàng chủ yếu là cái đầu Lạng Sơn thì nhiều. Cái chất nó đẹp lắm. Hết rồi mấy chị ơi. Còn rồi từ từ em lên cho mấy chị yên tâm đi, từ từ mấy chị, từ từ bình tĩnh. Tại vì cùng một lúc em lên nhiều mẫu không có được á, thành thử mấy chị cứ đợi nha. Cứ đợi em sẽ lên hết đó mấy chị yên tâm đi. Em sẽ lên hết á. Cu nó quậy ông chồng em, không ẩm mất tiêu bây giờ có không? Mấy bữa trong tháng anh ngủ, bữa nay ra ngoài tháng rồi anh quậy, anh không chịu ngủ, không thức. Rồi ok, em còn cái hai cái này nữa. Cái này em sale hàng cho mấy chị nha. Cái này là hàng Việt Nam nha mấy chị ơi. Cái này là hàng Việt Nam. Cái này em sale rẻ cho mấy chị cho nó hết hàng luôn đi. Cái này là hàng Việt Nam nha. Cái vải ở bên ngoài á mấy chị, là nó, là nó giả cái, nó là da nhưng mà nó giả cái vải bố. Nó giả cái vải bố. Nói chung nó cũng đẹp mấy chị. Đây. Đó, bây giờ em sale rẻ cái mẫu này cho mấy chị, là cái mẫu này bình thường em bán giá là 220. Thì bây giờ em sale cái mẫu này cho mấy chị là còn 180.000. Sale cho mấy chị là còn 180.000 ha. Bình thường em bán 220 á. Đó là cái này là em sale lỗ cho mấy chị 10.000 luôn á. Đó, hàng này hàng Việt Nam nha mấy chị, hàng Việt Nam nha. Tại vì bây giờ có một cái mà đi trả lại cho công ty nó kỳ quá, thành thử thôi bán sale lỗ một chút cho mấy chị cũng được. Cái hàng Việt Nam này là em trả hàng được. Đó, hai ngăn này thì là ngăn nút, hai ngăn bên hông là ngăn nút, ngăn ở giữa là ngăn dây kéo. Ồ, cái ngăn dây kéo ở giữa nè, mở ra nó bự chà bá luôn. Đó. Rồi, nói chung nó làm nhúng nhúng kiểu rồi cũng đẹp. Em sale cho mấy chị còn 180.000. Chị nào ví dụ như mình mang cái này mình bỏ được khoảng cỡ chừng 2 bộ đồ hoặc là 3 bộ đồ đó là được đó mấy chị. 2-3 bộ đồ được ha. Mà nó nhúng nhúng kiểu cũng kiểu cách nữa. Cái này hàng Việt Nam nha, lưu ý giùm em. Cái đấy phía dưới nè. Hàng này là hàng Việt Nam nha. Em sale cho mấy chị giá còn 180 thôi. Trong vốn của em là 190 á. Sale cho mấy chị 180 là em lỗ 10.000. Cái này là coi như chốt đơn cho mấy chị kèm đơn nha. Chứ do đi tỉnh mà bù ship là coi như em không ấy. Có kèm đơn ở đây thì em chốt cho mấy chị. Hàng Việt Nam nha. Chất đồ là ok hết mấy chị. Sale còn 180. Cái đó là chị nào mà cần 1-2 bộ đồ là mấy chị bỏ cái đó là ok. Khoảng 2-3 bộ đồ. Khoảng 2-3 bộ đồ là dư giả. Rồi cái túi này cũng hàng Việt Nam luôn. Giá của mẫu này là 195.000. Cái túi dù nè. Cái túi này cũng đẹp nè. Đó, hàng này hàng Việt Nam nha mấy chị, hàng siêu thị nè. Vô siêu thị là nó bán 240 nè. Hàng siêu thị nè. Cái này là hàng Việt Nam nha. Em nói hàng Việt Nam, cái này hàng Việt Nam là em nhấn mạnh nó nha. Cái này là hàng Việt Nam ha.
chất đồ là ok luôn mấy chị. Cái vải ở bên ngoài á là nó y chang như cái vải mà mấy cái túi dù của mấy chị hồi nãy á, nhưng mà điểm cái là thay vì cái thằng kia nó ba lớp là ba lớp nó đều đẹp như nhau, còn anh này á, anh chỉ có một lớp ở bên ngoài là anh đẹp thôi, còn cái lớp lót ở bên trong rồi nè thì anh làm cái loại thường, anh làm cái loại thường thì thôi cả, cái mẫu mã bên ngoài đẹp là được ha. Cái ở bên ngoài thì là cái chất y chang như cái hàng mắc tiền của mình, nhưng mà lớp lót ở bên trong thì nó dởm hơn, nó dởm hơn đó. Rồi cái phụ kiện thì nó không bằng, cái phụ kiện dây kéo rồi này nọ nó không bằng, thì giá của nó là 195.000, nhưng mà nói chung là ok hay mấy chị. Đó, chị nào lấy cái mẫu này thì chốt nha. Cái mẫu này là LV nè, LV nè, dây kéo cũng là kim loại luôn. Cái mẫu này đựng được khoảng có chừng 10 bộ đồ ha, giá 195.000, chị nào lấy thì chốt cho mình 195, hàng Việt Nam nha. Rồi em còn một cái hàng Việt Nam nữa em sale rẻ cho mấy chị luôn, rồi xong là bắt đầu em tiếp tục lên hàng nha. Em còn cái hàng Việt Nam này nữa nè, cái này là giá siêu thị bán là 280.000 nè mấy chị. Đây nè, cái này giá siêu thị là bán 280.000, em vẫn còn để cho mấy chị đó chứ em cũng không có khui ra làm gì. Giá siêu thị là bán 280 á. Bình thường em bán cho mấy chị là mẫu này là 220. Bình thường em bán cho mấy chị mẫu này là 220 nè, ở trong vốn của em cũng là 190 nè. Thì bây giờ em sale cho mấy chị cái mẫu này là còn 170.000. Cái hàng này là coi như mấy chị đựng được A4 đó. Đựng được A4 ha. Từ từ em sẽ đưa hết cái bộ đó lên. Cái này là size 33. Size 33 A4 đựng được là vô tư. Cái ở ngoài nó là da mà da rất là đẹp nha. Da nó bền lắm. Bên trong nè. Nó xấu là nó xấu cái lớp lót bên trong, cái thằng Việt Nam mình nó xấu cái lớp lót không à. Để cho cái giá thành nó rẻ, chứ còn ở bên ngoài thì đẹp. Có dây đeo chéo cho mình luôn, ngăn thì bự tổ chản, nó có một cái ngăn bự như vậy, rồi một ngăn dây kéo bên này thôi ha. Cái bộ này thì nó có ba cái. Đây. Nó có một cái nhỏ này nữa nè. Mà cái này là cái logo của nó, cái kiểu là nó khắc laser mấy chị. Nó khắc laser nè, nó có một cái nhỏ này nữa. Cái này mấy chị có thể là mang đi mình bỏ son phấn, hoặc là chị nào đi dạy mình có thể bỏ bút mực rồi trong này ha. Bút mực rồi cái mắt kiến rồi ít tiền trong này cũng được. À, mình chi tiền nó có cái ví này nữa. Một bộ của nó gồm 3 món như vậy, giá là 100, em sale còn 170.000. Thì cái túi này em cũng kèm đơn ha, có nghĩa là mấy chị có đơn ở đây thì em gửi kèm nha, chứ tại vì em sâu lỗ rồi mà coi như gửi cho mấy chị là coi như em phải bù tiền nữa thì tội nghiệp em đó. Cái này là cái mức tiền nè, đựng tiền đồ vô tư luôn, cắt laser cái logo Chanel luôn nè. Rồi bộ này em sale cho mấy chị còn 170 đó, 3 món như vậy sale còn 170 thôi. Giá trên siêu thị là nó bán nó vẫn còn để giá cho mấy chị 280. Chị nào lấy thì chốt cho em là sách một bảy rồi đi làm đồ mình mang cũng ok. Cái màu của nó là màu màu xanh, nó cũng nhã nhặn chứ không có đến nổi mà nổi quá. Rồi em lên tiếp nha, mấy chị đi đâu hết trơn rồi, sau từ 100 mấy chục mà bây giờ xuống còn có 70 mấy. Anh chia sẻ like giùm em với mấy chị ơi, lên chưa hết hàng mà mới có 1/5 thôi. Hồi nãy giờ lên mới có 1/5 thôi. Chốt cho chị chưa? Chốt túi em cầm cho chị. Cái túi cầm là cái nào? Chị Xuân Nguyễn, cái túi cầm của nào? Mấy chị nói cái mẫu đi, nói cái giá đi. Cái túi cầm là túi nào chị Xuân Nguyễn? Đừng có chốt túi đang cầm, em đọc em không biết cái túi đang cầm là cái nào luôn á. Chị Xuân Nguyễn lấy cái nào chị? Cái túi đang cầm là 170 hay là cái màu đen hồi nãy là 108? Chị lấy cái nào? Chị chốt lại cho em nha. Rồi em lên nha. Cái chị đâu hết rồi, đừng đi chứ, chia sẻ like cho em đi, còn nhiều mẫu chưa lên mà. Đây, hồi nãy chị nào hỏi cái gì nữa ta, túi nhỏ nhỏ đúng không? Lên tiếp túi nhỏ nhỏ nha, xong rồi bắt đầu qua ví cầm tay, xong bắt đầu lại lên tiếp hàng tiệc nha. Nói chung còn nhiều hàng lắm. Chị Xuân Nguyễn lấy cái nào chị? Lấy cái sale 170 hay là cái hồi nãy 180? Mẫu này nha mấy chị. Cái mẫu này mã của nó là 9232 ha, 9232, giá là 230.000. 180 dạ rồi, ok chị, là cái đen 180 nha. Ok chị, cái đen 180 nha, hàng này hàng Việt Nam. Mà đẹp lắm, nó may kiểu cách đồ đẹp lắm, mỗi cái tội là lớp lót bên trong xấu thôi giống vậy trơn. Nghĩ sao còn có một chút nữa không ráng làm cho nó đẹp luôn. Mỗi cái tội bên trong nó xấu thôi. Tại vì là ảnh may cái lớp bên trong nữa thì coi như là nó không có cái kiểu là cái kỹ thuật may thì nó không có đẹp bằng hàng Quảng Châu, mà ảnh làm cái lớp lót bên trong nữa thì cái giá thành nó cao thì không cạnh tranh được cái hàng kia.
Rồi ok, bây giờ em lên cái thằng này trước cái đã nha. Rồi xong rồi nói chung mấy chị cứ từ từ. Em có hai tay, một đầu hai tay hai chân, mà bây giờ lên cùng một lúc nhiều loại quá thì khó lên. Bây giờ em lên cái này, em sẽ pha xen kẽ với nhau ha. Cái này mã của nó là 9232. 9232 giá là 230.000 nha. Ba lô có luôn đó, ba lô đẹp về luôn á mấy chị. 9232 giá là 230.000 của mẫu này. Đây. 9232 giá 230, từ từ em đo cái size cái đã nha. Mấy chị chia sẻ like cho em với. Cái này size 23 nha mấy chị. Size 23, cái da nó là da cao cấp nha mấy chị. Cái da cao cấp thành thử cái giá tiền nó cao. Cái này là da xịn nha, da xịn, giá là 230.000 ha. Cái này là mấy chị mang vai được luôn nè. Đó, chị nào mà hỏi em mấy cái mẫu nhỏ nhỏ mà vừa đựng điện thoại, vừa đựng tiền, vừa đi tiệc đồ luôn nè. Đó, tất cả các loại luôn là coi như nó nè. Em mở bên trong cho mấy chị coi, nó có màu đó. Có cái dây đeo chéo cho mình luôn ha, có dây đeo chéo cho mình luôn. Ở bên trong nó sẽ có hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa. Bên này nó cũng có một ngăn dây kéo nè, bên này cũng vậy luôn ha, ngăn bên trong nè. Đó, giá là 230.000, tại vì cái da nó da cao cấp nên nó mắc tiền. Da xịn. Rồi, em đưa màu nha. Mã là 9232. Dạ em chào chị Thùy Linh. Đây. Nó có cái này là cái màu, màu này là dạng màu cà phê sữa ha. Cà phê sữa. Màu cà phê sữa nha mấy chị. Màu cà phê sữa nè. Màu này là màu hồng da. Màu cà phê sữa, màu hồng da. Lấy cái gì ta? Lấy vỏ LV du lịch đen. Ủa lấy vỏ gì ta? Lấy vỏ gì chị Thu Thu Thảo ơi? Cái mẫu du lịch đen nào nữa ta? Em qua lâu rồi, du lịch đen hình như hết rồi, đâu còn cái nào du lịch đen nữa đâu. Cái 195 hàng Việt Nam hả chị? Em còn một cái hàng Việt Nam 195.000 á, là cái du lịch đen á. Không biết chị lấy cái nào. Phải cái du lịch đen 195.000 hàng Việt Nam không? Cái này là em có cái màu đen nè, cái da nó rất là đẹp nha mấy chị ơi, cái da nó da cao cấp á, thành thử cái giá thành nó hơi cao. Cái này là 230.000, cái túi nó dạng bầu bầu cũng dễ thương nữa. Nó cái kiểu nó hơi 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 giống cái thuyền á. Đó, bên hông nè. Phía đấy nè. Giá là 230.000, mã là 9232, màu đen ha. Màu này là màu hồng. Màu hồng phấn, màu hồng 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 rút, màu hồng rút. Rồi màu này là màu cà phê sữa nha. Màu cà phê sữa giá là 230.000. 9232. Rồi ok, qua mẫu nha. Em qua mẫu. À 195 rồi ok chị nha, 195 là hàng Việt Nam. Cái 195 là cái hàng Việt Nam nha, ok chị nha. Cái 195 nè. Cái này nó cũng ok, mỗi cái tội là lớp lót bên trong, hàng Việt Nam là cái lớp lót bên trong nó xấu. Nhưng mà ở bên ngoài là cái chất liệu của nó là y chang như cái thằng Quảng Châu á, không khác cái chút nào hết trơn, mỗi cái tội là bên trong nó xấu thôi. À, cặp à, nâu, cái túi nâu ha chị. Chị Út Liềm, chị lấy cái cà phê sữa hay là cái gì? Chị lấy cái này đúng không? Đúng thì ok cho em kèm theo số điện thoại giúp em nha. Cái cà phê sữa này nè, phải chị lấy cái này không? Cái này là mã 9232 nha. Cái này là mã 9232. Nếu như chị lấy cái đó thì chị ok giùm em, kèm theo số điện thoại giúp em ha. Rồi, mẫu này mấy chị. Ấy mẫu này em nhớ ở nhà còn đâu một hai cái gì nữa nè. Cái mẫu này nhớ ở nhà vẫn còn một hai cái, cái này hàng mới nè, cái này ở nhà vẫn còn một hai cái gì mà chưa không biết ở đâu ta. Cà phê sữa rồi ok chị Út Liềm nha. Ok chị Út Liềm. Giá là 230.000, da nó da đẹp lắm, cái da nó đẹp. Rồi cái ví cầm tay nè. Em có số điện thoại chị Út Liềm rồi, 7753 đuôi.
Rồi đây, cái ví cầm tay này giá là 280 ngàn, em nhớ ở nhà mình còn. Ở nhà còn mà không biết là nó ở cái nơi mua. Rồi em có số điện thoại của chị rồi, nó lưu trên hệ thống rồi. Mấy chị mà cho số điện thoại rồi là nó lưu trên hệ thống luôn. Thành thử lần sau mấy chị đặt hàng mấy chị không có cần cho lại nữa. Ồ đẹp quá. Quá đẹp luôn mấy chị, giá 280 nha. Cái mẫu này đẹp quá. Cái ví cầm tay nè, từ từ em đo cái size cho. Ui đẹp. Cái kiểu này về đẹp nè. Size của nó là 25. Size 25 nha. Túi lính hết mất tiêu rồi chị Hoài. Chị Hoài ơi, cái túi lính sạch bách luôn, còn cái hết rồi. Đây, cái ví cầm tay này đẹp nè. Size 25 nha mấy chị. Size 25, cái này là ví đi tiệc đó nha. Cái này là ví cầm tay đi tiệc ha. Da của nó là da mềm nha. Da của nó là da mềm. Giá là 280 ngàn ha mấy chị. Giá là 280 ngàn. Trời ơi, cái khóa nó đẹp ha. Cái này là nó đang có cái lớp bọc bảo vệ, thành thử em không có gỡ cái lớp này ra. Đó, size 25 nha. Giá là 280 ngàn. Cái viền ở phía dưới nè. Đó, em mở bên trong cho mấy chị coi. Cái da nó rất là đẹp nha mấy chị. Cái da nó cực kỳ đẹp luôn. Hai cái ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa, một cái ngăn dây kéo bên hông này ha. Bên này là cũng có cái ngăn mình đựng cạc thẻ đồ này nọ nè. Đó, có hai dây, một cái dây mang ví nè, một cái dây cầm tay nè, và một cái dây đeo chéo đeo dài ha. Đó, một cái dây đeo chéo đeo dài. Phía sau cũng có một ngăn cho mình luôn. Da rất là mềm mấy chị. Da rất là mềm nha. Giá là 280 ngàn. Chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em là xích. Cái dây xích á, chốt cho em là xích ha. Xích 280 ha. 280 ngàn nha. Mấy cái mẫu này nó em bán rất là rẻ luôn. Mấy chị đi vô trong mấy trung tâm thương mại là cái này là vô trung tâm thương mại là mắc. Nếu cho mua ngoài vỉa hè thì bèo lắm cũng phải là 350. Toàn bộ cái nào ngăn bên trong nó cũng giống nhau hết nha mấy chị. Em đưa họa tiết lên cho mấy chị chọn thôi. Cái này là ngôi sao ha. Cái này là ngôi sao. Toàn bộ cái đường chỉ này là nó may trực tiếp trên da hết nha. Cho chị coi túi LV giống kiểu 9232. Túi LV giống kiểu 9232. LV giống kiểu 9232. Thôi không biết rồi chị ơi, không biết rồi. Bây giờ cứ like đi, nó tới đâu nó tới đi. Bây giờ không biết. Bây giờ mà muốn tìm ra cái mẫu đó cũng bó tay luôn. Bó tay luôn, chị cứ coi giùm em thử nha. Chị nhận hàng mấy ngày rồi mà thiếu 10 gói khăn giấy 65 ngàn. Chị nhận hàng mấy ngày rồi. Mạng Ngọc nó có tính tiền không chị? Nó có tính tiền trong đó không? Cái toa của chị có tính 10 gói khăn giấy không? Chị inbox lại thử đi. Cái toa của chị có 10 gói khăn giấy có tính tiền mà quên gửi hay sao chị? Đó, cái này mấy chị chốt đi em là ngôi sao nha. Size là size 25 ha mấy chị. Đi tiệc này. Mình chỉ việc mình cầm tay như vậy thôi. Mình cầm tay như vậy thôi ha. Mình đi. Hợp với bất kỳ tất cả các loại đồ, đồ nào cũng hợp hết. Váy đầm cũng hợp, mấy chị mặc quần sọt, quần jean đồ gì cũng hợp hết trơn nha. Quần tây đồ gì cũng hợp hết. Đó, ngôi sao. Và nó có một cái hình chữ nhật nữa ha. Hình chữ nhật nè. Hình chữ nhật nữa. Ngăn đồ bên trong đẹp. Da đẹp nha. Da đẹp. Đó. Cái chỗ này là ngăn dây kéo nè. Có một cái ngăn này ha. Rồi nó có cái dây kéo bên này. Còn cái ngăn đây là ngăn dây kéo nè. Bên trong nó có thẻ cạc luôn. Ủa hình như nó khác cái này hay sao ta? Giống. Rồi giá là 280 ngàn nha. Nó có xích nè. Mẫu xích. Mẫu vuông. Mẫu xích, mẫu vuông và mẫu ngôi sao. Chị nào lấy mẫu nào thì chốt cho em mẫu đó nha. 280 ngàn. 280. Xích cho chị Thi Hạnh Bùi đúng không? Cái dây xích này nó lạ. Ngọc ơi, em kiểm tra lại cái đơn của chị Kim Trần Thứ Ngọc ơi. Coi thử em chụp bill em liên hệ với chị lại coi thử cái lúc tính tiền chị là em có tính tiền cái giấy không. Nếu như có mà không gửi thì coi như lần sau trừ lại cho chị. Còn mà nếu như mà hàng hết mà không có tính tiền thì coi như bữa sau chị có chốt cái gì thì gửi kèm vô. Rồi ok chị Thi Hạnh Bùi nha. Em còn ngôi sao với lại là em còn cái vuông nha mấy chị. Ngôi sao với vuông ha. Nãy giờ chị nào hỏi ví cầm tay mấy chị đi đâu hết trơn rồi. Nãy giờ mấy chị hỏi ví cầm tay đó. Ý, mấy chị còn sót cái Chanel nè. Còn sót cái Chanel đen nè. Hồi nãy có chị nào chốt cái Chanel đen nè.
ý còn sót một cái nè. Chị nào lấy cái ví Chanel thì chốt cho em giá cái này là 80 nè. Cái này là giá 80 ngàn nè, hồi nãy chị nào chốt mà không biết là coi như còn sót đâu cái nè. Đó, giá 80 nè mấy chị. Hồi nãy chị nào chốt mà bị sót một cái nè, chốt cho em là Chanel đen ha, 80 ngàn. Ha. Em thức hay ngủ không? Hả? Ngủ mà bắt ba ẩm hả? Sao? Lên trên nào. Dạ rồi, ok, chị Thi Lan Tạ lấy ngôi sao. Em còn cái Chanel đen 80 này, chị nào lấy thì chốt nha. Dạ rồi, ok, chị Em Thị Bích lấy cái Chanel 80 ha, ok chị nha. Rồi, đợi đợi em mấy chị ơi. Chờ em xíu nha, tại vì có một mình em à. Mấy chị đợi em nha, đừng có đi đâu nha, còn nhiều mẫu lắm. Mà tại vì like nó hơi chậm, có một mình rồi, nên like nó hơi chậm. 9 giờ rồi đúng không con? Rồi ok, em tiếp theo nha. Lên ba lô đi ha mấy chị, lên ba lô nha. Lên ba lô đi, ba lô có mấy cái thôi, em lên ba lô nha. Xong rồi em lên, không có bột ngọt chị ơi, em không có bột ngọt. Tại vì hàng bột ngọt mà hàng đó là hàng thực phẩm á, nên mình phải đi bằng đường bay. Có em có cái chỗ mà em nhập về đường biển á, nhưng mà nói chung là cũng không biết nguồn gốc nó như thế nào nên em cũng không có nhập. Cái đó mấy chị hàng Nhật thì mấy chị đợi năm sau con tiên nó đi Nhật á, xong rồi em sẽ có hàng cho. Còn em có mấy ông anh con cậu ruột ở bên bển á, nhưng mà mấy ông đàn ông ổng biết cái gì là cái gì hết trơn á, thành thứ không có nhờ được. Từ từ nha, nó có mấy kiểu thôi, em lôi hết mấy cái kiểu ra xong rồi là em chốt luôn cho nó nhanh. Cái ba lô này là ba lô vải bố, đợt trước nó có mấy lần rồi đó mấy chị. Ba lô vải bố ha. Em lên hàng cho mấy chị nha. Cái hàng chị đi chưa? Nếu chưa thì nói Ngọc dồn đơn vô cho chị. Dạ rồi ok chị nha. Ok chị. Cái này là ba lô vải bố ha mấy chị. Đợt này về thì hình như chắc nó mắc tiền hơn á. Nó bằng với cái đợt trước á. Cái đợt trước là 270 á. Cái đợt này là 260 ha. Mà cái đợt vừa rồi mà bên Móng Cái thì nó rẻ hơn. Còn bên Quê Lộn bên là mắc hơn một chút. Nó mắc hơn một chút. Cái hàng này là coi như hạt chia. Em có hạt chia không? Hình như hạt chia em còn một bịch của Mỹ á. Em còn một bịch của Mỹ á. Cái hạt chia của em là ba chia đen, chia nâu, chia trắng là chung một bịch đó, là ba loại hạt chia nha. Ba loại hạt chia hạt của Mỹ á, hình như còn một bịch ở dưới à. Giá 290 thì phải. 300 mấy chục gram á. Hàng của Mỹ, em còn một bịch ở dưới à. Cái ba lô này là vải bố nha mấy chị. Cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn. Cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn. Giá đợt này là 260.000 nha mấy chị ơi. 260.000. Giá đợt này là 260.000 ha. Ba lô vải bố nha. Đây. Cái dây kéo ở phía sau nó có cái dây nè. Đó, nó có cái dây kéo lên để mình mang nè. Còn nếu như mình cảm thấy nó dài quá thì coi như mình kéo lại rồi mình mang kiểu vậy ha. Nói chung là đủ cách để mình mang hết. Cái chất nó đẹp cực kỳ luôn. Ngăn bên trong tất
cả các ba lô ngăn đều giống nhau hết, do đó em mở cho mấy chị coi một lần, xong rồi mấy cái kia thì em chốt mẫu thôi nha. Còn ở bên trong thì như nhau hết. Nó có cái đáy rộng khoảng cỡ chừng 10 phân hết mấy chị. Có cái đáy nè, rộng khoảng cỡ chừng 10 phân ở bên trong. Bên trong thì nó một ngăn lớn kéo cho mình nha, một ngăn lớn, một ngăn dây kéo. Rồi ở phía trước này nè, ở phía trước nó sẽ có một ngăn dây kéo chỗ này nha, nó có một ngăn dây kéo chỗ này, ở chỗ này nó có một ngăn không nè, rồi ở phía sau có một ngăn dây kéo nữa. Tóm lại cái mẫu này một ngăn lớn, một ngăn dây, một ngăn kéo trung nè, một ngăn nhỏ nè, và một cái ngăn cũng lớn ở phía sau nữa. Đó, nó có mấy ngăn như vậy. Cái ba lô này giá là 260.000 nha, em có mấy mẫu. Hàng này á mấy chị đi du lịch á, mấy chị mang được, bỏ được một chai nước suối nè, xong rồi tiền thẻ coi như là sổ cái hộ chiếu nè, rồi cái bách bo của mấy chị á, rồi mấy chị bỏ được son phấn, bỏ được một cái dù khoảng cỡ chừng một gang tay như vậy, rồi bỏ thêm một cái quyển sổ để mà ghi chép đồ này nọ, bỏ tiền đồ là vô tư luôn. Tại vì em đi mua hàng á mấy chị, em đi mà đi Thái, đi Hàn Quốc, đi Trung Quốc đồ này nọ, mà em mua hàng đi Đài Loan đồ mua hàng á, là em toàn mang cái ba lô này thôi, mà mang rất là bền. Cái ba lô của em là mang được 5 năm rồi mà hiện tại nó cũng còn như mới vậy, nó không khác cái chút nào hết trơn á. Nó cũng mới tinh vậy đó mà nó không có hư. Cái hàng vải bố này nè, hàng bố với hàng dù là mấy chị mang bền lắm đó. Ví dụ như mấy chị mang đi du lịch, mấy chị mang trước vậy cũng đẹp ha, lỡ mà mình đi tới chỗ đông người mình mang trước nó cũng dễ thương nè. Muốn mà nó nấy lên thì mấy chị kéo đó, mấy chị muốn mang sao cũng được hết ha. Rồi mang ở phía sau nè. Nói chung là mình đi du lịch á, mình nên mang cái ba lô mấy chị đựng được nó nhiều đồ mà nó cũng dễ thương, nó tiện nữa. Nó tiện mình hai cái tay của mình trống ha, hai cái tay mình trống chụp hình đồ cũng dễ. Dạ rồi, ok chị lấy hạt chia nha. Ok chị lấy hạt chia. Thì mấy chị chọn 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 họa tiết đi, em có nhiều họa tiết đó. Để em đưa cái họa tiết lên cho mấy chị chọn. Giá là 260 nha, cái này là hình trái tim nè. Cái này là trái tim giúp em nha. Cái trái tim nè, ngăn bên trong là giống nhau hết. Trái tim. Cái này là ngôi sao nha. Trái tim, cái này là ngôi sao nè. Rồi, cái này mấy chị chốt cho em là dây kéo. Dây kéo ha. Dây kéo nha, nó có dây kéo phía trước nè, dây kéo. Rồi, cái này là Gucci. Mỗi mẫu như vậy nó chỉ có từ 1 đến 2 cái thôi. Gucci nha. Gucci. Và cái này là cái chữ Y, Y dài đi, mấy chị chốt cho em chữ YXL á, mà mấy chị chốt cho em chữ Y dài cũng được. Y dài SL. Y dài SL, YXL. Đó, mấy chị chốt cho em Y dài cũng được ha. Thì em có mấy mẫu như vậy. Mỗi mẫu nó chỉ có từ một đến mấy cái thôi. Mấy chị ơi, chị nào mua ba lô của em rồi á, mấy chị comment lên với. Cái ba lô này em bán hình như cũng nhiều rồi, mà từ tùm lum giá hết, từ 250 cho tới 270, 280 cũng có. 250, 270, 280 có một đợt 290 là cao nhất. Còn mà cái năm ngoái á, là những cái mẫu ba lô này toàn là 350 không. Năm ngoái á, là bán là 350 không. Còn hàng đợt này ôm lô á, nên ví dụ như cái mẫu nào đẹp á, mình muốn lấy số lượng nhiều, nó không có, nó không có cho. Ôm lô là phải lấy đều hết. Nó muốn cho cái gì nó cho. Rồi, chị nào lấy cái ba lô mẫu nào thì chốt cho em nha. Chốt cho em ba lô. Chốt cho em ba lô ha. Cái hàng ba lô này hiếm có lắm á mấy chị, hiếm có lắm á. Cái chất nó đẹp cực kỳ luôn, mà nó dày dặn nữa. Nó dày dặn nữa, nó rất là dày nha. Nó rất là dày. Đây em cho chị, mấy chị coi cái em mang đi. Mang đi Thái, đi Đài Loan, đi đâu em cũng mang cái ba lô hết trơn á. Nói chung mang ba lô em đựng mua hàng là đựng tiền rồi, đựng nhiều luôn á mấy chị. Rồi đựng được dù, đựng được nước. Từ từ em coi cái hình ở đâu. Lâu lâu nó mới có cái lô hàng ba lô.
đây nè, mấy chị thấy không? Như cái đợt đi Thái nè, nó là mua hàng quá trời quá đất, cũng mang cái đó, mang cái ba lô nè, mang cái ba lô trước ngực nè, y chang vậy luôn đó mấy chị. Đó là coi như đi đâu mấy chị mang ba lô sướng lắm, mà coi như em đi buôn mà coi như mang là coi như mang quá trời quá đất luôn á, mà chụp hình nó cũng đẹp nữa, chụp hình nó cũng đẹp nữa. Mấy chị từ từ đi, để em bán xong cái lô ba lô. Mấy chị hối quá em không bán được ba lô, cuối cùng nó còn tồn. Từ từ bình tĩnh nha. Rồi ok chị Hằng Lệ là lấy cái ba lô trái tim. Đúng rồi, tại vì mấy chị không có biết á, mấy chị không có biết á. Chị Hằng Lệ cho em số điện thoại với, trên hệ thống nó chưa có lưu số của chị. Mấy chị chọn mẫu đi mấy chị ơi, chị Hương Nguyễn lấy cái mẫu nào chị cho em cái mẫu luôn nha. Chị cho em cái mẫu luôn, ba lô là 260 ngàn. Ba lô là 260 ngàn nha. Ba lô là 260, chị Hằng Lệ cho em xin số với trái tim. Từ từ bình tĩnh mấy chị ơi, để em bán hàng với. Chứ bây giờ mà qua vội mẫu như vậy là những cái mẫu này nó còn tồn lại nên mấy chị thông cảm. Buôn bán là phải có cái nó cũng phải có lúc này lúc kia, nên mấy chị từ từ đợi em nha. Chứ để lên nhanh quá xong rồi cái ba lô nó lại còn tồn. Ba lô mấy chị lấy mẫu nào mấy chị chốt cho em cái mẫu đó nha. Chốt cho em cái mẫu với. Ok em thấy số điện thoại chị Hằng Lệ rồi, ok chị ha. Ba lô là 260 nha mấy chị. Ví hồi nãy em mới lên tức thì, chị đi đâu mất tiêu vậy? Em mới lên ví tức thì. Ví em mới lên tức thì luôn. Ví em mới lên tức thì mà. Rồi chị Hương Nguyễn ơi, chị lấy ba lô chị lấy mẫu nào? Chị Hương Nguyễn, chị em thấy chị chốt ba lô á, mà chị lấy mẫu nào? Nó có Gucci nè, nó có là YSL nè, rồi nó có ngôi sao nè, rồi nó có cái trái tim hồi nãy vừa chốt, rồi nó có cái dây kéo nữa, chị lấy mẫu nào? Chị Đạm Trương Thị, chị lấy mẫu nào chị? Chị lấy mẫu nào? Mấy chị lấy mẫu nào em đưa lại cho nè. Cái này là dây kéo ha, cái này là dây kéo, giá là 260 ngàn nha. Cái này là coi như là ngôi sao nè. Rồi cái này là YSL nè, là chữ mấy chị chốt cho em chữ Y dài cũng được ha, mẫu Y dài nè. Đó, rồi cái này là cái Gucci ha, cái này là Gucci nha. Đó, chị nào lấy cái mẫu nào thì chốt cho em. À, chị mới đi công việc mới về. Ủa, mới thấy chị đây mà đi công việc nhanh vậy. Rồi, em qua mẫu nha, chị nào lấy cái ba lô nào nữa, chị Hương Nguyễn lấy mẫu nào chị cho em cái mẫu luôn. Chị Đạm Trương Thị lấy cái mẫu nào cho em cái mẫu luôn nha. Rồi em tiếp tục lên nữa nè. Chị nào mà nói cái bao tử. Cái túi này là cái túi đeo chéo, cái đeo chéo của nữ nè. Giá là 190 ngàn. Cái này nè. Cái chất của nó là simili nha, giá là 190, cái màu nó là màu xám đó mấy chị. Cái màu xám ha, giá là 190 nha. Đó, cái túi đeo kéo của nữ nè. Cái này là cái dây nó tăng đưa được nha mấy chị. Cái dây tăng đưa được, mấy chị có thể thu lên hoặc là mấy chị hạ xuống cũng được nha. Giá là 190 ngàn, cái này mấy chị đựng điện thoại, sạc dự phòng là ok luôn. Có một cái ngăn ở bên ngoài nè. Một ngăn lớn bên trong nè. Một ngăn lớn bên trong nè. Rồi có cái này là nó có mấy cái ngăn này nữa ha, có mấy cái ngăn phụ nhỏ nhỏ ở ngoài này nữa, đựng thẻ xe, rồi đựng cạc, thẻ cạc của này nọ, ok. Đó, giá là 190 nha. Cái ba lô đó thì nó thiên về của nữ hơn. Bé trai nó đi học không được đâu chị Ca Chi ơi. Bé trai nó đi học là nó của nữ á. Bé trai nó đi học cái mẫu đó là không được. Cái đó thì bé gái thì được, chứ còn bà bé trai không được. Cái đó mẫu nó thiên về nữ. Dạ rồi nha, ok chị. Chị Hương Nguyễn nha. Ok chị Hương Nguyễn nè, là lấy mẫu ngôi sao. Ok chị Hương Nguyễn nè, là lấy mẫu ngôi sao ha. Ngôi sao có một cái thôi. Ba phụ em tắt. Đây, cho chị Hương Nguyễn là cái ngôi sao nè. Chị Hương Nguyễn cái ngôi sao nha.
Rồi chữ Y là chị Kiều Oanh Nguyễn Thị nè. Cái chữ Y là YXL cho chị Kiều Oanh Nguyễn Thị nè. Mấy chị đợi em xíu em chốt cái mẫu ba lô cái rồi em qua nữa nha, mấy chị thông cảm nha. Đây Kiều Oanh Nguyễn Thị là chữ Y ha, giá là 260 nha. Anh ghi giá lên 260 nha cái. Đây. Đó, Kiều Oanh Nguyễn Thị. Xong rồi chị Đạm Trương Thị là cái Gucci. Ok, chị Đạm Trương Thị cái Gucci nha. Mấy chị khác đợi em một xíu nha. Cái gì vậy con? Để ba phụ mẹ chút chứ. Con cứ ứ é hoài sao được. Cái bì nó rột rột và nó ngủ cũng yên nữa. Cho chị Đạm Trương Thị nè, Kiều Oanh rồi nè. Không, ba lô bé trai là em không có rồi. Ba lô bé trai em không có rồi. Rồi ok, chị nào chốt nữa thì báo em nha. Bây giờ em tiếp tục lên cái khác. Cái này là cái ví đeo chéo 190 nha. Cái đeo chéo 190. Đây em lên cái công sở, cái hàng cao cấp nha. Công sở hàng cao cấp, một mớ cái này nữa đây mà. Ê anh, cái này nè. Nhớ lấy cái này nè. Rồi em lên cái hàng cao cấp nha. Dạ bé nó mới có gần 2 tháng à chị ơi. Em mới sinh nó mới gần 2 tháng à. Em còn lót ổ mà em còn ở trong ổ mà coi như mẹ em mà bắt tới 3 tháng 10 ngày mới ra ngoài, thành thử mới lai, đang lai trong phòng ngủ. Em đo cái size này cho mấy chị nha. Đo cái size. Cái size này là size 34 lận mấy chị. Size 34 lận. Cái này là đựng cái A4 rồi là vô tư nè. Cái mẫu này là hàng cao cấp, giá là 350.000 nha. Giá là 350.000. Dạ rồi. Ngọc ơi. Em kiểm tra em có xem like đó không? Để em in ra rồi có gì ngày mai em ấy cho. Em coi thử Ngọc nó có tính tiền cho chị không nha. Nếu như tính tiền á thì bữa sau em sẽ trừ tiền ra. Còn nếu như mà không có tính tiền á mà quên gửi cho chị á thì coi như là đợt sau chị có đặt cái gì đó thì em sẽ bỏ vô thêm ha. Rồi, cái này là cái mẫu này là giá là 350.000 nha mấy chị. Nó sẽ có màu á, cái này là cái LV. Cái LV ha. LV hình như LV nó có một cái à. Cái này LV nó có một cái nha mấy chị. Em mang lên mấy chị coi kỹ đi rồi lát nữa em sẽ mở bình trong cho mấy chị xem ha. Size của nó là size 34 nha. Size của nó là size 34. Giá là 350.000. Cái mẫu này mấy chị mang đi giày hoặc là mấy chị mang đi chơi rồi là ok luôn. Nó đẹp. Đó. Giá là 350 nha. Em mở bên trong cho mấy chị coi. LV là em có một cái à. Đây. Cái ngoài của nó màu hồng ha. Nó có cái dây đeo chéo cho mình luôn nha. Có cái dây đeo chéo cho mình luôn. Ngăn rộng lắm. Trời ơi, để giáo án hay để cái gì rồi là vô tư luôn. Nó bự quá trời bự luôn nè. Đây nè, hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa. Bên này cũng có ngăn dây kéo ha. Rồi bên này có ngăn đựng thẻ cạc nữa nè mấy chị. Đó. Giá là 350. Hàng này hàng cao cấp nha. Hàng này hàng cao cấp. Đi đâu mấy chị mang về cũng sang ha. Đi dậy rồi cũng đẹp nữa. Rồi giá là 350.000 LV. Em sẽ lên cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái họa tiết nó sẽ khác. Túi công sở nha. Bây giờ nó đang mốt là mấy cái túi bự bự này nè mấy chị. Bây giờ nó đang mốt lên là mấy cái túi mà phơm bự bự này nè. Rồi chị nào lấy cái này thì chốt cho em LV ha. LV 350.000. Mấy chị xem lại like á, mấy chị muốn lấy cái mẫu nào mấy chị chịu khó chụp màn hình cho em nha. Chụp màn hình cho em. Rồi cái này thì mấy chị chốt cho em là code, mấy chị chốt chữ C cũng được ha, chữ C cũng được nha. Cái mẫu này code nha. Cái ở bên trong thì y chang như nhau, thành ra em không có mở ra bên trong mất thời gian ha. Mấy chị nhìn bên ngoài thôi, ở sau nó cũng có dây kéo nè. Code dễ thương quá đi.
Đó, giá là 350 ngàn thôi mấy chị. 350 ngàn nha. Cái chất của nó là simili. Cái chất này bao hàng cho mấy chị 5, 7 năm sau, coi như mang nó cũng không có bị bong da. Đó. Rồi, giá là 350, chữ C, chốt cho em chữ C. Cái chất nó rất là đẹp. 350 ngàn ha. Size của nó là size 34 nha mấy chị. Em đo cái chiều cao luôn cho. Size 34. Chiều cao của nó là 28. Chiều ngang là 34, chiều cao là 28 nha. Ngang 34, cao là 28 là tốt nha. Tốt. Rồi, cái này là Gucci. Chị nào mà hỏi em công sở, có công sở này, cái này là Gucci nha. Gucci. Cái họa tiết của nó nè. Gucci nha, chia sẻ like cho em với mấy chị ơi, Gucci nha. Gucci thì nó có hai quai, cái quai này là màu đỏ. Và cái quai này là màu đen. Trời, cái chất nó đẹp lắm. Công nhận hàng đợt này về đẹp ghê luôn á. Đây nè, cái Gucci của nó có hai Gucci, nó có hai quai nha. Quai đen, con đừng có đạp cái chân lai con. Con đạp cái thảm nó đụng kìa. Đây, cái này là Gucci ha, quai đen. Chị nào lấy thì chốt cho em Gucci quai đen. Cái này là Gucci quai đỏ nha. Size là chiều cao là 20, hồi nãy là 28. Chiều ngang là 34. Đó, rồi. Là em hết ha, mẫu này em hết. Công sở là nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hồi nãy nó có cái mẫu khăn thì em còn màu đen. Rồi nó có cái mẫu này nữa thôi, nó về được có hai mẫu như vậy. Giá của mẫu này là 350, mà cái này đẹp cực kỳ. Cái này thì nó trẻ trung, còn cái mẫu khăn hồi nãy thì nó hơi đứng tuổi, còn cái mẫu này thì già trẻ lớn bé gì xài cũng được hết. Này tầm độ tuổi của em mang cũng sang nữa, mà lớn tuổi 60, 65 tuổi mang cũng sang. Thì cái mẫu này là nói chung là tuổi nào mang cũng được. Dạ rồi, ok chị Hằng Lệ nha. Gucci quai đen, Gucci quai đen hết rồi mấy chị ơi, có một cái à. Gucci quai đen hết rồi, có một cái à. Cái code cũng đẹp mà, cái code cũng quai đen á. Cái code cũng quai đen mà. Cái code nó cũng quai đen đó chị. Cái Gucci nó còn quai đỏ thôi. Cái LV thì còn quai hồng. Còn cái code này là quai đen nè. Cái code này cũng đẹp quá trời luôn mà. Đây nè. Không biết trên live mấy chị nhìn cái màu nó làm sao đó, chứ ở ngoài đẹp lắm. Đây nè, quai đen nè, cái code nè. Rồi, em qua mẫu tiếp theo nha. Em qua mẫu tiếp theo. Lên mấy cái hàng nhỏ nhỏ cho mấy chị để mấy chị hỏi cái ha. Rồi bắt đầu lại lên tiếp tục hàng túi đi tiệc nữa nha. Á, cái mẫu này hồi nãy còn nè. Chị Hồng Trần có lấy cái code không chị Hồng Trần? Cái code màu cái quai đen, cái code đẹp lắm á. Bảo đảm không hối hận đâu. Rồi, cái này giá là 220 ngàn nha mấy chị ơi. Mã là mã là 2727 mấy chị. Mã 2727 nè, 220 ngàn. 220 ngàn ha. Mã 2727, 220 ngàn. Này, cái mẫu này như nãy nó có một cái xanh á. Hồi nãy nó có một cái xanh á. Mã là 2727 nha. Rồi, hồi nãy nó có một cái xanh em like đầu tiên rồi á. Cái này giá là 220. Cái này thì bằng simili nha mấy chị. Cái họa tiết này thì bằng simili. Chị nào chốt cái này thì chốt em sọc nha. Cái này là bằng simili. Đó, mấy chị có thể mang chéo nè. Cái này là size 22 thì phải. 20, 22 thì phải. Cái size này là size 20 nha mấy chị ơi. Size 20. Cái này là size 20 nha. Đó, mang đựng điện thoại cũng được, mà mình mang rất là dễ thương, đặc biệt là cái dây xích này nó đẹp. Rồi, mấy chị mà muốn mang thành ngắn, chéo qua bên đây một đường. Mình chéo qua bên đây một đường, chỉ có cái dây xích mình mới chéo được dây thôi, chứ còn mấy cái dây da thì mình làm chéo nó xấu lắm, nó bị nó cứng á. Mình làm chéo nó rất là xấu.
Thì nếu như mấy chị muốn mang vai thì mang vai. Cái mẫu này nó đẹp ở chỗ đó đó. Đó, rồi em mở bên trong cho mấy chị coi. Hai một cái ngăn lớn. Một cái ngăn lớn ha, một cái ngăn dây kéo bên đây, một cái ngăn đựng thẻ cạc bên đây. Cái này mấy chị đựng điện thoại, đựng cái sạc dự phòng rồi bỏ thêm một hộp phấn hoặc là một cái son vô là cũng vô tư. Đó, chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em mã 2727 sọc. Và 2727 em còn một cái đen trơn nữa. Cái bịch của nó khác cái nha. Cái túi là mã 2727 nó có cái thẻ bên trong là 2727 á. Mà do không có cái túi là em bỏ cái túi khác nên mấy chị về nó cái mã nó khác. Để em sửa lại cho để về mấy chị thắc mắc nữa. Rồi nó có một cái màu đen trơn nữa. Giá là 220.000. Nó có một cái màu đen trơn. Đen là bằng da nha mấy chị. Đen là da, còn cái sọc là simili nha. Đó, đen là da nha. Đó, em còn hai cái, size là size 20 ha, size là size 20. Nó có cái dây xích cái mang rất là dễ thương. Đựng điện thoại, đựng tiền. Rồi cây son, hộp phấn nhỏ nhỏ ok luôn. Cột chắc lại luôn để bỏ vô trong bao cho nó dễ, chứ đừng tìm mẫu mấy chị cho nó dễ. Chứ đừng có cột lỏng lỏng nó khó. Rồi, cái ví cầm tay. Ví cầm tay này chị nào xả hàng hồi nãy thấy có một cái hồng, ai xả hàng ở đâu ta? Mấy chị chia sẻ like cho em với, mấy chị đi ngủ hết trơn, mới có 9 giờ mấy mà sao tụt like hết rồi. Còn nhiều mẫu đẹp lắm mà, mấy chị đi đâu hết trơn rồi, còn nhiều mẫu đẹp lắm mà, chia sẻ like cho em với mấy chị. Rồi, cái mẫu này thì mấy chị chốt cho em là ví mã là 70 ha. 70. Cái màu này là màu màu nâu, màu cam đất nha mấy chị. Màu này là màu cam đất ha, giá là 230.000, màu cam đất. Cái ví cầm tay nè, màu cam đất ha, giá là 230.000 nha. Ba, không ẩm em xuống ở dưới này nè cho em nó ngồi nó nhìn cho nó đỡ buồn, để cho nó nằm mình nói chuyện tội nghiệp nó vậy. Có cái gối á hả? Có cái gối, để cái gối này nè, xong rồi lót cái khăn lên rồi cho em nó ngồi ở đây nói chuyện với em. Con từ từ coi cẩn thận nha, chứ để quăng cái sách vô là trúng cái mặt em á. Nó cái này là 230.000 nha, mã là 070. Em mở bên trong cho mấy chị coi. Cái ví này là ví cầm tay, ví cầm tay. Chỗ này là nó có cái ngăn mà mấy chị đựng thẻ đâu nè. Đó, cái ngăn này đựng tiền được ha. Cái gối em nằm á. Đó, ngăn thẻ cạc nè, chỗ này. Cái này là ngăn này là mình bỏ được điện thoại được nha mấy chị. Mình để điện thoại được nha. Hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa. Rồi. Ở chỗ này, ở giữa này nó có cái ngăn này nữa nè. Có cái dây xích. Có cái dây xích, cái dây xích thì nó có cái quai nè. Mình móc vô ha. Nó có cái dây mang chéo cho mình nữa. Giá là 230.000 cái ví cầm tay này nha. Màu nó là màu cam đất. Màu cam đất. Hay cái son môi là mấy chị gọi là màu cam cháy á. Rồi ok, chị nào lấy cái này thì chốt cho em ha. Rồi em qua mẫu khác nha. Lấy chị Út Liền 9232. Ủa hồi nãy chị Út Liền 9232 chị có lấy cái màu cà phê sữa rồi mà, em có chốt với chị rồi mà, hồi lâu lắc rồi mà. Em có chốt chị lâu lắc lâu lơ rồi mà. Cái màu cà phê sữa đó. Rồi cái mẫu này giá là 170.000 nha mấy chị ơi, 170.000. Cái mẫu này giá là 170.000, da mềm ha mấy chị, da mềm nha, giá là 170.000 nè. Ở trong này nó có cái
cái dây đeo chéo cho mình nè, và một cái dây cầm tay cho mình nữa ha, một cái dây đeo chéo và một cái dây cầm tay nha. Cái size của nó hình như size 22 thì phải. Xả hả? Chết cha rồi, bây giờ biết cái ví đó ở đâu mà xả ta. Anh coi thử cái nào của chị Út Liềm á, coi thử em. Có một cái ví like đầu tiên luôn á. Cái mã 9232 cái này nè. Ở trong cái bao này nè, nhìn cái bao mà cái bao nó có cái túi hồng hồng này nè. Con tìm cho mẹ thử mi. Không, bên đó không có mấy cái túi nhỏ nhỏ đó. Cái túi nào mà nó có cái này nè. Con tên đọc tên thử phải Út Liềm không? Size 24. Size 24 nha. Cái này là size 24 nha, da mềm nha mấy chị, size 24. Giá là 170 ngàn ha. Đó, nó có cái dây mang ví với lại là một cái dây đeo chéo cho mình luôn. Rồi, em tiếp cái mẫu tiếp theo nha. Là cái nào cô ơi? 350 là mẫu nào? Phải nói cái mẫu ra chứ, bây giờ nói cái mẫu 350 mà không nói cái kiểu là con không biết cái mẫu nào hết trơn á. Rồi, cái túi dù này mấy chị, giá là 150 ngàn ha. Cái túi dù này là giá là 150 ngàn nè. Nó sẽ có là một ngăn nè, hai ngăn nè, ba ngăn nè ha. Nó sẽ có ba ngăn lớn. Ở chỗ này nó có một cái ngăn dây kéo. Đó, ở trước nó cũng có hai ngăn cho mình ha. Rồi, xả ra đúng không? 350 là phải cái túi công sở không? À, đúng túi công sở thì cô lấy cái màu nào thì nói cái màu cho con nha. Rồi, cái này giá là 150 ngàn thôi mấy chị. Túi này là túi đựng điện thoại nè. Túi mấy chị đựng điện thoại nè. Cái này mang bền cực kỳ, mang rất là bền luôn. 5-7 năm rồi gì là coi như cũng ok. Đó, giá là 100. Con biết là cái túi công sở rồi, nhưng mà mẫu nào? Nó có cái mẫu cốt. Nó có cái mẫu cốt quay đen nè. Nó có cái mẫu cốt quay đen nè. Đó, cái mẫu cốt quay đen. Rồi nó có cái nó còn cái ru xì quay đỏ. Còn cái ru xì quay đỏ nè. Còn cái ru xì quay đỏ nè. Cái túi này nó chỉ còn 3 cái thôi, với lại là một cái LV. LV. Bây giờ cô chốt cho con là đen đỏ với hồng đi. Đen đỏ với hồng đi, với lại một cái hoa màu hồng nè, là cái LV nè. Nó bây giờ chốt đen đỏ hồng đi. Cho nó dễ đi. Đen đỏ hồng. Cái hoa á, chốt đen đỏ hồng đi. Ba lô em vừa mới lên rồi. Ba lô em vừa mới lên. Có ví cầm tay mỏng nhỏ gọn không? Chị muốn đi tiệc hay là cầm tay kiểu gì? À, cô Minh Nguyệt nè, lấy cái bóp 150 nè. Cái dù 150 em còn nữa, có chị nào lấy không? Cái dù 150 nữa. Ba lô để em đưa lại cho. Cô chốt cho con quai đen đỏ hồng đi. Cái quai nào á cho nó dễ đi, cho nó khỏi lộn mẫu. 150 cho cô Minh Nguyệt nè. Ok cô ha. Rồi. Còn lấy túi cái gì ta? Đi tiệc coi em ơi, rồi ok nha. Hồi nãy giờ em lên cũng nhiều lắm rồi đó. Cô đen rồi ok, cô lấy cái đen nha, là cái nâu này ha. Cái đen này nha. Túi đi tiệc hồi nãy giờ. À chờ chờ em xíu đi, em lên lại cái ba lô cho chị giấy chị coi cái đi rồi em lên túi đi tiệc cho chị, đợi em xíu nha. Cái gì vậy con, coi cho nó ở sữa. Rồi ok chị Hiền Đức nha, lấy cái dù 150, cái dù 150 em còn một cái nữa mấy chị. Cái dù này nó cũng lâu lâu nó mới có hàng nè. Cái dù này em còn một cái nữa đó. Còn cái nữa. Cái dù này mấy chị mang xuống lắm, đựng điện thoại rồi gì mà ngăn quá trời quá đó. Ngăn nó nhiều ơi là nhiều. Rồi, cái dù này em còn cái nữa nha. Chắc cha xả dù hồi nãy là dù nào ta? Chết rồi mấy chị, xả là coi như em phải đi tìm lại chứ không là. Rồi chị Cúc Hoa nha, xả cái dù hồi nãy ok chị nè. Ok chị, lấy cái dù đen này xả cái dù hồi nãy đúng không?
Rồi ok, đợi em xíu nha, đợi em xíu, đợi em xíu, bình tĩnh từ từ, tại vì có một mình em mà. Thằng nhỏ nó quậy rồi. Rồi ok chị nha. Em đưa chốt cho chị cái dù đen đó rồi. Là hết nha, dù đen em hết. Chị Hiền Đức cái dù đen em chốt rồi, chị Cúc Hoa rồi nha. Cho xem túi LV màu hồng. Đây, giá là 350 ngàn. Cái túi công sở nè, 350 ngàn, cái LV màu hồng nè. LV cái quai màu hồng này, màu hồng ruốc nha mấy chị, cái màu hồng ruốc. Sau nó có một cái ngăn nè. Size của nó là chiều ngang là 34, chiều cao là 28 ha. Đựng A4 rồi là vô tư luôn. Ở bên trong nó sẽ có hai cái ngăn lớn cho mình. Một cái ngăn dây kéo ở giữa. Bên này nó cũng có cái ngăn đựng thẻ cạc rồi gì đây nè. Rồi bên này là một cái ngăn dây kéo chỗ này nữa. Đó, giá là 350. Ví để tiền là hết rồi chị ơi. Ví để tiền là em like hồi nãy là sạch trơn hết rồi. Bây giờ chỉ có ví thì tiền thôi. Chứ ví để tiền là hết rồi. Đó là LV quai hồng nha. Dạ rồi ok chị nha. Đó, chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em. Còn cái dù này 150 luôn, có chị nào lấy cái dù này không? Chị Cúc Hoa mới xả ra nè. Đây. Cái dù đỏ nha, chị nào lấy dù đỏ thì chốt cho em dù đỏ cũng là 150 ngàn luôn. Nó cũng có hai cái ngăn lớn nè. Hai cái ngăn lớn nè. Đó. Nó có hai cái ngăn lớn bên trong, nó có cái dây đeo chéo luôn nha mấy chị, có dây đeo chéo luôn, hai ngăn lớn bên trong. Một cái ngăn bên ngoài nữa nè. Đó, rồi, giá của cái này là 150 ngàn luôn. Chị nào lấy thì chốt cho em dù đỏ nha. Chốt cho em dù đỏ ha. Đỏ nó đỏ đô đó. Rồi ok, em lên. Từ từ nha, em đưa cho chị Ngọc Hân coi cái ba lô cái. Tại vì cái ba lô em chưa có bỏ vô trong bao á, nó vẫn còn ở ngoài đây. Nên đưa cái ba lô lên rất là nhanh. Em lên cái ba lô, ví đi tiệc hồi nãy giờ em lên đã mấy kiểu rồi. Xong rồi em đưa cái ba lô cái rồi em lên tiếp nha. Mấy chị bình tĩnh nha. Rồi chị nào lấy cái ví dù mà màu đỏ hồi nãy thì chốt em ví dù màu đỏ, giá là 150 ngàn. Từ từ em lên cái ba lô cái rồi em lên hàng đi tiệc cho. Mấy chị đợi em xíu. Ba lô nó có sẵn luôn rồi. Chị Ngọc Hân còn đó không chị Ngọc Hân ơi? Không, quay màu đen hết rồi chị Hoa Mai ơi. Quay màu đen hết rồi. Rồi ok chị Đạm Trương Thị là cái dù màu đỏ 150 nha. Ok chị nè. Cái quay màu đen hết rồi. Không, cái quay màu hồng không, 50 tuổi vô tư chị. Trời, chị cho má chị trẻ một xíu ơi. Chị cho má chị trẻ một xíu đi. Cái quay màu hồng bình thường. Chứ 50 tuổi mà có gì đâu mà già. Rồi, cho chị Đạm Trương Thị cái ví đỏ 150 ngàn nè. Em biết bây giờ em đau lưng nhiều lắm chứ không phải là mai mốt đâu. Bây giờ vẫn đau lưng đó. Mà phải cố thôi. Cái ba lô da không có nha, chỉ có ba lô dù thôi. Chỉ có bạo á, không phải. Cái này là ba lô vải bố. Bây giờ là đau lưng rồi á. Đau rất là đau lưng luôn á, chứ không phải ấy đâu mấy chị. Chứ không phải gì đợi sau này đâu, bây giờ là đau rồi. Rất là đau luôn. Trước khi mà đi live là phải bôi dầu nóng để cho chịu cái sức ngồi nó chịu được á. À, nói mới nhớ. Nhắc mới nhớ là coi như khát nước, hồi nãy giờ coi như không nhớ luôn á. Nhắc mới nhớ uống nước á. Coi mấy chị coi live mà ông nhỏ nè. Đó mấy chị thấy không? Coi như là ngồi live chung với mẹ luôn đó, nằm luôn đó. Rồi tiếp nha mấy chị. Cái ba lô này là vải bố. Vải bố cái này là coi như là Gucci nha mấy chị, Gucci. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Hết túi dù rồi. Hết túi dù rồi. Cái này là cái chữ Y cho em nha. YSL nè. YSL nè. YSL ha. Rồi bây giờ phải chịu thôi. Cơm áo gạo tiền hết. Rồi cái này là dây kéo. Dây kéo nha. Đó chứ bây giờ mà nguyên mấy mẹ con
mà coi như em không cố gắng một xíu một bình ba nó làm sao mà coi như mà bây giờ sữa tã rồi coi như tiền học phí rồi này nọ hai đứa lớn đứa nhỏ rồi nếu như em mà không làm nữa thì làm sao mà gánh nổi, thành thử phải cố thôi. Phải cố thôi đó, cái này là coi như là dây kéo nha, cái vải 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 bố nha mấy chị, rồi cái này là quay XL nè, với lại là cái này là Gucci, hàng này đẹp lắm chị, không có cái da nó không nó thua xa cái này luôn á, cái ba lô da nó thua xa cái này luôn á. Chưa đâu, bây giờ nó chập nó ngủ xong nó tới chừng 11 giờ à, mà chắc bây giờ rồi đó, anh quậy tới 3 giờ sáng anh mới ngủ đó. Bây giờ là anh quậy tới 3 giờ sáng, em like xong em dọn dẹp là tới 3 giờ sáng là coi như qua cái cơn ngủ luôn, là ngủ không được nữa. Ngủ không được nữa. Rồi em lên nữa nha. Em lên tiếp tục. Cái ví này bữa nay nó về một cái màu xám cũng đẹp lắm nè mấy chị. Nó về cái màu xám cũng đẹp lắm nè, cái ví cầm tay đi tiệc nè. Giá là 260, giá là 260. Cái đó nó đẹp hơn cái da rất là nhiều á chị lấy cái bố đi, tại vì cái da chị xài khoảng chừng 2 năm á là nó bị bong tróc, với lại là cái da nó nặng, còn cái bố này á nó bền mà coi như mình mang nó rất là đẹp. Cái này là bữa nay nó về thêm cái màu xám nữa nè. Nó về thêm cái màu xám nữa nè mấy chị, giá là 200 280.000. Cái ví này bữa nay nó có màu xám nữa nè. Màu đen thì em còn sẵn ở nhà, màu đen thì em có sẵn ở nhà nè. Cái màu đỏ nữa nè. Cái màu đỏ đây chị nào xả ra nè. Màu đỏ nó đẹp mà ai xả vậy ta? Cái ba lô là 260 nha. Cái ví cầm tay này là 280. Đây. Con ho là do làm sao? Đi lấy cái kẹo ngậm ho cho mẹ, né xa em ra chứ không là coi như lây bệnh em á nha. Cái này là màu đỏ. Cái này là màu đỏ nha mấy chị, cái đỏ của nó là dạng đỏ đỏ cam á, nó là đỏ cam nha. Cái da của nó là da bóng, giá là 280, để em đo cái size cho. Cái size của nó là size 27 nha mấy chị. Size 27. Size 27 màu đỏ nè. Rồi, cái màu này là màu xám ha, màu xám. Em có cái màu đen nữa, để em đưa cái màu đen cho. Ủa chứ cha, cái màu xám. Màu đen đây. Màu đen nè. Đó, giá là 280.000 ha. Ngăn bên trong. Cái gì con? Chứ hồi nãy giờ con chưa có lấy được hả? Cái gói kẹo ho trong cái thùng hàng Mỹ của mẹ đó. Đây, hai cái ngăn lớn, một ngăn dây kéo. Đựng điện thoại đồ là được hết nha mấy chị, đựng điện thoại là vô tư luôn á. Nó có cái dây xích. Nó có cái dây xích. Ơi, con nói chuyện hả? À có, em có bóp rượu gừng. Mẹ em có làm nguyên một cái hũ rượu rượu gừng á mấy chị, với gừng với cái long não bạch chỉ á, thuốc bắc á. Có rồi, có nằm lửa nữa. Xông hơi nhưng mà ở một tháng à, trong trong tháng á, bây giờ ra ngoài tháng rồi em không có bóp nữa. Em không có bóp nữa. Tại vì ngồi nhiều á, hết ngồi cái là nó hết đau lưng rồi, mà bây giờ công việc là bây giờ mình phải bắt buộc mình phải dậy thôi. Đó, cái này là màu đen nè, nó có cái dây xích nè mấy chị, cái dây xích này mình có thể mình mang chéo nè. Mang vai ha. Cảm ơn mấy chị nha. Rồi, hoặc là mình mang dài cũng được, mang chéo dài cũng được. Giá là 280.000 nha, màu đen, màu xám, màu đen, màu xám nè. Màu đen, màu xám và màu đỏ, có 3 màu. Nó có 3 màu, nó có cái màu trắng nữa nhưng mà đợt này nó không có hàng hay sao á, nó không có cái màu trắng. Rồi, ok, em chốt hàng nha. Rồi chị Lan Nguyễn nè, lấy cái màu đỏ này ok chị nè.
chị Kim Dung Nguyễn lấy cái màu xám nè. Với cái kiểu em làm quen rồi mấy chị, em ngồi không, em ngồi không yên, ngồi không chịu không được, nó bị stress á, nên là cứ lên giày lai á nó cũng đỡ bị stress nữa. Rồi chị Kim Dung Nguyễn lấy cái màu xám nè. Con học bài xong chưa con? Cái túi vải, cái túi chị lấy màu gì chị? Lấy chị coi túi có quai cầm tay rồi. Ok, chờ em xíu nha. Ví này mua rồi, đẹp lắm. Dạ rồi, em cảm ơn chị Nhật Nguyệt. Có chị nào lấy màu nào nữa không? Lấy cái ví cầm tay 280 màu đỏ cho chị Lan Nguyễn. Chị Lan Nguyễn lấy rồi. Rồi ok, có chị nào lấy nữa thì báo em ha. Cái ví này nó đẹp lắm, nó rất là đẹp nha. Vô trong shop rồi coi như nó bán cứ 300 mấy, 400 mấy uổng. Cái này nó không bao giờ nó hư. Nếu như chị nào mà thấy đẹp mà mình có nhu cầu, mình cứ mua về mình cứ để đó. Rồi khi nào mà có dịp đó, thì coi như mình lấy ra mình mang. Tại vì nó là dạng da bóng, và cái da bóng chị để hoài 5-7 năm sau nó cũng không có hư. Cái da mềm thì coi như mình để tầm khoảng 2-3 năm thì nó có sẽ nó có thể là nó bong tróc. Còn mấy cái da bóng này là mấy chị xài vô tư. Rồi ok, em qua mẫu nha. Nguyên một cái miếng dán mà miếng cái bịch mà dán xăm của Hàn Quốc á, mà em dán chắc trong vòng 10 ngày là hết bịch rồi. Mỗi lần ngồi thì ngồi 4 tiếng đồng hồ, đau lưng cực kỳ. Bạn nằm chơi nha bạn, bạn không có được quậy nha bạn. Cột cái này chung. Mấy chị thấy không? Ôm lô xong nó gửi một mẫu, nó gửi quá trời quá đất vậy nè. Mình đâu có được chọn đâu. Mình đâu có được chọn đâu. Lấy một cái màu xám, lấy chị coi lấy một cái màu xám. Ok chị Hồng Phạm Thị Thu. Chị cho em xin số điện thoại với. Chị cho em xin số điện thoại với chị Thu ơi. Giá là 280.000 nha. Ghi giá lên cho đứa con Ngọc nó không biết. Mấy chị ơi, do là hiện tại là em mới sinh nên bé có một bé nhân viên nó nghỉ. Khách quen của em là em nói nhiều lần là mấy chị biết rồi, nhưng mà khách mới á mấy chị không có biết á, nên là bên em nó chốt hàng hơi chậm một xíu. Đây này, đây này, lấy cọng dây dài này. Nếu như chị nào mà gấp hàng để cho mình biếu tặng hoặc là mình đi tiệc thì mấy chị chủ động nhắn inbox vô cho shop em, hoặc là mấy chị gọi số điện thoại là 0911 080271. Em nhắc lại là 0911 080271. Mấy chị trực tiếp gọi số là nói alo em ơi, bây giờ chị cần hàng gấp hay là cái gì đó, em ưu tiên chốt với chị trước, thì bên em sẽ ưu tiên chốt cho mấy chị trước ha. Do là em còn lúc ổ thành thử là chưa có ra ngoài để mà tuyển thêm nhân viên nữa, nên mọi việc là nó sẽ chậm trễ. Nên mấy chị thông cảm nha, có gì mấy chị chủ động vô. Còn á chị, miếng nhắn xăm Hàn Quốc lúc nào em cũng trữ sẵn ở nhà hết trơn á. Có đó, có đó, cái miếng dán xăm Hàn Quốc dán vậy chứ nó đỡ lắm mấy chị, nó đỡ lắm luôn á. Em tưởng bữa giờ là nhờ nó không á. Đây nè, lúc nào trong học bàn cũng có miếng dán xăm hết trơn á. Đây nè, lúc nào trong học bàn cũng có miếng dán xăm hết trơn á. Cái này là mới khui ra mà coi như xài chắc cũng được 25 miếng, cái này chắc còn được mười mấy miếng. Một bịch như vậy 25 miếng là xài khoảng cỡ chừng 10 ngày là hết rồi. Tại vì mỗi lần ngồi lai về xong là bắt đầu là xuống là coi như phải có cái miếng dán này chứ không phải đâu lưng chịu nổi. Rồi ok chị Hồng Phạm nha. Bao tử nữ có hồi nãy em mới thấy nó ở đâu nè. Từ từ nha, em mới thấy cái lô hàng nó về ở đâu, hình như đây. Đây đây đây, có đây.
có cái lô này nó có bao tử đi, từ từ nha. Em coi thử nó nằm ở đâu cái đó. Chốt hàng gấp đúng không? Cái ví của chị đó là ghi chốt hàng gấp đi. Dạ rồi, ok cô Đặng Sang nha. Giá xăm là giá 85.000 á chị. Bình thường nó chỉ 70 thôi, nhưng mà qua cái đợt dịch lần thứ hai, đợt vừa rồi Covid lần thứ hai á, là giá xăm với lại là dầu nóng nó lên giá. Bình thường chỉ có 70.000 thôi mà đợt này là nó lên tới 85.000, còn cái dầu nóng là 150. Đây chị nào mà hỏi cái bao tử nữ này. Cái này nó có hai size nha. Nó có hai size. Hả? Ờ chút gấp. Đây cái bao tử này, cái này dễ thương quá nè. Bao tử này mấy chị, giá là 100. Cái này là vải vải bố nha mấy chị, vải bố. Em đo size cái nha, size này chắc size 20 quá. Size 22. Size 22 mấy chị. Con nó cục thôi con. Size 22 nha. Cái bao tử này là size 22 nè. Đó, cái bao tử này là size 22 nha. Dễ thương chưa? Size 22 giá là 180.000, có một cái ngăn nhỏ nè. Rồi quá trời ngăn luôn. Size 22, ngăn chỗ này nữa là hai ngăn nè. Cái ba cái ngăn lớn nha. Ba cái ngăn lớn, hai cái ngăn trung nè, một cái ngăn lớn thiệt lớn chỗ này nè. Đó. Hai cái ngăn trung, một cái ngăn lớn, ở trong cái ngăn lớn này nó có cái ngăn dây kéo nữa. Với một cái ngăn nhỏ phía trước nữa ha. Đó, cái bao tử này nha. Xếp lại được nha mấy chị, rộng chật đồ gì là mình xếp lại được, nó có cái tăng đưa chỗ này ha. Giá là 180.000 nha, giá là 180.000. Không ví cầm tay, ví mà đi tiệc là em chỉ có mẫu đó thôi, còn lát nữa nó có túi đi tiệc thôi chứ còn ví đi tiệc nó chỉ có mẫu đó. Rồi, cái bao tử này là size 22. Mấy chị chốt là bao tử nhỏ là 180, nó có y chang như cái mẫu đó mà túi cái lớn. Thì cái lớn này là phù hợp cho mấy chị hơi bự bự con với lại là nam. Nam mang cũng được ha. Y chang kiểu như vậy thôi nhưng mà nó lớn hơn, size lớn hơn. Size lớn hơn thì giá là 190 nha mấy chị. Size nhỏ thì 180, size lớn là 190. Cái size lớn thì size 27 nha, size 27 28. Size 27 28 đây là cái lớn nè. Đó là cái bao tử nha, chị nào mới hỏi bao tử đó. Ở phía sau nó cũng có ngăn nữa nè. Phía sau nó cũng có ngăn nữa nè. Đó, dù rất là chắc luôn nha, cái dây dù nè. Cái dây dù cực kỳ dày luôn. Cái size lớn mấy chị lấy dù thì mấy chị, cái bao tử thì mấy chị chốt là lớn thì là giá là 190. Còn cái size nhỏ thì giá là 180.000. Rồi, chị nào lấy bao tử thì chốt cho em bao tử nha. Đó. Vải bố nha mấy chị, vải bố á, dày dặn lắm. Rồi, em lên một cái loại mà túi đi tiệc cho mấy chị nha. Xong rồi cứ từ từ nha, em sẽ qua tiếp cái mang vai nữa. Bây giờ lên cái túi đi tiệc nè. Hết mực rồi. Kiếm cái dây à. Đây nè, hồi nãy chị nào hỏi cái ví đi tiệc thì em còn cái này nè. Cái ví đi tiệc nè thì còn cái này là giá là 280.000 luôn. 280.000 luôn cái ví đi tiệc nè. Đó.
Em ơi, cái gì ta? Mua đũa Nhật về bán, em lấy túi cầm tay đi tiệc đó em. Cái này hàng ôm lô chị ơi, cái đũa Nhật em có mà. Đũa ở dưới em có mà. Cái ví đồ đó mấy chị, mấy cái này hàng ôm lô, thành thử không có lựa được mấy chị. Không có lựa được, chứ còn mà nếu như em lựa mẫu nha là những cái mẫu ví nó toàn 300 mấy không chứ không có cái giá 200 mấy đâu. Nó hàng 300 mấy không chứ không có hàng giá 200 mấy đâu. Nên là chính vì hàng ôm lô á nó không có lựa mẫu được, do đó mấy chị mới mua hàng được giá rẻ. Rồi em qua tới cái mẫu mà túi đi tiệc này nha. Cái túi đi tiệc này ha, túi cầm tay nè, giá là 280 ngàn. 280 ngàn. Cái size của nó là size 25 nha mấy chị. Cái này nó có nhiều màu để em đưa màu lên cho mấy chị coi. Xong rồi là em sẽ mở bên trong nha. Giá là, da đó là da bóng. Giá là 280 ngàn. Size 25. Rồi, nó sẽ có mấy màu nha, 2, 4, 5, nó sẽ có 5 màu. Em mở bên trong cho mấy chị coi trước nha. Cái màu này là màu nâu giúp em nha, màu này màu nâu, size là size 25, túi sò ha. Túi sò, giá là 280 ngàn nha. Giá là 280 ngàn. Đây, tại vì túi sò nên mấy chị mở cái miệng bên trong nó rất là rộng, mình mở được hết á. Hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa, bên đây cũng một ngăn dây kéo và bên này cũng là có cái ngăn đựng thẻ cạp nè. Đó, em đưa màu cho mấy chị nhìn nha. Cái màu này là màu nâu. Da nó là da bóng, nó giả da cá sấu nè. Nó giả da cá sấu nè. Bên hông. Dưới đáy. Đó, cái này là màu nâu nha mấy chị, màu nâu ha. Size 25 nha. Màu nâu nè. Màu đen nè. Màu nâu, màu đen ha. Màu đen. Màu nâu, màu đen, màu vàng. Cái màu vàng này lạ nè mấy chị. Chỗ này nó có hai cái ngăn nhỏ nhỏ ở bên ngoài nè. Nó có hai cái ngăn nhỏ nhỏ bên ngoài. Màu vàng rất là đẹp. Chị nào mà thích mà rực rỡ này nọ là lấy cái màu vàng này. Thích mà sáng. Như má em là má em thích mấy cái màu vàng, màu đỏ, màu hồng rồi vậy cho bóng rất trắng đen. Đó, màu vàng nha. Màu vàng. Da nó là da, nó giả da cá sấu bóng ha. Rồi, màu này là màu cà phê sữa. Màu kem, mấy chị chốt với màu kem đi, màu kem. Màu màu trắng sữa đó. Màu kem, cái vân của nó là hơi hơi hồng hồng cam cam đó. Màu kem. Rồi, và màu trắng, giá là 280 ngàn, màu trắng. 280 ngàn, size của nó là size 25 ha. Size 25, toàn bộ là hàng Quảng Châu hết nha mấy chị. Túi sò ha, size 25, giá 280. Em đưa lại màu trắng nè. Màu trắng nha. Màu trắng. Màu kem. Màu kem ha. Rồi, màu này là màu vàng. Màu vàng. Màu đen. Mỗi màu có một cái thôi nha mấy chị, và màu nâu. Màu nâu. Chị nào lấy màu nào thì chốt cho em màu đó ha, 280. Rồi ok chị Đạm Trương Thị là lấy màu vàng ha. Ok chị nha, lấy màu vàng. Cái màu vàng này chị nào mà trẻ mà, chị nào mà thích nổi giống như má em. Má em là 60 tuổi rồi chứ không biết đâu. 60, còn má chồng của em là 60, gần 70 rồi, 68 tuổi rồi. Mà thích mấy cái màu mà nổi nổi như vậy nè. Rồi ok. Có cái gì ta? Cái hàng này nói chung là bây giờ hàng em chỉ có vậy đó chị ơi, thì chị coi thử đi. Cái hàng này cũng đẹp mà. Hàng này cũng đẹp mà. Đó.
giá là 280 nha. Bây giờ em còn màu đen nè, em còn màu kem nè. Cái màu này ở ở ngoài nó sẽ hơi hồng hồng một xíu nha, ở trên like nó hơi sáng. Rồi màu này là màu trắng nè. Đó mấy chị nhìn cái màu kem màu trắng nó khác nhau nha, màu trắng và cái màu này là màu nâu. Màu nâu ha. Với màu đen. Rồi em qua mẫu nha. Tới giờ buồn ngủ rồi, hôm qua cũng giờ này buồn ngủ, giờ cũng giờ này buồn ngủ. Rồi em qua mẫu khác nữa nè. Còn vỏ du lịch không hết rồi chị ơi, vỏ du lịch hết sạch luôn rồi đó. Vỏ du lịch bây giờ còn cái mẫu này thôi. Còn cái mẫu này thôi. Cái vỏ du lịch bây giờ còn mỗi cái mẫu này thôi. Chứ mấy cái mẫu màu đen thui hết là hết luôn rồi. Mấy cái mẫu màu đen là hết rồi. Vỏ dù là hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái vỏ này thôi nè. Cái vỏ này là vỏ simili ha. Vỏ cái chất của nó là simili á. Da simili á. Em còn cái mẫu này thôi. Giá là 290.000 luôn. Đó, em còn cái mẫu này ha. Cái này là coi như cái dây mà để mình máng vô trong cái cần kéo cái vali á. Đó, còn màu này, màu nâu sáng và màu nâu đậm. Em bận quần dài hay quần ngắn con? Quần dài thì mở cái khăn ra cho em nó qua que cho nó thoải mái đó. Đây. Còn màu nâu sáng với màu nâu đậm thôi. Chiều ngang là 45 nha. Size 45. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Đen với một cái xanh nè mấy chị. Giá là 280.000. Cái mẫu này mấy chị chốt cho em mã là 8033 nha. 8033, mẫu này đẹp nè. 8033 ha. Túi hộp. Để em coi cái size nó thử nha. Cái size của nó là size 22. Size này là size 22 nha. Mã là 8033. 8033, size 22. Có hai màu mấy chị. Màu này màu đen, màu này màu xanh ha. Cái màu xanh cũng dễ thương lắm. Cái vỏ du lịch hồi nãy em đưa lên cho chị là 290.000. Cái vỏ mà màu nâu đậm với màu nâu nhạt á. Cái này là giá là con không có được xì mũi kiểu đó. Sao bữa nay bị bệnh nữa rồi. Lên trên trường là coi như là đi ra ngoài nắng chơi đúng không? Con lấy cái chai xịt mũi xịt vô cho mẹ. Xịt mũi vô xong rồi bắt đầu đi lấy cái giấy hỉ mũi ra. Mở cái gối em lên trên đi. Cái này là màu đen ha. Còn cái này màu xanh. Mã là 8023, giá là 280.000 nha. 280.000. Em mở bên trong cho mấy chị coi. Mở cái xanh đi cho nó rõ. Nó là hai cái nút hít ha. Hai nút hít. Nó có một cái dây đeo chéo truyền thống nha. Và cái này là cái dây mang vai nè. Không chị ơi, cái đầm em đang mặc em không có bán. Hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo ở giữa. Bên này cũng ngăn dây kéo, bên này cũng ngăn đựng thẻ cạc. Nói chung là mấy cái túi thì ngăn nó như nhau. Túi nào mà nó có cái dây đeo này em thích lắm nha. Có cái dây đeo này rất là đẹp. 280.000, 8023. Giá là 280. Đây, cái ví nào mà nó có cái dây này nó đẹp lắm. Mấy chị mang kéo cũng được nè. Cái màu xanh nè, cái màu xanh này nó ngọt ha. Rồi, mang vai cũng được nữa. Mang vai cũng được nữa. Đó, hoặc là mình cầm tay cũng đẹp. Đi đám cưới rồi đó mấy chị, mình cầm tay này chụp hình nè. Đi đám cưới rồi mình mang cầm tay, cái này cũng đẹp nữa. Bữa nay mấy cái mẫu này là đang mua đen bây giờ nè. Đó, thì em có cái đen và cái xanh thôi, có hai màu thôi. Giá là 280.000 ha, 8023. Chị nào lấy thì chốt cho em 8023 nha. Rồi, em qua mẫu ha.
Rồi ở đây em có hai cái ví tiền này này, hồi nãy chị nào hỏi cái ví tiền ta? Cho chị màu hồng xanh là sao ta? Chị Phương Trương ơi, chị lấy cái xanh hay sao? Cái màu hồng xanh là cái gì chị? Cái nào màu hồng xanh chị? Cái này hả chị? Cái này màu xanh. Phải chị lấy cái này không hay là cái nào? Cho chị hồng xanh cái nào ta? Rồi hồi nãy chị nào hỏi cái ví tiền nè. Đây nè, ở đây em sót có hai cái nè. Cái ví tiền nè mấy chị, cái mẫu này em sale cho mấy chị giá là còn 50 ngàn ha. Giá cái mẫu này còn nặng, thôi sale cho mấy chị 45 ngàn luôn đi. 45 ngàn ha. Cái này là da mềm mấy chị, da mềm. Cuộn như cuộn bánh tráng được luôn nè. Giá 45 ngàn có hai cái thôi. Giá 45 ngàn ha mấy chị, cuộn cỡ nào cũng được hết trơn. Đó, da mềm nha. Đựng tiền đồ là ok luôn, nhiều ngăn. Ngăn này. Xong rồi chỗ này là ngăn để mình đựng thẻ cạc nè. Rồi ngăn bên này đựng nước. Giá 45 ngàn có hai cái ha. Chị nào lấy thì chốt cho em là ví 45 đi. Có hai cái màu đen như vậy đó. Rồi, em tiếp tục nha. Chị Phương Trương ơi, chị còn ở đó không? Chị nhắn cái gì em đọc em không có hiểu á. Chị lấy cái mẫu nào vậy? Ồ, cái mẫu này đẹp quá. Cái mẫu này giá là 250 mấy chị. 250 ha. Hình như đợt trước có về một lần nhiều màu á, mà bây giờ nó có một cái nè. Giá là 250 ngàn nha mấy chị. Màu này là màu cà phê sữa ha. Màu này là màu cà phê sữa, giá là 250. Giá là 250 ngàn ha. Nó có cái dây đeo chéo cho mình luôn nè. Có cái dây đeo chéo cho mình luôn hoặc là mang vai cũng được. Màu cà phê sữa giá là 250 ha. Một cái duy nhất. Bên trong nó cũng tương tự như mấy cái mẫu khác thôi. Nó có hai ngăn lớn ở hai bên nè. Ngăn dây kéo ở giữa, ngăn dây kéo bên này. Em chỉ có cái đũa màu đen đen mà cái đầu nó màu vàng vàng á chị. Cái đó không phải đũa Nhật đâu, người ta like người ta cứ kêu đũa Nhật có chứ không phải đũa Nhật đâu. Không phải đũa Nhật đâu. Là phải chị lấy cái loại đó không, còn không chị inbox vô đi xong rồi Ngọc nó chụp hình cái mẫu đó qua chị coi thử đúng không nha. Đó, cái này cà phê sữa giá là 250 nha mấy chị ơi. Giá là 250 ha, cái mẫu này dễ thương nè. Cái mẫu này với cái mẫu mà màu xanh với màu đen hồi nãy em mới like á là nó đẹp. Cái hàng này là hàng 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 trẻ đó. Chị nào mà thích mấy cái gu trẻ trung rồi là cái mẫu này là ok luôn. Bây giờ là đang mua đen cái mẫu này nè. Cái mẫu này đang mua đen, bây giờ mà mấy chị ra ngoài mấy chị mua là nó mắc tiền. Còn hàng này em thuộc dạng em lấy hàng kiểu ông lô á, thành thử nó mới rẻ. Rồi chị nhắn không giấu em không biết cái mẫu nào ta. Cái mẫu giá tiền bao nhiêu vậy chị? Cái mẫu giá tiền bao nhiêu? Sao tự nhiên chị nhắn cái gì em không đọc ra luôn ta? Hồi nãy giờ cái màu hồng xanh là mẫu nào ta? Em đọc không ra luôn á. Có chị nào dịch được không? Rồi, cái mẫu màu đỏ này mấy chị, giá là 220 ngàn ha. 220 ngàn bằng da, hai da xịn nè. Cái size này size 25 hay sao? Size này size 25. Size 22 chứ. 22. Đó, giá 220 ngàn ha, 220 ngàn. Có cái dây đeo chéo bên trong cho mình luôn nha. Còn dây này là dây mang vai. Đó, chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em là đỏ 220 ha. Đỏ 220 size 22 nha. Size 22, đỏ 22. 220 ngàn. Rồi, qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu. À, nó có đây. Nó mới có một cái mẫu mà giá đợt đầu là ba trăm mấy mà đợt này nó rẻ hơn nè. Đợt này nó rẻ hơn nè, đợi em xíu em lên cái mẫu này nè, em thấy cái mẫu này hay nè, đợt trước về tới ba trăm mấy lần. Cái này là 320 ngàn nha, màu xám nha mấy chị ơi. 320 ngàn, cái màu của nó là dạng màu
màu xám tro, màu xám tro ha, 320 ngàn. Cái kiểu này rất là dễ thương, nó có cái khăn nữa. Ngăn của nó là hai cái ngăn nút khít ha, da là da mềm nha mấy chị ơi, da là da mềm nha, da mềm. Nó có hai nút khít hai bên. Ở giữa là cái dây kéo nha. Có một cái dây đeo vai cho mình là cái dây modern nè. Rồi nó có một cái dây da là dây truyền thống nữa, nó có cái khăn nữa nè. Cái khăn này á mình có thể mình thắt một cái nơ ngay chỗ này, mình cột cái nơ chỗ này cũng được, hoặc là mình đem mình quấn quấn quanh cái dây túi này nè. Giá cái mẫu này là 320 ngàn nha. 320. Đó, chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em là xám 320 nha. Xám 320. Và cái mẫu đây nó chỉ cái mẫu này hôm bữa trước nó mắc tiền mà coi như là đợt này tự nhiên cái lô bên này nó rẻ dữ biết. Đây có mấy cái nè. Cái mẫu này đợt trước là như giá 300, 301, 302 hay sao á, hay là 209 gì em quên mất tiêu rồi. 209 hay 300 mấy gì đó đây nè. Cái mẫu đẹp cực kỳ luôn nha, đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy cái mẫu này thì chốt cho em là túi nhúng đi ha, nó hơi nhúng nhúng nè. Chốt cho em túi nhúng đi. Cái mẫu này là giá bây giờ là 260 ngàn à. Em nhớ là đợt trước là như 320 hay 301 gì đó. Nó khoảng cỡ đó đó. Nhiều quá em cũng không có nhớ. Đây cái mẫu này là mẫu model nè. Dễ thương nè mấy chị. Cái dạng như kẹp nách nè. Có ba được ba cái màu đen với cái màu trắng nè. Được ba cái màu đen với một cái màu trắng. Giá là 260 ngàn. 260 ngàn được ba cái màu đen với một cái màu trắng. Đợt trước những 300 mấy mấy chị nào hồi mua mấy bao nhiêu mấy chị coi thử. Đó, cái đợt này có 260 ngàn. Đó, dạng kẹp tóc ha mấy chị, hoặc là mình cầm tay nè. Cầm tay nè. Đó. Có cái dây đeo chéo bên trong luôn nha. Có dây đeo chéo bên trong luôn. Giá là 260 ngàn. Chị nào lấy thì chốt cho em là túi nhúng. Cái da nó da mềm mấy chị, da nó da mềm. Dễ thương ha, cái kiểu này dễ thương. Lấy cho em túi đi tiệc màu da bò dồn đơn, có nghĩa là chị lấy màu bò đúng không? Chị lấy cái màu bò này đúng không chị? Đúng thì ok lại là giùm em một cái nha, giá là 200 280 ngàn. Đúng thì chị ok cho em nha. Ngồi đau lưng quá, đứng một xíu cho nó đỡ đau lưng. Rồi ok chị. Dạ rồi ok chị. Ok chị Thu Thanh, năm sau hình như nó đi á, nó đi tháng 2, tháng 3 gì nó đi á. Em có mấy ông anh bên bển mà mấy ông mà thua, mấy ông làm được trò trống gì hết trơn, nói ổng biết cái gì là cái gì hết. Màu xanh da trời, cái này đúng không chị Phượng? Cái này đúng không? Này 280 này đúng không? Đó, cái chất nó nè, cái chất nữa nè. Bên trong. Nó phải cái này không?
cái màu xanh của nó rất là ngọt. Đang mua đen bây giờ luôn á. Đó, bây giờ là ông quậy tới 3 giờ đó. Giờ 10 giờ rưỡi rồi. Rồi ok chị nha. Con bé nhỏ nó ngủ luôn rồi, ba nó ẩm cu luôn rồi, bây giờ có mình em tiếp tục kiếm nữa. Xanh hết rồi chị ơi. À rồi, chốt cho chị Phượng rồi. Chốt cho chị Phượng rồi nè. Rồi ok. Cái mẫu này có chị nào lấy thì chốt cho em làm túi nhúng ha, túi nhúng ha. Cái mẫu này nó dễ thương lắm, da nó da mềm nha. Ở bên trong nó sẽ có một ngăn lớn và nó sẽ có cái ngăn, nó có cái dây đeo chéo cho mình, giá là 260.000 ha mấy chị. Giá 260.000 nha. Rồi nó có hai màu, màu đen và cái màu cà phê sữa. Màu đen và màu cà phê sữa nha. Rồi em qua mẫu khác. Em qua mẫu khác. Cái này cái hàng còn hôm bữa ở nhà này. Cái này là giá là 170.000 cái túi sò. Ba lô em lên rồi á. Xả đi tiệc vàng. Rồi ok chị nha. Ok chị, xả cái đi tiệc vàng. Đây nè, cái ba lô nè. Ba lô là ba lô, ba lô vải bố nha. Giá là 260.000. Đó, em có cái mẫu này là mẫu dây kéo nè. Cái mẫu này là cái mẫu chữ Y ha, YSL chữ Y ha, mẫu chữ Y nè. Rồi cái mẫu này là mẫu Gucci nha, chữ G Gucci. Em mở bên trong cho mấy chị coi ha. Mở bên trong, tất cả các mẫu ba lô nó đều giống nhau hết. Các ở bên trong nó đều giống nhau hết. Nó có một cái ngăn lớn cho mình, cái đáy của nó là tầm 10 phân ha. Cái đáy của nó 10 hay 12 phân gì đó. Ngăn lớn bên trong nó có ngăn dây kéo chỗ này nữa nha. Cái ngăn trung ở bên ngoài nè. Có ngăn trung ở bên ngoài nè. Và một cái ngăn nhỏ ở chỗ này nữa. Ở phía sau đó cũng có một cái ngăn dây kéo. Phía sau đó cũng có một cái ngăn dây kéo. Hàng chất vải đẹp lắm mấy chị yên tâm. Cái ba lô này mà hàng không đẹp chịu cái gì em cũng chịu hết trơn luôn á. Nếu như mình đi du lịch mà những cái chỗ đông người thì mình mang ở phía trước thì mình mang giày ha. Còn mà mình mang ở phía sau. Đây. Đó. Giá là 260.000 nha. Em có 3 mẫu như vậy. Rồi, chị nào hỏi ba lô là xong ha. Rồi, cái này là cái bóp cầm tay. Cái ví cầm tay giá là 170.000. Cái này là da bóng. Cái này là cái túi bóng. Cái túi bóng. Nó rất là nặng nha mấy chị. Và cái này nó có cái dây xích nữa. Nó đầm tay lắm. Nó có một cái dây cho mình cầm dạng cái ví nè. Rồi một cái dây xích. Đó, cái dây xích nè. Cái dây xích này mình đeo chéo hả mấy chị? Mình đeo chéo. Giá là 170.000 nha. Cái túi sò mở được nhiều lắm. Đựng điện thoại đồ là vô tư luôn. Điện thoại một cái cục sạc dự phòng. Tiền rồi mình để xuống ha. Tiền rồi mình để nó rộng rãi. Mấy chị hay đi tập thể thao, mình đi tập gym hoặc là mình đi tập yoga rồi này nọ đó. Mấy chị cầm cái này nè. Rồi tới chừng vô rủ một băng nhóm rồi vô cà phê, cà pháo rồi mình chỉ cầm cái này vô thôi, mình để trên bàn đó. Nhìn nó cũng hay ha. Rồi, em bây giờ em chỉ còn hai màu thôi, một là cái beo đó. Với lại là 170.000 nha, một là cái beo, hai là cái hoa cúc. Còn hai cái thôi, một là cái beo, hai là cái hoa cúc nha. Giá là 170.000. Cái này nó bằng cái kiểu là bằng nhựa mà nó cái da nhưng mà nó phủ cái chất gì đó lên á, nó giống như nhựa thì em hay gọi là cái bóp nhựa đó. Cái này mấy chị mang thiên thu luôn, đi nước, đi mưa rồi gì là ok luôn, không có sợ ướt ha. Không có sợ ướt. Cái chất nó rất là đẹp. Cái này là em còn cái bông cúc nè, với lại là cái beo thôi. Còn hai bông ha, 170.000.
Rồi, tiếp tục nha mấy chị. Giờ này là mấy chị đi ngủ hả? Má em ở ngoài quê coi như cũng cũng khoảng cỡ chừng 8 giờ rưỡi là bắt đầu lên giường rồi, 9 giờ là ngủ queo râu rồi. Rồi, em qua mẫu nè. À, cái này nó về được hai cái nè. Giá 280.000 luôn. Cái mẫu này nó hết lâu rồi, đợt này nên nó có hai cái. Cũng là cái túi sò luôn nè mấy chị, cũng là cái túi sò luôn, nhưng mà cái kiểu này thì nó trẻ trung. Cái kiểu này thì nó trẻ trung, hồi nãy là cái da bóng và da cá sấu thì nó hơi đứng tuổi một xíu. Còn cái kiểu này thì nó trẻ trung ha. Nó trẻ trung. Dạ rồi, ok chị Hồng Thu cái bông cúc nha. Ủa chị còn theo dõi live với em luôn hả? Dạ em cảm ơn chị, cái đầm này hồi xưa em bán nhiều lắm á. Cách đây khoảng cỡ chừng 5 rưỡi 2 năm á là em bán cái mẫu này mà. Mặc tới bây giờ luôn á. Hồi đó cái đầm này nó cũng rẻ chứ nó không có mắc đâu. Cái lúc mà em 51 kg em mặc cái đầm này cũng được. Bây giờ coi như 60-61 kg mặc cái đầm này cũng được. Nói chung là mua đầm hơi trừ hao một xíu, lỡ có lên ký mặc cũng được. Rồi cái này này mấy chị chốt giùm chấm bi nha, 280.000 ha. Cái kiểu này thì nó thiên về trẻ, hoặc là chị nào mà lớn tuổi mà thích cái gu trẻ trung thì ok. Còn hồi nãy nó cái nó y chang như cái kiểu mà cái túi tiệc mà da bóng mà giả da cá sấu á, thì cái đó thì nó hơi chuẩn một xíu. Còn cái này thì mấy chị tầm 30 mấy tuổi mang cũng được ha. Ngăn nó lớn, hai ngăn lớn, một ngăn dây kéo, bên này cũng có ngăn dây kéo, bên này ngăn đựng thẻ cạc, y chang như vậy thôi. Có dây đeo chéo nữa. Ví hoa cúc em hết rồi, bây giờ em chỉ còn duy nhất cái beo thôi. Em chỉ còn duy nhất cái beo thôi. Đó, giá là 280.000 là cái bi, em đo cái size cho ha. Hoa cúc em hết rồi, em còn cái beo thôi, cái beo cũng đẹp mà. Size 25 nha mấy chị ơi. Cái này là size 25 nha. Cái bi này size 25 nó chỉ có hai cái thôi, một cái bi và một cái sọc. Ngày xưa có bán một năm rưỡi, cách đây một năm rưỡi là bán rồi. Rồi cái này mấy chị, cái này là sọc nha. Hiện tại cái mẫu này 280.000 chỉ có hai cái, một cái sọc và một cái bi. Cái kiểu này thì trẻ trung nè. Đó mấy chị tầm khoảng cỡ chừng 30 mấy tuổi trở lên là ok. Rồi, em qua mẫu nha. Ba em ngủ cho ba. Đặt lên giường thử đi, phụ em dọn cái chứ không là lát nó dọn rất là lâu luôn á. Bung ra một nhà luôn. Con nằm chơi đi, con cứ ứ hoài. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thu. Cho chị coi lại cái beo đúng không? Cảm ơn chị nhiều. Cái beo em giục ở đâu mất tiêu rồi ta. Đây cái beo đây. Đây cái beo này chị. Cái beo nè. Nó cái beo nó cũng đẹp mà. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha. Cái này cũng đẹp quá. Đây mấy chị, cái này là cũng 280.000 nè. 280.000 nè, cũng một dạng túi hộp luôn. Size này chắc size 22 quá. Size 21 mấy chị. Cái mẫu này là size 21 nha, giá là 280.000. Size 21 giá là 280.000 ha. Cái chất của nó nè. Đó, rồi em mở ra nha. Có cái quai xích nha, cái quai này em thích lắm. Nó là một ngăn lớn, một ngăn lớn,
Nó chỉ là một cái ngăn lớn thôi, không có ngăn dây kéo đồ gì bên trong hết trơn á. Chị sợ to là chị dùng làm cái gì mà chị sợ to? Tại vì nếu như nhỏ quá thì chị không đựng được điện thoại. Nếu như nhỏ quá thì chị không đựng được điện thoại. Chị dùng vào mục đích gì mới được? Còn nếu như chị dùng vào mục đích mà chị bỏ như một cái ví tiền mà chị bỏ vô trong một cái sách nhỏ nhỏ như cái sách này thì lại không được. Còn nếu như chị mang riêng một mình nó thì ok. Cái này giá là 280 nha. Cái dây của nó nè, như cái dây nịt vậy đó. Mấy chị muốn thu lại thì mấy chị thu ha, thu ngắn lại thì thu ha, thu ngắn lại một chút nha. Ba kiểu mang luôn, một là xách tay nè, xách tay nè đó, hai là mang chéo như vậy, ba là mình mang vai. Tại vì những cái trái mà nó có cái dây xích này nè, mấy chị mang vai dễ lắm. Mấy chị chỉ việc là coi như máng cái dây xích quàng đường, quàng đường này. Rồi, như vậy là mình mang vai được nè. Nó tới ba kiểu mang lận, tới ba kiểu mang lận ha. Rồi em qua mẫu nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em đen, cái mã của nó là mã 9021 á. Mã của nó là 9021. Giá là 280 à. Dạ rồi ok chị nha. Chị phải lấy cái cỡ đó chị mới đựng được cái điện thoại, chứ còn mà chị lấy nhỏ hơn là chị đựng điện thoại không có được. Chị lấy cái đen này hả chị? Chị lấy cái đen này hả? Cái đen này nó dễ thương. Cái đen này là nó trẻ, già trẻ lớn bé gì mang cũng được hết trơn. Đây nè, cái tay em nè, hồi nãy chị hỏi thử nó nhỏ hay to nè. Cái tay em nè, một cái gang tay nè, vừa đúng một cái gang tay luôn, là size 20 vừa đúng một gang tay luôn, là size 20. Rồi, tiếp nha mấy chị ơi, em coi cái còn cái mẫu gì nữa đây. Mẫu này hồi nãy like rồi. Rồi, qua cái túi đựng điện thoại nha. Cái túi đựng điện thoại. Rồi cái mẫu túi đựng điện thoại này mấy chị. Rồi ok em chốt cho chị cái ví beo rồi. Em chốt cho chị cái beo rồi nha. 9021 có màu khác không? Dạ không, nó có một cái à. Hàng ôm lô nó chơi nghiệp vậy đó. Cứ cái mẫu nào đẹp thì có một cái. Còn cái mẫu nào thường thường á, rồi coi như nó đem nó quất cho âm mê là sầm. Rồi nói chung là có, nói chung là màu đẹp thì coi như là có một cái. Mà màu bình thường thì âm mê là nhiều, nó bỏ vô nhiều. Ôm lô là phải chịu như vậy thôi. Rồi cái ví này là ví đựng điện thoại dạng túi đứng ha mấy chị, giá là 150 ngàn ha. Thì em có mấy mẫu nè. Cái này là mấy chị chốt cho em sọc nha. Bây giờ em mở ra cho mấy chị coi luôn đi, rồi xong em đưa màu lên ha. Đây nè, cái túi nó dạng vậy nha. Em mở ra cho mấy chị coi luôn. Nó có cái dây đeo chéo cho mình ở trong này ha. Có cái dây đeo chéo luôn nha.
giá là 150 nha mấy chị ơi, chị nào lấy thì chốt cho em là túi đựng điện thoại. Túi đựng điện thoại nó là dạng túi đứng. Đây. Này nó hơi 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 ngắn đúng không? Phải dài một xíu nữa. Cái túi đứng như vậy ha mấy chị, cái túi đứng như vậy nè, dài xíu nữa nha mấy chị, xả cho nó dài xíu một xíu nữa đó. Rồi ngăn bên trong nè, nó có một cái ngăn lớn như vậy, mình đựng điện thoại đựng tiền đồ là ok luôn ha, đựng điện thoại đựng tiền, cho thêm một cục sạc dự phòng vô nữa cũng được. Rồi nó có một cái ngăn nhỏ nhỏ chỗ mình đây để mình đựng thẻ xe đồ này nọ ha. Giá là trước cũng có ngăn nè, giá là 150, trước nó cũng có cái ngăn nè, bỏ chìa khóa rồi luôn một trăm 50.000 nha. 150.000. Em có sâm Hàn Quốc không? Chị muốn sâm gì? Sâm củ tươi hay là sâm nước hay là sâm gì? Nói chung hàng Hàn Quốc á, chị muốn mua cái gì cũng được hết trơn á. Chị muốn mua cái gì chị cứ gửi hình hay là chị gửi cái gì đó qua cho em, xong rồi em sẽ hỏi chị em á, em báo giá cho. Rồi chị ok thì em đặt hàng về thôi. Sâm nước uống em nói mấy chị, nếu như đã mua chịu khó chi tiền mua cho em cái hàng sâm của Hàn Quốc mà nhập từ Mỹ về, cái đó là nói sự thật luôn, mua chịu khó mua cho em, chi tiền mua cho em cái sâm mà sâm nước của Hàn Quốc nhập từ Mỹ. Bởi vì thứ nhất, hàng Mỹ mà vô trong siêu thị mà gọi là siêu thị sỉ lớn nhất của nước Mỹ luôn, là vô được là nó kiểm nghiệm rất là gắt gao cái thùng sâm nước của Mỹ á mấy chị. Cái hàng đó mấy chị nói em là cái lúc mà em làm á, em làm rất là nhiều, mấy chị biết cái công suất làm việc của em kinh khủng cỡ nào luôn, là em đi kho em lựa vải đồ này nọ, rồi coi như là nhiều khi là coi như là ba cái hàng mà hàng 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 mà kho nó còn ít 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 á, mà nó lười á mấy chị, nó không có nhân viên nó lười á, là em leo lên xong rồi em đi mò từng món như vậy, là coi như là để về cho mấy chị, là theo cái kiểu mà hàng ông lô hồi xưa mà hàng hàng đầm Quảng Châu á mấy chị nhớ không, là em phải làm cái việc đó đó, là coi như là đi coi như là rất là cực luôn, mệt đó mấy chị. Chỉ cần một gói vô mà em thử hết tất cả các loại sâm á, các loại nước sâm á, từ rẻ cho tới mắc, thậm chí có loại mà coi như một hũ của nó tới một trăm mấy chục ngàn luôn á, mà uống xong á là coi như nó cũng cái kiểu là nó khỏe khỏe một xíu, chứ nó không có khỏe hẳn như là của cái sâm mà Hàn Quốc mà nhập Mỹ á. Cái thương hiệu đó là thương hiệu số 1 của dễ sâm luôn á, cái nhãn hiệu số 1 dễ sâm luôn á. Nên em khuyên mấy chị nếu như uống sâm là mua hẳn cái loại nó cũng giá cũng mềm chứ không đến nỗi mà quá mắc đâu. Cái sâm mà Hàn Quốc mà nhập Mỹ á, là em nhập từ Mỹ về chứ không nhập từ Hàn Quốc về nha mấy chị. Nhập từ Mỹ về chứ không nhập từ Hàn Quốc về. Cái túi này là 150 ngàn, em đưa màu cho mấy chị chọn nha. Cái màu này là mấy chị chốt sập cho em. Cái thùng sâm đó là giá bao nhiêu ta? 1 triệu 050 ngàn, một thùng là 30 gói. Một thùng là 30 gói, trong đó nó sẽ có ba cái hộp nhỏ bên trong, một hộp là 10 gói. Do đó mấy chị mua về làm quà đủ cũng ok luôn. Nếu như mình uống á thì mình mua về mình để dành một hộp mình uống, còn một hộp nữa mình biếu coi như bên phía nội, một hộp nữa mình biếu ba mẹ mình phía ngoại ha. Là một hộp của nó là 30 gói, 30 gói mà trong đó nó chia làm ba hộp nhỏ, là một hộp là 10 gói. Cái này là 150 ngàn, cái này là bằng simili nha mấy chị. Simili xài không bao giờ mà coi như mà bị bong da rồi gì hết trơn, cái simili rất là bền. Đó cái này là sọc. Cái này là chuỗi Mickey. Đó chị nào mà ở nhà có mấy bé mà cái độ tuổi học cấp 2 rồi đó, mình mua cho nó nè. Cái con chuột Mickey này nè, chuột Mickey nâu ha, Mickey nâu. Mickey trắng. Mickey nâu, Mickey trắng nè, giá là 150, mua về cho mấy bé mấy gì. Rồi, cái này là Gucci chữ G cho em ha, chữ G, giá 150 ngàn thôi. Chữ G nè. Rồi cái này là LV nâu đi, chốt cho em nâu đi. Chốt cho em nâu nha. Dạ rồi, ok chị nha. Ok chị, hàng đó em còn sẵn ở nhà đó, hình như ở nhà còn 2 thùng hay sao á. Tại vì một lần em đặt là 10 thùng, mấy chị biết cái đợt vừa rồi á là không có sâm nước luôn. Đợt vừa rồi là không có sâm ở trong Costco luôn, con em nó đi tới mấy mấy cái Costco luôn mà không có sâm đó đó. Tại vì cái đợt dịch đó nó hàng mà từ Hàn Quốc nó nhập qua Mỹ là hơi khó, thành thử không có hàng. Hay cái đợt mà nó có đó là em nhập về 8 thùng mà bây giờ hình như còn ở nhà còn có 2 thùng. 2 hay 3 thùng gì ở phía dưới á.
Rồi, cái mẫu này là túi đựng điện thoại nha. Chị nào lấy thì chốt cho em là cái nâu. Không phải là em nói để em bán được hàng đâu, tại vì hàng Hàn Quốc là chị em ở bên đó là vẫn có mà. Thì coi như muốn mua loại rẻ cũng được mấy chị. Loại rẻ thì em ấy, nhưng mà khi mà em dùng qua rồi em thấy mấy cái loại kia nó cũng như không à. Thành thử mấy chị mà coi như mua mà mua mình chịu khó mình nhín một chút lại mình mua hẳn. Mà em thấy giá nó cũng mềm chứ không có cao, tầm khoảng cỡ chừng 1.050.000 chia 30 là nhiêu? Chưa tới 40.000 một gói. À, chị Thi Lan Tạ là mua xong là con mua quá trời luôn á. Mua xong là mua quá trời luôn. Đó, chị Thi Lan Tạ hôm mà chị đặt cái đợt mà chị đặt xong rồi nó không có hàng á. Tới thiệt lâu sau nó mới có luôn á. Chị Thi Lan Tạ hồi đó chị đặt đó là không, cái đợt đó là không có hàng á. Đợt đó là mua mấy cái cô luôn mà không có đó. Mãi cho tới coi như chắc cũng phải 1 tháng sau á mới mua được. Một ngày chị uống một bịch, một ngày chị uống một bịch thôi, nhưng mà em nói tiết kiệm nha, là có nghĩa là thay vì ví dụ như mấy chị là hay uống buổi sáng đúng không, nhưng mà buổi sáng là cái lúc đó là buổi tối mình ngủ một giấc khỏe rồi, buổi sáng mình dậy mình đừng có uống, chị uống nó phí. Mấy chị để hẳn trưa trưa mấy chị uống xong là không uống buổi tối, tại vì buổi tối là cái kiểu là nó bổ quá mấy chị, thành thử mấy chị uống buổi tối nó sẽ dễ bị mất ngủ, mấy chị nên uống buổi trưa. Buổi sáng là buổi sáng mình dậy mình ngủ một giấc ngon rồi là coi như sáng mình dậy là đầu óc mình tỉnh táo rồi, cái tầm khoảng cỡ chừng 11 giờ lúc đó là buổi sáng mình làm việc nhiều á, cái buổi trưa trưa bắt đầu người mình nó mệt á là mấy chị nên uống buổi trưa là tốt nhất đó, là thứ nhất là cái sâm nó phát huy tác dụng mà con người mình nó cũng khỏe nữa. Còn buổi tối là không nên uống, chiều tối là không nên uống, tại vì chiều tối là sâm nó dễ bị mất, dễ gây mất ngủ. Dạ rồi, ok chị nghe nha. Chị Nguyễn Thanh Hương một thùng sâm nha. Ngọc ơi em kiểm tra thử sâm sâm Mỹ mình ở dưới là còn mấy thùng vậy Ngọc ơi, coi giùm chị cái. Hàng mấy chị yên tâm đi, mua trong Costco đồ đàng hoàng luôn, có quay clip đồ lại cho mấy chị, tại vì em sợ mấy chị là coi như cứ nghỉ hàng ở không biết con nhỏ này nó bán hàng sao á, thành thử mỗi lần con em nó đi mua đa phần là nó đặt hàng online mấy chị, tại vì nó có bé bé lớn của nó là coi như nó bị bệnh tự kỷ mấy chị, cái nghĩa là nó không kiểm soát được các cái hành động của nó, nên mỗi lần mà dẫn đi siêu thị đồ này nọ là nó chạy lăng tăng rồi nó đi mua hàng không được, nên đa phần là nó đặt online giống như ở Copmart của mình mà mình ở nhà xong mình đặt nó giao tới tận nhà là vậy đó đó. Nhưng mà coi như là em nói nó hơi cố gắng, khi nào mà rảnh hay là nhờ gửi được con cho ba nó thì coi như là đi quay giùm cho Diễm xíu, chứ nhiều khi về mấy chị không có tin tưởng á. Chị Thanh Hương ơi, chị cho em xin số điện thoại với, ở trong cái hệ thống em chưa có thấy cái số điện thoại của chị. Không, uống hết chị đặt ngay là không có. Tại vì nhiều lúc là hàng trong Costco nó lại không có hàng, mà từ từ Mỹ mà gửi về Việt Nam của mình là mất 2 tuần, từ 10 đến 10 ngày đến 2 tuần á. Nên là chị phải đặt sớm, ví dụ như chị uống khoảng cỡ chừng chị còn một 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 hũ một hộp đi, hoặc là chị uống nửa hộp đi chị phải đặt, chứ không có, tại vì hàng đó Costco mua nó cũng khó đó. Chị Thanh Hương, chị cho em xin số với lấy túi đen em nhé. Chị Nguyễn Thu Thanh, túi đen là cái gì ta, tự nhiên em đang like cái này xong rồi chị nói túi đen, em không biết túi đen nào, túi đen nào chị ơi. Rồi ok, em thấy số điện thoại của chị rồi nha. Giống chị Thi Lan Tạ, chị đặt một lần 5 thùng là chị uống hết, còn có 2 thùng là chị lo chị đặt lần liền. Cái hàng đó đặc biệt Costco không bao giờ sale. Em nói cứ để canh canh hàng sale coi thử nó có giảm không, mà không bao giờ nó sale luôn, mà hàng nó hiếm kinh khủng. Giống như cái chuẩn bị cái nhụy hoa nghệ tây. Cái nhụy hoa nghệ tây chuẩn bị nó về đó, là coi như mấy chị coi như cái hàng đó là Costco là không bao giờ mua được luôn á. Cái đợt vừa rồi nó đi sớm nó mới mua được, mà coi như nó mua được có 2 thùng, mà 1 thùng của nó là có 12 hũ à. Một thùng của nó có 12 vỉ à. Nó không có nhiều. Rồi, cái mẫu này nha, mấy chị chốt lại cho em 150 cái túi đựng điện thoại ha.
túi đựng điện thoại nha, cái mẫu này là mấy chị chốt em là Gucci chứ G ha. Rồi cái chuột Mickey trắng nè, chuột Mickey nâu nè, hai cái con chuột Mickey này chị nào mà mua đen nó thì đặt, còn không là mấy chị đặt về cho mấy bé ở nhà mà nó cấp 2, cấp 3 nó thích mấy cái mẫu này lắm. Nó thích mấy cái mẫu con chuột Mickey này nè, đựng điện thoại ha. Rồi cái này mấy chị chốt cho em nâu nha. Và hồi nãy em có một cái là cái sọc nữa. Đó, là chị nào lấy cái mẫu túi đựng điện thoại thì chốt cho em túi đựng điện thoại nha. Rồi. Ngủ chưa đại ca? Còn quậy nữa hả đại ca? Cái mẫu này mấy chị, mẫu này cái màu đỏ của nó là màu đỏ đỏ nâu, đỏ nâu, đỏ nâu ha. Giá của mẫu này là 270.000 mấy chị. Cái mẫu này nó mua đen, cái màu này là màu đỏ nâu nha. Có dây măng vai và dây đeo chéo cho mình luôn, có dây măng vai và dây đeo chéo màu đỏ nâu nha. Đây, bên trong thì nó, bên trong thì nó là một ngăn lớn và bên này nó có một cái ngăn dây kéo cho mình. Túi đen không chị, cái túi đen 9201 là hết luôn rồi. Hồi nãy chị nói là em đã nói hết rồi, chị Hồng 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 gì? 9201 là chị Hồng Thu chị chốt rồi, đâu có đâu chị. Có một cái à, chị Hồng Thu chị chốt rồi. Rồi, mẫu này mấy chị, cái màu nó là màu đỏ nâu nha, cái đỏ này giống như không diễn tả được. Màu đỏ nâu. Đó, giá là 270.000 ha, 270.000. Cái mẫu này nó sang nè. Mẫu này nó sang ha. Mẫu này mà mấy chị tầm khoảng cỡ chừng 50 tuổi trở lên là bao bao đẹp luôn, đi tiệc đồ là vô tư, du lịch cũng được. Nhụy hoa nghệ tây, hôm bữa em đăng nhiêu ta? 500 mấy. Nhụy hoa nghệ tây mà em nói mấy chị 1 gram nha. Mà mấy chị mua mà ở Việt Nam mình mà 199, 299 đồ đó là coi như em nói giả 1000%. Hàng giả 1000% nha, chứ không phải là 100% nữa. Hàng giả 1000%, nhụy hoa ngựa tây không bao giờ có cái giá đó nha. Tại vì là nó là nó trồng bằng, nó là chủ yếu là ở Iran á mấy chị. Nó trồng ở Iran thì nó trồng là trồng thủ công. Một bông của nó chỉ có 3 nhụy thôi. Thì khi mà được 1 ký là coi như là 1 gram hay 1 ký gì đó là coi như tới mấy ngàn bông như vậy. Mấy ngàn bông như vậy là coi như cái giá tiền của nó mắc kinh khủng luôn. Nên là không có cái chuyện mà 1 gram mà ở Việt Nam mình mà em thấy mà coi như mấy người like lên mà coi như 1 gram 199.000 hay là 299.000 mà chốt hàng mấy chị mua quá trời quá đất. Uống không khéo bổ đâu, không thấy bổ mà coi như thấy bệnh thêm nữa đó. Đó, coi như đừng ham rẻ mấy chị. Tại vì mấy chị muốn mua một cái sản phẩm gì đó mà mình hơi nghi nghi, mình không biết làm sao, mấy chị cứ lên mạng mấy chị tìm hiểu là nó như thế nào đó ha. Chứ để là mình mua coi như về mình uống cho bổ khỏe, mà coi như bổ khỏe không thấy đâu thấy rước thì bệnh là chết nữa. À, dạ không chị ơi, mẫu cho bé em không có. Dạ rồi ok chị Nga, lấy cái đỏ nâu này nha. Ok chị Nga, cái này nó dễ thương, nó tay tay á. Có cái dây đeo dài nữa mà em nghĩ đi tiệc là mình mang cái này. Còn nếu như mình đi du lịch thì mình mang cái dây đeo chéo. Còn mà mình đi tiệc mình mang cái vai vậy là nó tây mà nó lạ nữa. Cái nhụy hoa nghệ tây là giả nhiều lắm á. Thấy có đứa nó bán 99 ngàn nữa 1 gram mà coi như không biết là làm sao mà coi như mấy chị mua quá trời quá đất luôn. Hàng đã gửi về rồi, hàng mua hôm bữa chủ nhật thì hôm thứ hai nó đã gửi về rồi. Chắc tầm khoảng cỡ chừng thứ hai hoặc là thứ ba là sẽ có hàng đó. Thứ hai, thứ ba tuần này nè, nếu như hàng êm xuôi không có cái vấn đề gì hết, không có trục trặc hải quan là tầm khoảng thứ hai, thứ ba. Hôm bữa nó đi á, nó đi nó mua cho em xong rồi nó tính tiền á, em có nhờ nó quay á mấy chị thấy không? Mấy em á đi Costco nó mua. Mua được có hai lốc à. Hai lốc của nó là một lốc của nó là 12 vỉ. Cái hàng đó không bao giờ mua được. Em nói nó canh mua lâu lắm rồi, chắc cũng phải nửa năm rồi mà không bao giờ mua được á mấy chị. Cái hàng mà nhụy hoa nghệ tây á.
Tại vì cứ lên kệ mà lên kệ số lượng á, cứ lên kệ một cái là hết, lên kệ một cái là hết. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, em coi thử còn mẫu nào lẻ lẻ nữa không. Có ví không em? Ví hồi nãy em có lên rồi á, ví nhiều lắm á. Hồi nãy em có lên rồi á. Bây giờ hiện tại có sẵn cái ví ở đây nè, ví này là 280, ví này ví cầm tay đi tiệc nè. Đó cái ví này 280 nè. Size 25. Rồi cái mẫu này giá là 270.000 nha. Cái màu vàng là vàng nghệ hay mấy chị, túi hộp nha. Túi hộp. Cái túi hộp nè. Đó, em coi cái size thử, size này chắc size 20. Size này size 20 nha mấy chị ơi, size 20. Size 20 ha. Size 20. Bên trong của nó nè. Đó, nó có một cái dây đeo dài đeo chéo cho mình ha. Rồi, nằm trong này nè, hai cái ngăn lớn. Hai cái ngăn lớn, túi này là túi hộp nha mấy chị, túi hộp. Giá là 270 ngàn ha. 270 ngàn. Cái này thì nói thật đó, nó đẹp thì nó đẹp thiệt. Nó đẹp thì nó đẹp thiệt, nhưng mà cái kiểu mấy chị biết làm sao, cái hộp nó nên là mình đựng được ít đồ, mình đựng được ví dụ như cây son, hộp phấn, rồi mình đựng được ít tiền, rồi mình đựng được cái điện thoại. Đó, vậy là xong. Nhưng mà cái túi hộp được một cái thì nó rất là đẹp. Rồi, giá là 270 ngàn cái túi hộp màu vàng nghệ nha. Mấy cái màu mà màu xanh nè, màu vàng nghệ nè, màu hồng ruốc nè. Rồi cái màu màu bò mà hơi nhã nhã đó, là những cái màu đó là đang mua đen năm nay nè. Năm nay là mấy chị đi ra đường là đa phần mấy chị sẽ thấy những cái người mà người ta mang ví toàn mấy cái màu mà màu pastel á, màu nhã nhã như vậy đó. Đó, rồi. Còn cái gì nữa ta? Mấy chị muốn coi cái gì nữa? Cái này là cái túi đeo chéo của nữ. Đây, cái túi này là cái túi đeo chéo của nữ, giá là 190.000, hàng da simili nha. Hàng da simili. Giá là 190.000 nha. Màu nâu. Ừ, cái túi này giá 201 nè mấy chị, giá 201 nè. Cái này là mấy chị cầm cái ví cầm tay cũng được nè, mấy chị mang vai cũng được nè. Nó có cái dây đeo chéo cho mình ở bên trong luôn ha. Giá là 201 ha. Chị nào lấy thì chốt cho em cái màu nâu nè, cái này màu nâu nè. Màu nâu size này cũng size lớn. Size này là size 25 nha. Size 25. Đó, size 25, mang vai cũng được nè. Rồi nó có đeo chéo cho mình luôn. Cái túi này là đi tiệc cũng được mà du lịch cũng được mấy chị, nó bự nè, size 25, nó bự lắm. Đi du lịch đựng đồ đồ là ok ha. Mấy chị đựng cái mắt kiến, mấy cái mắt kiến mình kiến đen rồi đó, để mình che mắt mình á, cho nó che đi cái sự lớn tuổi. Em biết mấy chị lớn tuổi là đi chụp hình rồi là mấy chị thích thích đeo cái gương đen lắm, để cho che cái vết nhăn ở đuôi mắt đó. Rồi em coi nó còn cái gì nữa nha. Hồi nãy cái bóp nhựa này 170 ngàn nè. Em còn một cái nữa nè. Em còn một cái nè. Nó là dạng da xong nó phủ một cái chất ở gì bên ngoài, nó giống nhựa, thành thử em mới gọi là túi nhựa luôn nè. Cái này là 170 ngàn. Em còn một cái nữa. Nó là dạng túi sò, ví sò hay mấy chị. Bên trong nè, nó có cái dây xích để cho mình đeo chéo nha. Có dây xích để cho mình đeo chéo nè. Đựng điện thoại đồ gì là ok luôn. Nhiều ngăn lắm. Rất là nhiều ngăn luôn.
Cái này là mấy chị cầm tay nè. Nó mình đi rồi mình cầm tay vậy ha. Rồi, giá là 170.000. Chị nào lấy thì chốt cho em là ví 170 nè. Cái này đi cà phê, đi cà phê đi chơi rồi sơ sơ mấy chị mình đem mình bỏ dưới cốp xe rồi tới nơi mình đem mình lấy ra mình cầm tay vô để điện thoại để tiền. Muốn cây son hoặc là chai nước hoa nhỏ nhỏ mini cũng được. Rồi. Cái này là cái gì đây? À cái này cũng là túi đựng điện thoại luôn nè. Cái ví túi sò luôn nè, giá 170 luôn. Mà cái này là dạng hàng da. Cái hồi nãy là bóng nhựa, còn cái này da, cái dây xích của nó rất là dày nha. 170.000. Về mấy chị mở ra nha. Thì em có cái mông tay em mở nó khó. Đó. Cũng ôm là sùm ngăn như cái kia vậy đó. Nó có một cái dây đeo dây cầm tay luôn. 170. Rồi em có cái bộ này nè. Em có cái bộ này em bán sale cho mấy chị cho. Bộ này bình thường bán giá tới 250 lần mấy chị. Hàng này hàng Victoria mà hàng fake nha, chứ không phải hàng thiệt. Hàng này là hàng fake, hàng này là hàng Trung Quốc chứ không phải hàng thiệt nha, em nói luôn. Đó, cái nào hàng thiệt là nó hàng thiệt. Cái này nó có hàng thiệt nữa, hàng chính hãng nữa. Hàng chính hãng của nó tầm khoảng cỡ chừng 700-800 ngàn á. Còn cái này là hàng fake. Hàng nhái đó, hàng nhái. Hàng Victor ha. Cái này là cái túi mà đựng mỹ phẩm đó mấy chị. Giá bình thường là 220.000 lần mà bây giờ em sale cho mấy chị là cái mẫu này là giá còn 160.000 ha. 160.000. Nó sẽ có một cái túi bự như vậy đây nè. Em có một cái này nè. Đây nè. Em cũng có một cái nè, đó, hàng Victor luôn nè. Là coi như đựng mỹ phẩm đồ này nọ trong đó nó gọn lắm mấy chị. Nó gọn ha. Thì nó sẽ gồm có một cái túi lớn như vậy ha, một cái túi như vậy. Rồi, một cái bóp nhỏ nhỏ như vậy. Cái này là nếu như chị nào mà nhiều á, mình có thể mình đựng son phấn vào trong này. Mình đựng son phấn vào trong này ha, và một cái bóp chúc này. Cái bóp chúc này em đi du lịch em hay đựng tiền. Nhất là đi du lịch nước ngoài em hay đựng tiền xu đồ này nọ ở trong đây. Đó, là em sale cho mấy chị là còn 160.000 thôi. Hiện tại thì chỉ có hai bộ thôi, một bộ màu hồng vậy và một bộ kim tuyến. Một bộ màu hồng và một bộ kim tuyến đó, 160 nó sẽ có 3 cái. Hàng này là hàng phách nha mấy chị, hàng nhái nha chứ không phải là hàng thiệt nha. Nhưng mà túi rất là sắc sảo. Tại vì cái hàng thiệt của nó tới mấy trăm ngàn rồi 1 triệu luôn. Đó, một bộ của nó là gồm cái này mấy chị đựng nhiều đồ lắm. Mỹ phẩm rồi mấy chị đựng kem nền, kem oil đồ gì mấy chị đựng rất là nhiều. Đó, còn cái này thì mấy chị đựng cái son, đựng son. Rồi cái nhỏ nhỏ này thì coi như mình đựng tiền. Rồi em còn hai bộ sale cho mấy chị còn 160.000 nha. Đó là em hết rồi. Có nhiều là em like hết nhiều rồi đó. À nó còn một cái túi này kiểu kiểu này cũng đẹp nè. Nó còn cái túi này nữa. Chị đi ngủ hết rồi còn có 30 mấy chị trụ với em hả? Cái mẫu này giá là 270 nha. Hồi nãy chị nào mà không có chốt được cái đen, cái mẫu này cũng đẹp nè. Đó, cái màu của nó là màu cà phê sữa nha mấy chị. Cà phê sữa, cái này là màu bạc xỉu đúng không? Tại cà phê sữa thì nó hơi nâu, nó hơi nâu đậm. Còn cái này là nó nhạt màu một xíu, cái này màu bạc xỉu á. Màu rất là dễ thương luôn, bên ngoài màu đẹp lắm. Bên trong thích nhất cái mẫu túi nào mà nó có cái dây này. Đó, cái dây này là đeo chéo mang vai được luôn ha. Nó có một cái dây truyền thống cho mấy chị là dây da luôn. Bên trong là có hai ngăn lớn, một cái ngăn dây kéo ở giữa. Mặc dù là cái túi hộp nhưng mà cái túi hộp này nó hộp mềm, mình đựng được nhiều. Hồi nãy nó có một cái hộp màu vàng nghệ là hộp cứng, mình đựng được ít đồ. Chứ còn cái hộp này hộp mềm, mình đựng được nhiều đồ. Giá là 270.000 nha. Chị nào lấy cái này thì chốt cho em kem 270. Đó là em xong hết mấy mẫu túi luôn rồi đó. Em xong hết mấy mẫu túi luôn rồi.
Rồi chị nào ngày mai mà xem lại like á, mấy chị muốn cái mẫu nào thì mấy chị chụp màn hình lại để cho em lấy mẫu cho nó dễ nha. Em lấy mẫu cho nó dễ thì bây giờ em kết thúc like ở đây luôn. Dọn hàng nữa mấy chị. Dọn nữa tại vì đang like trong phòng ngủ á. Rồi ok, bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Ba mươi mấy chị còn lại đâu, điểm danh giùm em cái. Điểm danh giùm em coi thử chị nào mà coi như trụ tới giờ này với em đâu. Điểm danh giùm em với. Chị Thiên Bảo còn không? Chị Hồng Huỳnh còn không? Mấy chị mà hay trụ với em tới giờ này luôn á. Chị Tuyết Vân tối này không thấy gì đâu hết trơn. Chị Vân Trần á, tối này không thấy đâu hết. Chứ chỉ là coi như là cũng trụ tới giờ này. Chị nhớ còn không? Đó, chị Hồng Thu lên nè. Ô, chị Vân Trần còn kìa. Đó. Chị Diệu Liên còn hả? Chị Thu Thanh, lấy túi màu đỏ nhé. Cái màu đỏ nào ta? Dạ bye bye chị Thi Lan Tạ, chị Cẩm Vân còn nữa kìa. Rồi em sẽ nhớ trong đầu những chị mà coi như hay thức khuya xem live cùng với em nha. Rồi mấy chị xem live em giống như coi phim Cô Dâu 8 tuổi mấy chị. Cái bữa có chị nào nhắn em mắc cười chịu không nổi luôn á. Cái bữa nào mà em đẻ mà em không có like được á. Xong rồi coi như nhắn là coi như cái gì coi Cô Dâu 8 tuổi mà không ghiền bằng coi live em á. Trời ơi mắc cười dễ sợ. Chết cha rồi, cái ví đỏ nó đi đâu rồi ta? Để em coi thử chờ xíu em dơ lên thử phải cái mẫu đó không nha. Chứ để không phải mẫu đó nữa. Nó nằm ở đâu rồi à. À, đây. Cái 220 này đúng phải không chị? Cái 220 này phải không chị? Chị Thu Thanh ơi, phải cái này không? Phải cái 220 này không? Đúng thì ok cho em nha. Chị Trúc Tâm Nguyễn còn luôn nè. Chị Thiên Bảo này đó, hồi nãy em nhớ được chị Thiên Bảo luôn nè. Rồi chị Trần Diệu Liên, chị Thi Lan Tạ, chị Cẩm Vân, chị Hòa Nguyễn Mai lên đầm nha. Em đầm chưa ấy, đầm cái bao mới nó chưa có về. Còn cái hàng kia nó hốt hết, không còn gì hết trơn á. Ôm lô nó tới là coi như hàng nó rẻ quá mà gì. Hàng coi như là 400 mấy, 500 mấy mà em bán cái 280 là coi như sỉ. Nó tới nó hút sạch sẽ luôn. Mẫu chưa về nữa. Rồi chào chị Anh Nguyệt Phạm nè. Mẫu kem đó. À cái túi kem hồi nãy hả? Cái túi kem mới vừa rồi á đúng không? Cái 270 đúng không? Cái túi này đúng không chị? Cái túi này đúng không? Đúng thì ok em nha. Ví nâu 170 chị Hồng Trần là cái ví nâu này đúng không chị? Cái ví nâu này đúng không chị Hồng Trần ơi? Đúng thì ok em nha. Nó có cái dây xích ở bên trong nữa đó. Coi đến điện thoại hết pin luôn. Dạ rồi ok chị, cảm ơn chị. Rồi em bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Chân thành cảm ơn mấy chị nhiều, thiệt là nhiều luôn. Rồi bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon ha.